Chương 2677, âm thủ của Diệp Phàm. Nói hơi quá rồi, ngày trước khi chưa thành lập tổ nghiên cứu khoa học thì tổ đặc nhiệm A cũng phải đứng vững vàng ở nước ta mấy chục năm. Tổ nghiên cứu khoa học nghe nói cũng chỉ thành lập được gần 10 năm. Không có họ chúng ta làm theo khả năng, hiện giờ không phải là giải tán tổ đó mà chỉ là cắt giảm một chút kinh phí không cần thiết mà thôi. Hơn nữa, việc của tổ nghiên cứu khoa học có thể do một số cơ quan khoa học quân đội bí mật có thể hoàn thành được. Tổ nghiên cứu này không phải là một sở khoa học quân sự bí mật sao? Còn nói về thiết bị bí mật, nghiên cứu ra là để bảo vệ tổ quốc. Nếu như không khiến cho nó phát huy tác dụng tốt nhất thì chẳng phải là lãng phí sao? Hơn nữa, công việc bí mật bên quân đội chúng tôi cũng không kém gì tổ A, chúng tôi cũng có tình báo, có bộ đội đặc công. Là một quân nhân thiêng liêng, lợi ích quốc gia là lớn nhất. Đồng chí Diệp Phàm nói như vậy, tức là hơi coi thường tinh thần yêu nước của quân nhân chúng tôi là cả mức độ trung thành đối với tổ quốc nữa. Lan Viễn Kim giúp Dương Quốc Đào nói. Được rồi, những việc khác tạm thời không bàn luận nữa. Cung Khai Hà xua tay, mắt nhìn về Diệp Phàm, nói. Việc lần này của nhóm Tommy sẽ giao cho đồng chí Diệp Phàm phụ trách toàn bộ. Hy vọng các đồng chí có thể đoàn kết một lòng, hơn nữa, tôi cũng xin nói, cho dù lần này có phải chi bao nhiêu đi nữa thì Cung Khai Hà tôi cũng sẽ chi trả. Mà, tôi cho quyền đồng chí Diệp Phàm trực tiếp yêu cầu lấy tiền từ phí kế toán trưởng, muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tổ kế toán nhất định phải trong thời gian nhanh nhất lo cho khoản tiền mà đồng chí Diệp cần. Và tổ nghiên cứu khoa học cũng phải bảo đảm tất cả những gì mà đồng chí Diệp Phàm yêu cầu. Trong lúc Cung Khai Hà nhắc nhở vậy cũng là mờ mịt phê bình những ngôn luận của đồng chí Dương Quốc Đào. Thủ trưởng Cung, việc này không phải là việc dùng tiền có thể giải quyết được. Đồng chí có cho tôi cả tỷ thì cũng không có cách nào mà mời được cao thủ bán thần tiên. Diệp Phàm khẩn trương nói. Đồng chí Diệp Phàm, Đại tướng Cung đã giao cho đồng chí nhiệm vụ quan trọng như vậy. Thì đồng chí cũng không thể một mực khước từ thế chứ. Tốt nhất là nghĩ cách để cứu đồng chí Nhất Đao ra. Đồng chí Khai Hà đã giao việc này cho đồng chí, chắc chắn đồng chí Cung Khai Hà đã phải cân nhắc kỹ càng rồi. Ông ấy tin tưởng rằng đồng chí có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nếu như muốn người nào giúp việc thì cứ gọi cho tôi là được rồi. Ví dụ như dùng tiền, đồng chí Khai Hà cũng đã dặn. Tôi cũng trịnh trọng tuyên bố ở đây, đồng chí cần bao nhiêu tôi đưa bấy nhiêu. Không có tiền, mà phải bán sắt đi kiếm tiền thì tôi cũng làm. Kế Vĩnh Viễn tỏ thái độ kiên quyết, liên kết với đồng chí Khai Hà để ép Diệp Phàm. Tổ trưởng Kế, tôi đã nói rồi, không phải vấn đề tiền nong. Mà chính là không tìm ra cao thủ, thì tôi biết làm sao. Nếu như dùng tiền mà có thể giải quyết được thì đã tốt. Các vị ngồi đây đều hiểu đúng không? Nếu như có thể dùng tiền mà giải quyết được thì cao thủ của tổ A không phải chỉ chừng này. Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm, đồng chí Khai Hà đã đại diện cho tổ chức hạ mệnh lệnh cho đồng chí. Không ngờ Thôi Kim Đồng lại nghiêm túc hùa theo. Nói. Hay là thế này tổ trưởng Cung, lấy biểu quyết xem thế nào. Một khi hình thành nghị quyết thì đó sẽ là quyết định của các thành viên tổ A. Các đồng chí ngồi đây đều có nghĩa vụ tiếp nhận nhiệm vụ này. Đồng chí nào nhiều phiếu thì đi hoàn thành nhiệm vụ, các đồng chí khác phải toàn tâm phối hợp, không được oán hận câu nào. Tôi thấy được. Đồng chí Cung Khai Hà gật đầu, nhìn cả hội nghị một lượt rồi nói. Đầu tiên biểu quyết đồng chí Diệp Phàm nhận nhiệm vụ, tôi đề nghị tổ Tommy của Mỹ, và cũng là nhiệm vụ chiếc khóa của núi xương bối do đồng chí Diệp Phàm hoàn toàn là người thống lĩnh. Lão Cung đúng là toan tính, nói xong đã giơ tay lên luôn. Tôi đồng ý ý kiến của tổ trưởng Cung. Hoàn toàn đồng ý đồng chí Diệp Phàm làm ấn soái đi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tây Môn Đông tôi sẽ dốc toàn lực để kết hợp với đồng chí Diệp Phàm để hoàn thành nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ này. Tổ phó Tây Môn Đông lập tức giơ tay biểu quyết. Đúng, đồng chí Diệp Phàm là một đồng chí giỏi, anh ấy có một tấm lòng trung thành với đất nước. Là một người kiên định chủ nghĩa yêu nước, tôi tin tưởng đồng chí sẽ có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Đồng chí Diệp Phàm trung thành với nước Cộng Hòa, Kế Vĩnh Viễn tôi rất khâm phục. Kế Vĩnh Viễn cũng giơ tay biểu quyết. Sau đó Diệp Phàm buồn bực muốn chết, bởi vì trừ hắn ta ra, các thành viên còn lại trong tổ cộng thêm cả Lý Khiếu Phong là 9 phiếu biểu quyết. Hơn nữa, lão Lý còn cười tủm tỉm nói. Tôi tin tưởng mà độ trung thành của đồng chí Diệp Phàm dành cho nước Cộng Hòa. Cứ lấy trận chiến đảo Slech, ngày đó lầy viên thiên thạch đem ra nước ngoài bán đi, đồng chí Diệp Phàm đã có thể là một phú ông bạc tỷ rồi. Cả đời này hưởng cũng không hết.
nhưng đồng chí Diệp Phàm không quản tính mạng nguy hiểm mà mang được về. Nếu như anh ta không yêu nước thì còn ai dám nói yêu nước? Lão Lý, việc này đã qua rồi. Các vị ngồi đây có ai không yêu nước hơn tôi? Diệp Phàm gượng cười nói. Toàn thể đã thông qua, lập tức ghi vào hồ sơ. Việc này tôi sẽ báo cáo ngay lên cho chủ tịch. Hy vọng có thể lấy chút tiền ở bên tài chính về chỗ đồng chí kế. Nghe nói tổ chức Tommy là một tổ chức đen, bề ngoài lại là một võ đài quyền quang minh chính đại. Trên thực tế chỉ là một câu lạc bộ bài bạc ngầm khổng lồ. Làm sao mà có đủ các hạng người? Đề cập đến các phương diện bài bạc hoạt động ngầm. Nếu không có tiền thì cũng không thể vào được. Cung Khai Hàng nghiêm túc gõ xuống bàn nói. Thủ trưởng Cung, không phải Diệp Phàm tôi không yêu nước, nhưng không tìm đâu ra cao thủ. Diệp Phàm vẫn muốn dẫy ra. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, thực ra, đồng chí có thể nghĩ ra rất nhiều cách. Không ngờ Lý Khiếu Phong lại cười tủm tỉm nhìn Diệp Phàm rồi nói. Đồng chí xem, không phải là còn có sư phụ sao? Nếu như sư phụ anh có thể ra trận thì tôi sẽ tính theo chi phí cao nhất của quốc gia cho ông ấy. Các đồng chí người ở đây đều không thể nói anh vì phúc lợi cho thân thích đúng không? Đúng thế, đều là vì đất nước mà. Sư phụ của đồng chí Diệp Phàm đồng ý ra tay thì chúng ta phải bỏ ra chút chứ. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Diệp Phàm cuối cùng cũng đã hiểu, đám người này có thể là đã thương lượng hết cả rồi. Hôm nay muốn hắn ta quay lại tức là tự tìm cái hố mà nhảy vào. Đơn giản là biết chính hắn ta cũng không chạm được tới vị sư phụ kia. Bọn họ đều hiểu, xa nhất đao gặp nạn, như vậy Diệp Phàm chắc chắn không ngồi yên, chỉ có thể ép hắn đi cầu cứu sư phụ. Đám lão già này đúng là giỏi bàn tính. Diệp Phàm hù một tiếng trong lòng, nhìn đám người họ rồi nói. Nếu như tổ chức đã quyết định chọn tôi thì tôi cũng không còn cách nào đành phải tiếp nhận. Mà các vị lãnh đạo cũng đã nói là sẽ kết hợp với tôi để giải quyết việc này. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp công việc trong giai đoạn đầu. Anh nói đi đồng chí Diệp. Cung Khai Hà gật đầu nói. Chúng ta còn chưa tới Thiếu Lâm, nhiệm vụ này giao cho đồng chí Tây Môn Đông, không cần phải dùng đến lệnh hiệu triệu. Bằng không họ sẽ nghĩ chúng ta lấy danh nghĩa quốc gia để ức hiếp họ. Ngược lại sẽ còn tạo ra phản cảm, đến nói với chủ trì phương trưởng của họ là điều phải làm. Không chừng họ yêu nước lại phái cho cao thủ bán thần tiên đến thì không phải vấn đề đã được giải quyết sao. Còn đồng chí Lâm Đống Quốc sẽ đến núi Võ Đang, nghe nói Hoa Không Tự trên núi Ngũ Đài là nơi ngọa hổ tàng long, đồng chí Thôi Kim Đồng đi một lần xem. Nghe nói bên Ngũ Độc Giáo cũng có cao thủ, mà lại là cao thủ rất giỏi dùng độc. Tôi thấy đồng chí Lan Viễn Kim đi là hợp lý. Còn một nơi nữa là La Sơn Phái, phiền đồng chí kế đi một chuyến, còn lại nơi cuối cùng là Nga Mi Phái, nhờ đồng chí Dương Quốc Đào đi là thích hợp nhất. Diệp Phàm trang trọng phân công nhiệm vụ, trong lòng nghĩ. Các ông chơi tôi thì tôi sẽ cho các ông nếm thử một phen. Tướng quân Diệp, Ngũ Độc Giáo là giáo phái thần bí về dùng độc. Tình trạng của tôi không phải đồng chí không biết, tuy là một thành viên trong tổ A. Nhưng tôi chỉ làm nhiệm vụ liên lạc với quân đội đặc công. Hơn nữa, tôi lại không biết võ công. Đối với Ngũ Độc Giáo thì rốt đặc cán mai. Lại bảo tôi đi làm việc này, có phải là đã ép người quá không? Lan Viễn Kim khuôn mặt xanh xao nói. Diệp Phàm vừa dứt lời đã phản bác lại ngay. Tướng quân Lan, lần này là anh đại diện cho quốc gia đi. Ngũ Độc Giáo dùng độc lẽ nào lại dùng trên người anh sao? Hơn nữa, chúng ta không phải có tổ nghiên cứu khoa học sao? Độc thông thường chúng ta đều có thể giải được, nếu như tướng quân còn thấy không an toàn có thể kêu hai đội viên đi tháp tùng cùng. Bên quân đội cũng có thể sắp xếp binh lính cùng đi. Lẽ nào Ngũ Độc Giáo lại kháng lại chính phủ? Như vậy chúng ta cũng có thể cho một trận lôi đình rồi. Đương nhiên tướng quân cũng có thể lựa chọn không đi, nhưng khi nãy quyết định, các thành viên đều đã quyết định toàn tâm hợp sức phối hợp với đồng chí Diệp Phàm. Nếu không đi chẳng phải là không kết hợp với đồng chí Diệp Phàm làm nhiệm vụ sao? Nếu như các đồng chí khác cũng làm vậy khiến đồng chí Diệp Phàm không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Như vậy có phải là cãi lời quân lệnh không? Huống chi, đồng chí Diệp Phàm đã sắp xếp công việc không phải là vô lý. Tướng quân Lan hoàn toàn có thể làm được đúng không? Nếu như yêu cầu tướng quân ra trận giết địch thì là hơi quá có phải không? Đới Thành trang trọng nói, mà ngôn từ rất sắc bén, bức Lan Kim Viễn đến Lương Sơn. Thực ra, trong ngữ khí đó có chút may mắn Diệp Phàm đã nghe ra. Bởi vì khi nãy Lan Viễn Kim nhất định ủng hộ ý kiến của Dương Quốc Đào là cắt giảm cho tổ nghiên cứu, Đới Thành thấy cơ hội này nên đã nói lại đồng chí Lan.
Đới tướng quân, đó là ngũ độc giáo, nhiệm vụ này tôi không thể hoàn thành được. Nếu như đổi nơi khác còn được, tôi không giống các anh đều có võ công. Lan Kim Viễn sợ, cũng hiểu được ý của Diệp Phàm đang chơi mình. Đổi nơi khác, ý của đồng chí là tôi đến Thiếu Lâm tự là việc nhẹ nhàng phải không? Thiếu Lâm là đỉnh cao của võ thuật, nếu như hòa thượng đó mà tức lên thì còn đáng sợ hơn cả ngũ độc giáo. Người ta chỉ ra một quyền là tôi chết rồi. Nếu như đồng chí Lan thấy nhiệm vụ đến Thiếu Lâm nhẹ nhàng thì chúng ta đổi. Tây Môn Hà không vui vẻ, đáp lại. Chương 2678, Nam Vân Gia. Đúng vậy, một số đồng chí vừa mới nói chuyện không đau thắt lưng. Nhiệm vụ gì của quân đội chúng ta cũng có thể hoàn thành. Hiện tại chẳng qua đi ngũ độc giáo một chuyến, cũng không phải muốn một số đồng chí đi đọ sức với ngũ độc giáo. Thậm chí ngay cả đi cũng không dám đi, đây chẳng lẽ là phong cách quân nhân sao? Tôi phải suy nghĩ lại, nếu như tổ đặc nhiệm A thật sự giải thể. Một số đồng chí quân nhân anh dũng của chúng ta bây giờ có thể làm sao? Thôi Kim Đồng ngạc nhiên, thiếu chút nữa tức giận đến mức trừng mắt với Lan Viễn Kim. Đi thì đi, tôi nghe theo sự sắp xếp của đồng chí Diệp Phàm. Lan Viễn Kim tức giận điên rồi, lạnh lùng hừ nói. Diệp tướng quân, tôi là một đấng nam nhi mà anh sắp xếp cho tôi đi núi Nga Mi có phải có chút không thỏa đáng hay không? Tuy nói chuyện giang hồ tôi không thế nào rõ ràng. Nhưng, phái Nga Mi tất cả đều là phụ nữ, nghe nói cũng đều là ni cô. Tôi làm công tác tư tưởng chính trị, chẳng lẽ muốn tôi đi giảng chính trị cho họ sao? Chuyện này, có thể đổi đồng chí khác đi hay không? Tốt nhất là tổ chúng ta cử một số đồng chí nữ đi thì không còn gì tốt hơn rồi. Dương Quốc Đào cũng nói. Thấy chưa, có người sợ độc, có người không ngờ lại sợ đàn bà. Trong thời đại mới phong cách quân nhân đi đâu rồi, đến chuyện mấy ni cô thôi cũng bất bình còn nói gì ra sức vì nước. Chẳng lẽ các ni cô trên núi Nga Mi này sẽ nuốt toàn bộ một số đồng chí hay sao? Đồng chí Khai Hà, anh xem, anh vừa mới ban bố nhiệm vụ, một số đồng chí lập tức liền đứng ra đùn đẩy. Đây là hành vi bỏ gánh điển hình, chúng ta không thể chỉ yêu cầu đồng chí Diệp Phàm phải nhận nhiệm vụ gian khổ này mà chúng ta lại đi đùn đẩy nhau như vậy. Cái này gọi là gì, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không để cho dân chúng đốt đèn có phải hay không? Huống chi đồng chí Diệp Phàm còn không phải dân chúng bình thường. Hắn cũng được coi như là châu quan đó chứ. Hơn nữa là tập thể bổ nhiệm, chủ soái nhất trí thông qua nhiệm vụ lần này, đồng chí Khai Hà, tôi nói như vậy có đúng hay không? Lý Khiếu Phong nói với Cung Khai Hà. Hơn nữa, giáp mặt liền nói thẳng phê bình Dương Quốc Đào. Dương Quốc Đào chép miệng, nhưng còn chưa mở miệng, Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc, nói. Nhiệm vụ lần này quan trọng nhất là Diệp Phàm, do hắn nắm giữ ấn soái quyết định lần này của tập thể. Hiện tại từng mệnh lệnh của đồng chí Diệp Phàm truyền đạt chính là quân lệnh. Đồng chí nào không phục tùng lời nói của Cung Khai Hà tôi thì tôi tuyệt sẽ không nương tay đấy. Đến lúc đó nếu có bị đưa ra tòa án quân sự thì đừng nói Cung Khai Hà tôi không nể mặt. Tôi kiên quyết phục tùng sự sắp xếp của đồng chí Diệp Phàm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Dương Quốc Đào tức giận đến hai mắt trợn thật lớn, hô lên một tiếng rồi đứng lên hướng về phía mọi người và chào theo nghi thức quân đội. Về sau, ông ta còn bồi thêm một câu nói. Dù là chết ở Nga Mi tôi cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, tôi là quân nhân nước Cộng hòa Quang Vinh. Da ngựa bọc thây là giấc mộng của tôi. Một câu sau cùng này đương nhiên chính là nói nhảm rồi. Lão gia này thật đúng là có tư thế của một anh hùng thật sự. Ha ha, tôi hy vọng đồng chí Quốc Đào vẫn có thể toàn thân trở về. Hơn nữa, tôi tin tưởng các ni cô phái Nga Mi này đó vẫn có ý thức pháp luật. Vẫn có khái niệm quốc gia đấy. Dù sao, đều là người Hoa Hạ. Phái Nga Mi này là phái Nga Mi của quốc gia chúng ta, cũng không phải chiến trường. Đồng chí Quốc Đào chẳng lẽ còn phải đánh nhau với các ni cô đó sao? Cho nên, lời này nói ra thật là nghiêm trọng, nghiêm trọng. Cung Khai Hà vòng người lại mỉm cười nói, xem như trấn an đồng chí Dương một chút. Kỳ thật, tôi cảm thấy còn có một nơi nào đó mà chúng ta không để ý đến. Lúc này, Lan Viễn Kim vừa sờ cằm, vừa nói. Ôi, còn có môn phái nào mà chúng ta đã quên? Viễn Kim đồng chí mau đề xuất xem. Cung Khai Hà ra hiệu nói. Cung La Phù. Lan Viễn Kim nói. Ừ. Cung La Phù hẳn là có thực lực, anh vương của chúng ta chính là xuất thân từ Cung La Phù đấy. Tuy nói mấy chục năm gần đây Cung La Phù đều khá khiêm tốn. Trên cơ bản không thấy có đệ tử xuất hiện trong xã hội. Nhưng, Cung La Phù chưa từng phái đệ tử đến xã hội chúng ta rèn luyện.
Hơn nữa, cao thủ như anh Vương chính là xuất thân từ cung La Phủ rồi, trong cung kia hẳn là còn có cao thủ. Cung Khai Hà gật gật đầu, liếc mắt nhìn đồng chí Lan Viễn Kim một cái, hỏi. Anh Lan cho rằng phái ai đi thì thích hợp. Anh Vương xuất thân từ cung La Phù, cử con ông ấy là đồng chí Vương Thành Trạch đi thích hợp nhất. Đới Thành Dành nói trước. Dù sao cũng là người trong nhà. Không thích hợp, chính là bởi vì anh Vương xuất thân từ cung La Phù. Quan hệ này có lẽ đến bây giờ còn chưa chấm dứt, còn rất thân mật. Tất cả mọi người đều rõ ràng, làm việc sợ nhất là lúc gặp gỡ người quen. Bởi vì, anh không có mặt mũi nào mà tới đó cả. Đến lúc đó người quen vừa nói vài câu, anh liền mềm lòng. Chỉ sợ đồng chí Thành Trạch tới cung La Phù rồi lại ngượng ngùng không dám mở miệng nói chuyện này. Mất công bận rộn một chuyến mà lại không nói còn làm cho trong lòng đồng chí Thành Trạch không thoải mái. Cử người khác đi. Lan Viễn Kim nói đến đây liếc mắt nhìn Đới Thành một cái, Đới Thành kia mặt cứng đờ, hung hăng trợn mắt nhìn Lan Viễn Kim một cái, không đợi hắn mở miệng liền giành nói trước. Tất cả mọi người có đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tôi không nói làm gì, trong lòng tôi xấu hổ. Đới Thành tôi là một người yêu nước, trong lúc quốc gia gặp khó khăn thì muốn ra sức giúp đỡ. Không giống một số đồng chí còn ngồi đây nói nọ nói kia, nói thì đương nhiên là ai cũng nói được, kỳ thật tất cả đều là nói nhảm, nói trắng ra là, chính là sợ gặp nguy hiểm. Đó là đại phái võ lâm đấy, có một số chuyện cũng không tuân theo luân thường đạo lý đâu đấy. Thật sự nếu như có ai không cẩn thận bị thương thì cũng không nên so đo có phải hay không. Cho nên, cung La Phù rất đáng sợ, Đới Thành tôi nghe theo quân lệnh của Diệp tướng quân, tôi tình nguyện đi cung La Phù một chuyến. Tôi tin tưởng cung La Phù không phải là chiến trường, còn muốn đánh với các ni cô kia một trận. Đới Thành lần này giành được quyền nói trước nên nói rất là dõng dạc, thiếu chút nữa khiến Lan Viễn Kim và Dương Quốc Đào tức chết. Biết Đới Thành muốn giành nói trước chính là muốn chặn họng mình. Hơn nữa, ngược lại cho anh ta một cơ hội tốt để thể hiện mình. Đồng chí Lan Viễn Kim buồn bực, chỉ hận chính mình vừa rồi nói chậm một chút. Ha ha, các đồng chí đều nhận được nhiệm vụ, tôi thấy trong vòng 2 ngày nhất định phải đi một chuyến. Về phương diện cần phối hợp nhân sự các anh tự đi hỏi cung tổ trưởng là được. Tuy nhiên, vừa rồi nghe Lan tướng quân nhắc nhở tôi thật ra nhớ tới một nơi. Chính là chúng ta chỉ nhắm vào các môn phái có thực lực mạnh mà quên mất nước ta cũng có vài gia tộc rất mạnh. Có lẽ thực lực bọn họ so với một số môn phái còn nhánh hơn nhiều. Ví dụ như ở các đông lĩnh kia còn có một nhà, chủ nhà họ Tuyết. Lúc trước tôi cũng tới đó một chuyến, không ngờ tôi gặp phải một cao thủ tuyệt đỉnh. Cô bé xinh xắn đó chỉ một chưởng đã đạp tôi bắn đi xa 10 mét rồi. Bây giờ nghĩ lại thấy cô bé đó còn lợi hại hơn cả Xa Tiền Bối. Nếu như cô bé đó đồng ý ra mặt thì chuyện của chúng ta dễ làm rồi. Mà nhà họ Tuyết này vô cùng thần bí mà khiêm tốn. Hơn nữa rất từ xưa. Nếu tùy tiện phái một đồng chí đi người ta sẽ nói chúng ta khinh thị bọn họ. Mà tổ trưởng cung là ủy viên ủy ban quân giới, cố vấn quân sự đặc biệt của ủy ban quân giới. Cử thượng tướng cấp cao đi là đủ quy cách rồi có phải hay không? Cũng có thể cho thấy quốc gia chúng ta rất coi trọng nhà họ Tuyết có phải hay không? Giống như là chúng ta rất nể mặt gia tộc này. Có khi thể diện còn quan trọng hơn cả tính mạng. Bởi vậy, chúng ta phải tâng bốc họ một chút mới tốt. Sau khi nói xong Diệp Phàm liếc mắt nhìn sắc mặt sửng sốt của cung Khai Hà một cái, nói. Cung thủ trưởng ngàn vạn lần đừng nói tôi như vậy, việc này, cũng là không có cách nào. Trong tổ không có ai phải không? Thấy không, đồng chí Diệp Phàm đem quân của ta rồi. Đi, tôi sẽ đi một chuyến, sáng sớm ngày mai xuất phát. Cung Khai Hà cười tủm tỉm đồng ý. Đối với Tuyết gia đương nhiên ông ta rất rõ ràng. Đồng chí Diệp Phàm. Tâm ý trả thù của người này cũng không nhỏ đấy chứ. Tây Môn Đông Hồng nói một câu vui đùa. Cũng vậy thôi. Diệp Phàm cười khan một tiếng, lập tức cười vang. Trong phòng hội nghị, lại hòa hợp êm thấm. Diệp Phàm về tới Đồng Lĩnh, sau khi di dự buổi chiêu đãi ở Phong Châu liền mời Chu Đồng đi lấy cớ nói chuyện. Tuy nhiên, Diệp Phàm tương đối buồn bực đấy. Cao thủ này thật đúng là không cách nào mời được, ngay cả mình hay là Xa Nhất Đao đều không mời nổi. Đây chẳng phải là đi chịu chết sao? Chuyện này không có cách nào khác rồi, trong tiềm thức không ngờ muốn chuyển người này tới Kim Lăng đi. Người này ngủ lại khách sạn Kim Lăng một đêm, uống xong 10 bầu nước. Cuối cũng tức giận uống thêm 2 bình hồng rượu với 2 bình rượu sái mới cảm thấy ngà ngà say, bởi vì Diệp Phàm không dùng nội khí ép cho khí ra ngoài, cho nên hôm nay người này phải say mới được. Buổi tối hôm nay thật đúng là không tệ,
ánh trăng khá mờ mịt, màu trắng ngà. Trong đôi mắt chim ưng, Diệp lão đại nhìn thấy hết sức rõ ràng. Khoảng 12 giờ, Diệp lão đại lặng lẽ ra đi, thẳng hướng Nam Vân gia mà đi. Bởi vì lần trước đi qua, cũng là ngựa quen đường cũ thôi. Đối với Nam Vân gia mà nói, có hai người mà Diệp lão đại thấy có chút nhút nhát. Một chính là ông cụ của Nam Vân gia Nam Vân Thiếu, thân thủ người này cũng không kém gì Xa Nhất Đao. Tuy nhiên, Diệp Phàm ở bấy kỳ tình huống cũng không thể nào sợ ông ta. Điều làm Diệp lão đại lo lắng nhất chính là người phụ nữ mặc đồ trắng Nam Vân Thiên Mi, nếu buổi tối vận khí không tốt gặp cô ta thì coi như đã gặp vận xui rồi. Tuy nhiên, trong tiềm thức Diệp Phàm cảm giác cô gái này chắc có lẽ không hạ độc thủ với mình, không phải là mất mặt, da mặt hắn trải qua 10 năm quan trường ma luyện cũng khá dày rồi. Mục đích buổi tối Diệp Phàm đi đương nhiên chính là muốn đem người có khả năng phi đao về. Đương nhiên, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là muốn thử vận may mà thôi, bởi vì, Nam Vân Tiếu Tiếu nói là muốn đem phi đao cho Nam Vân Cương dùng, mà Nam Vân Cương vừa mới đảm nhiệm chức gia chủ Nam Vân gia. Diệp Phàm có thể thoải mái thu phục người này. Dù sao, đi như vậy cũng cần phải mạo hiểm cả tính mạng đấy, có thể đem người biết phi đao trở về thì cũng có nhiều đảm bảo hơn. Tìm được một nơi dễ dàng hành động, Diệp Phàm thoải mái đi vào trong sân của Nam Vân gia. Người này bình thường giống như con báo ở Nam Vân gia, từ chỗ lầu giữa sông lên. Bởi vì Nam Vân gia cũng không chỉ một tòa nhà, khuôn viên ở đây rộng chừng 200 mét, bao gồm một vài tòa nhà hai tầng. Nhìn qua đều là lấy gạch xanh thanh ngói, phòng ở có phong cách cổ xưa, cũng không lộ ra nhiều sự xa hoa. Những căn phòng ở đây xem ra cũng nhiều tuổi rồi. Phía trước hai tòa nhà cũng không phát hiện tung tích của Nam Vân Cương, tuy nhiên, vận của Diệp Phàm tốt lắm. Không ngờ ở bên giữa tòa nhà thứ ba nghe được thanh âm của Nam Vân Cương. Diệp Phàm nhẹ nhàng dùng đôi mắt ưng cẩn thận quan sát một hồi, xác định Nam Vân Tiếu Tiếu không ở gần đó. Chương 2679, chuyện liên quan đến bức vương Nam Lăng Hậu. Trong đại sảnh có ba người, hình như là em trai Nam Vân Cương là Nam Vân Mậu Đức đang nói với anh mình chuyện gì đó. Mà người ngồi ghế dựa bên cạnh Nam Vân Cương là một vị phụ nhân, phỏng chừng là vợ của anh ta. Thiên Mi cũng thật là, đã 30 rồi còn chưa chịu lấy chồng. Cả ngày tự giam mình ở trong viện cũng không sợ tự nhiên sẽ tự phát bệnh. Nam Vân Mậu Đức uống một ngụm trà rồi nói, Diệp Phàm vừa nghe nói là Nam Vân Thiên Mi. Lập tức lỗ tai hắn tự nhiên có hứng thú, bởi vì Nam Vân Thiên Mi này chẳng những bản lĩnh rất cao, hơn nữa Diệp Phàm cảm thấy cô gái này có chút thần bí. Cho đến bây giờ Diệp Phàm cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với Nam Vân Thiên Mi và Nam Vân Cương cả. Trời ạ, mới 30 tuổi không ngờ đã đạt tới cảnh giới bán tiên thiên, còn làm nhiều chuyện bẩn thỉu hơn cả bố mình, Diệp Phàm không khỏi tức giận nói thầm một câu. Quái, lần trước không phải nghe nói em ra ngoài một thời gian ngắn sao? Chứ không phải là đi gặp bạn trai, chuyện này có chút kỳ lạ. Nam Vân Cương nói, quay đầu lại liếc mắt nhìn bà xã một cái, hỏi. Lâm Tú, có phải lúc trước em có nói rằng cô ấy đã nói với em rồi không? Ừ. Lúc trước cô nói ở trong nhà rất buồn bực, cho nên đi ra ngoài đi dạo. Tuy nhiên, có bạn trai hay không thì em không biết. Anh cũng hiểu được tính tình của cô em gái này chứ, thật sự bướng bỉnh. Hơn nữa cũng không phải là khuê nữ gì, bình thường đâu có chịu ở trong nhà. Ngoại trừ thích luyện võ ra thì em chưa thấy cô thích gì khác cả. Trước kia em cũng giới thiệu cho cô ấy vài đối tượng đấy. Như là Lưu gia nhị thiếu gia, Cổ Đinh nhà họ Cổ cũng không tệ. Tuy nhiên, cô đều cự tuyệt, có lần cô phiền, bảo là muốn đi tới chỗ đối tượng, yêu cầu nhà trai đánh thắng cô. Lâm Tú khẽ gật đầu nói. Đánh rồi sao, trên đời này đi đâu tìm được người như thế? Nếu có thì chắc cũng đến 70-80 tuổi rồi. Nghe nói nội công của cô là do tổ gia truyền lại cho, và tổ gia lại rất thương cô vừa ra mặt thì ông đã chọn cô rồi. Cho nên, từ nhỏ tổ gia đã luyện cho con bé. Nam Vân Mậu Đức nói lời này khi lại có chút đố kỵ, đoán chừng là anh ta cảm thấy tổ gia có thiên vị mấy anh em. Đúng vậy, tuy anh là đại ca của cô ấy, nhưng tổ gia giống như không thế nào chào đón anh. Nếu không phải là cha để cho anh cầm lái, nói không chừng còn chưa tới phiên anh nữa cơ. Tuy nhiên, cũng rất ít khi gặp được ông, đến cháu nội là anh đây là mà cũng chỉ được gặp ông có hai lần. Tổ gia rất thần bí, hơn nữa bản lĩnh rất cao, anh nghĩ. Trong giang hồ hẳn là ông rất nổi danh. Đáng tiếc chính là tổ gia chưa bao giờ nói. Trước kia tổ gia đã ấn một cái dấu ấn con rơi trên tay anh.
chẳng lẽ tên tuổi của Tổ gia có liên quan đến con rơi hay sao? Nam Vân Cương có chút buồn bực nói. Em còn tưởng rằng đó là bớt cơ đấy, hóa ra là Tổ gia truyền võ công cho anh chứ. Lâm Tú cười nói. Không phải, đó là Tổ gia truyền cho. Mấy anh em thì chỉ có Thiên Mi là được ông truyền nhiều nhất. Mậu Đức vì thân thể không thế nào tốt lên được, cho nên, công lực không cao. Bởi vậy cũng không thể chiếm được ấn tượng với Tổ gia. Tuy nhiên, có ấn tượng thì có ích lợi gì? Nam Vân Cương có chút nghi hoặc, ngược lại là Diệp Phàm vừa nghe. Lập tức thiếu chút nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng nghĩ thầm, lẽ nào Nam Vân gia chính là nhà của sư phụ? Tuy nhiên, dấu ấn con rơi cũng có trên tay mình, không có nội khí buộc chắc thì chắc chắn sẽ không đi được. Nếu Nam Vân Cương chính là dấu ấn, bà xã anh ta còn cho rằng là bớt, chứng tỏ cô đều có thể nhìn thấy, chứng tỏ nó chính xác nằm trên tay. Hẳn không phải là Nam Lăng Hậu rồi. Trong truyền thuyết trốn giang hồ có một đại cao thủ có một dấu ấn chính là con rơi, bọn họ gọi người đó là Bức Vương Nam Lăng Hậu. Tôi nghĩ, người đó họ Nam, chẳng lẽ là danh hiệu bên ngoài của Tổ gia sáng tạo ra? Bằng không, sẽ không trùng hợp như vậy, người đó cũng họ Nam. Nam Vân Mậu Đức hỏi. Chuyện này không rõ ràng lắm, tuy nhiên, nhà chúng ta là Nam Vân, mà vị Bức Vương kia chỉ là họ Nam, cũng không có một chữ Vân nào. Nam Vân cáo lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn em trai một cái nói. Việc này, chắc chắn cha biết, tuy nhiên, cha vẫn không mở miệng. Trước kia tôi có hỏi qua, tuy nhiên, cha rất tức giận. Lớn tiếng giáo huấn quát tôi, nói chuyện không nên hỏi thì không nên hỏi. Sau đó tôi cũng không dám hỏi nữa. Tính tình của cha, cũng thật sự nóng nảy. Vân Cương, tức dịch là cái gì, chẳng lẽ là cao dinh dưỡng giống như Sơn Sâm Vương Trường Bạch sao? Nếu như có thể tìm được thì chúng ta cũng nên đi tìm chút về tắm cho Cáo Hồng. Thân thể Cáo Hồng cũng không được tốt, mỗi ngày lại cùng với mấy công tử uống rượu đánh bài. Em sợ thân thể của cậu ấy sẽ càng ngày càng kém, nếu cứ như vậy mãi, hỏng rồi thì biết làm sao bây giờ. Vẻ mặt Lâm Tú lo lắng nói. Không phải loại Sơn Sâm Vương đó, trong người có một loại khí mà phải luyện tập thì mới có được, chúng ta gọi đó là nội khí. Mà sau khi nội khí càng ngày càng mạnh thì trong đan điền sẽ hình thành một loại khí bán lỏng, chúng ta gọi đó là nội tức. Nội tức là thứ cần thiết để có thể luyện công, chất lượng cao hơn nội khí. Mà chất lượng của tức dịch, so với nội tức thì lại càng cao hơn, tức dịch là nội tức hoàn toàn hóa lỏng. Mà người luyện võ lên đến được cửu đẳng mới có thể xuất ra nội khí, mà nội khí hoàn toàn bán hóa lỏng thành nội tức là lúc đã đến được cảnh giới bán tiên thiên. Sau khi nội tức của người luyện công hoàn toàn hóa lỏng biến thành tức dịch thì phải là đẳng cấp tiên thiên đại năng giả, rồi. Người như thế trên đời rất hiếm gặp, vài chục năm trước Tổ gia đã đến được cảnh giới trong truyền thuyết. Cho nên mới có thể đem tức dịch trong đan điền ra mà tắm cho Thiên Mi đấy chứ. Cứ mỗi lần về nhà là Tổ gia lại làm việc này, vẫn tắm rửa cho Thiên Mi tới khi con bé 6 tuổi mới thôi. Tuy nhiên, sau đó cứ cách một thời gian đều phải truyền công lực cho Thiên Mi. Tổ gia đã đem nội khí hóa lỏng mà truyền cho Thiên Mi đấy. Nói cách khác, trên đời này sao có thể có người 30 tuổi đã đột phá đến bán tiên thiên? Thiên Mi căn bản là một thần thoại do Tổ gia làm nên. Đương nhiên, Thiên Mi cũng khá khác người. Nếu như là đổi lại tôi và các cậu thì có lẽ không chịu nổi áp lực kia mà tử vong. Cho nên, Mậu Đức, trong lòng cậu cũng không nên có chút oán hận gì với Tổ gia cả. Đó là bởi vì nhà chúng ta chỉ có một mình Thiên Mi là người có thể chịu đựng được tức dịch của Tổ gia mà thôi. Nếu như truyền nó cho cậu thì lại chính là hại cậu. Nam Vân Cương nói. Vậy thì cáo nhi nhà chúng ta không còn hy vọng gì rồi phải không? Lâm Tú có chút hủ rũ. Đó chính là điểm mấu chốt, chỉ là do khi tắm nội tức thì chịu không nổi, chứ chưa nói gì đến tức dịch. Tiểu tử này không có chút hứng thú nào với chuyện này cả. Suốt ngày chỉ biết cùng với mấy công tử nhà giàu kia chơi bời lêu lổng thôi. Em xem, nếu như một ngày nó không uống rượu, anh thấy sớm muộn gì nó cũng chết trên bụng đàn bà mà thôi. Sau này em cứ chống mắt lên mà xem, ngày nào nó cũng chạy ra ngoài chơi. Chuyện đứng đắn thì không chịu làm, cơ nghiệp tổ tiên dù sao cũng phải đi chuẩn bị, nói cách khác đến lúc miệng ăn núi lở thì biết ăn gì uống gì, gia tộc chúng ta lớn như vậy. Em xem các bá bá các thúc thúc có thể làm quan phóng khoáng tự nhiên được như vậy, là bởi vì bọn họ có gia nghiệp Nam Vân gia chúng ta ở sau lưng cung cấp cho họ hoạt động mà không cần đi tham ô. Tự nhiên cũng không cần lo lắng rằng sẽ có đồng chí ở ủy ban kỷ luật tìm tới tận cửa. Làm quan thế này cũng nhàn nhã, tốc độ cất nhắc cũng nhanh không ít.
Nam Vân Cương hừ nói. Đáng tiếc cha cũng già rồi, không ngờ lại không có cách nào đạt tới cảnh giới của Thiên Mi. Thiên Mi tuy nói là người của Nam Vân gia chúng ta, nhưng sẽ có một ngày con bé sẽ đi khỏi đây, như vậy sẽ biến thành người nhà khác rồi. Nam Vân gia chúng ta chẳng lẽ thật sự là xuống dốc rồi, đến một người đạt tới bán tiên thiên cũng tìm không thấy. Nam Vân Mậu Đức có chút lo lắng. Ôi, cũng không biết sao lại thế này, tổ gia dường như cũng không thích cha. Nói cách khác chỉ cần tổ gia đồng ý ra tay giúp đỡ. Lấy thân thủ thần bí của mình giúp đỡ cha đột phá đến cảnh giới của Thiên Mi thì mới có thể làm được. Tổ gia cũng không biết nghĩ như thế nào, người đã hơn 100 tuổi rồi, một ngày nào đó cũng sẽ ra đi. Mặc dù là bản lĩnh của tổ gia rất cao, nhưng quy luật tự nhiên thì không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nói cách khác lần trước cũng sẽ không bị Diệp Phàm kia tìm đến cửa mà ức hiếp. Cuối cùng còn muốn Thiên Mi ra giải quyết chuyện này. Nam Vân Cương cũng có chút buồn bực. Với thân thủ của tổ gia, khẳng định có thể sống thêm 20-30 năm nữa, nếu Thiên Mi có xuất giá, việc này không có gì phiền toái. Huống chi, Nam Vân gia muốn lớn mạnh, muốn vĩnh viễn hưng thịnh thì không thể không có cao thủ ra sức chèo chống là không được. Xã hội hiện đại tuy nói võ công có chút mai một, ở trước mặt súng pháo thì không chịu nổi một quả, nhưng kỳ thật thì tác dụng là tương đối lớn. Cao thủ như tổ gia thì đến súng pháo cũng khó mà đánh chúng được. Nếu tổ gia có súng pháo thì chẳng phải là càng vô địch sao? Nam Vân Mậu Đức nói. Sau khi cơ thể đạt tới tiên thiên thì có thể tiến hóa thêm một bước nữa, ra cùng với xương cốt và nội tạng khí quan đều có thể tăng lên một bậc. Đây cũng là kết quả của trường kỳ luyện công. Hơn nữa nó cũng có thể trì hoãn tuổi già. Tổ gia sống thêm 30 năm không nữa là thành vấn đề. Vấn đề là 30 năm sau, chung quy sẽ có một ngày ông ra đi. Cho đến lúc đó thì nhà chúng ta phải làm sao? Ít nhất, chúng ta không muốn xưng bá, nhưng cũng không thể để cho Diệp Phàm kiêu ngạo giống lần trước được, ngông cuồng. Nam Vân Cương có chút bực tức đứng lên. Đúng vậy, nhưng tính tình tổ gia như vậy rồi. Người nào dám nói linh tinh trước mặt ông, ngay cả cha cũng không dám thở mạnh một tiếng trước mặt tổ gia nữa là. Đáng tiếc là lão thái gia mất đi công lực quá sớm. Nói cách khác lão thái gia hoàn toàn có thể đạt tới bán tiên thiên đấy. Xương cốt của lão thái gia tốt hơn cha nhiều. Cha cũng luôn luôn suy nghĩ về chuyện này. Nam Vân Mậu Đức giận dữ nói. Đối với lão thái gia, ngay cả cao thủ siêu cấp như tổ gia cũng không có chữa khỏi. Điều này nói rõ cái gì, mọi người cũng có lúc không có cách nào cả. Đều không thể là vạn năng. Tuy nhiên, tôi nghĩ, có lẽ tổ gia có một ngày sẽ thay đổi chủ ý mà giúp cha đạt tới cảnh giới bán tiên thiên đấy. Dù nói thế nào, cha là con trai của ông, chứ không phải là người ngoài. Là nhất mạch chính tông của Nam Vân gia chúng ta. Nam Vân Cương nói. Chỉ mong ông sẽ thay đổi chủ ý, tuy nhiên, tôi cảm thấy tương đối khó. Nếu tổ gia sớm đồng ý thay đổi chủ ý thì cha sớm phá được cảnh giới bán tiên thiên rồi. Về sau theo tuổi tác tăng thì xương cốt thân thể và khắp cơ năng cũng sẽ càng ngày càng kém đấy. Đến lúc đó chỉ sợ mặc dù tổ gia thay đổi chủ ý nhưng thời cơ đột phá tốt nhất cũng là mất đi. Nam Vân Mậu Đức buồn bã nói. Chương 2680, xong đời rồi. Người phụ nữ đó đuổi tới rồi. Đúng vậy, tôi tin rằng tổ gia sớm hiểu được chuyện này. Nhưng chuyện này hậu bối chúng ta làm sao dám ra mặt nói chứ? Huống chi tổ gia chúng ta cứ như người vô hình. Trừ phi ông liên lạc với chúng ta làm sao có thể liên lạc được với ông? Sắc mặt Nam Vân Cương càng ngày càng khó coi. Tôi thấy cũng không có cách gì với ông, chỉ có điều là cần phải tăng cường thực lực hiện có của chúng ta. Với công lực hiện tại của Thiên Mi thì chúng ta có thể có 80% hy vọng đột phá hoàn toàn trở thành tiên thiên đại năng giả. Nếu Thiên Mi có thể đạt tới cấp độ của tổ gia, cô ra tay chẳng phải sẽ giúp cha của chúng ta nâng cao cấp độ sao? Nam Vân Mậu Đức xoay người lại nghĩ đến chuyện này. Không phải dễ dàng như vậy, tuy nói bán tiên thiên đã tiến gần đến cánh cửa tiên thiên rồi. Xem như một chân đã đi vào, nhưng phải hoàn toàn đi vào thế giới kia. Thiên Mi cho dù có thể hoàn toàn tiến đến cấp độ này có lẽ cũng cần đến khoảng 20 năm nữa. Cho đến lúc đó, cha còn có thể gánh vác được sao? Nam Vân Cương nói, cha hiện tại cũng 80 rồi, sau 20 năm nữa mặc dù là có thể cáng đáng được, nhưng lúc đó cũng đã hơn 100 tuổi rồi. Con người đến tuổi đó thì còn làm được gì nữa? Người thường đứng cũng không vững, mặc dù là cha có thực lực, nhưng phải đột phá, đó cũng là một điều không thể. Ôi, việc này! Sắc mặt Nam Vân Mậu Đức đen sẫm. Con người thì đều phải nghe theo mệnh trời. Nam Vân Cương thở dài.
Diệp Phàm lại quan sát bốn phía một lần, phát hiện đích xác không có cao thủ ở đây. Thoát một cái hắn đã xông vào tới đại sảnh, trong tình thế sét đánh không kịp bưng tai. Lập tức, Lâm Tú cùng Nam Vân Mậu Đức tạm thời đều không thể nhúc nhích. Nam Vân Cương, chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Diệp Phàm rõ ràng đặt mông ngồi trên ghế trên, vỉnh mặt lên châm một điếu thuốc nhìn Nam Vân Cương. Anh tới làm gì, chuyện của chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao? Nam Vân Cương không ngờ hết sức điềm tĩnh liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Chấm dứt, đao của tôi còn ở trong tay anh. Tôi không muốn nói nhiều, phỏng chừng An Hy cũng không muốn nhìn thấy tôi làm gì đó. Mang cây đao ra đây thì tôi sẽ đi, tuyệt đối không nói hai lời. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Đao, đao nào? Trên mặt Nam Vân Cương hiện lên một tia nghi hoặc. Nói láo, anh lại nói láo rồi. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng, nói. Thành thật một chút, nhanh lấy ra đây. Nói cách khác bản tính nôn nóng của tôi sẽ không khách khí đâu. Tôi thật không rõ anh nói cái gì. Nam Vân gia chúng tôi đứng vững ở Kim Lăng cũng đã hơn 1000 năm. Sao phải dựa dẫm vào ai chứ? Nam Vân Cương nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Mà ánh mắt cũng đang nhìn lướt qua bà xã và em trai, phát hiện bọn họ chỉ biết phồng mồm trợn mắt lên mà không thể nói lời nào và cũng không thể nhúc nhích, sinh mạng hẳn là không vấn đề gì. Lúc trước đao của tôi bị lão gia nhà anh lấy đi, nói là lấy về cho anh dùng. Diệp Phàm nhắc nhở, trong lòng cũng có chút buồn bực, giống như Nam Vân Cương không hiểu can tướng của mình. Bởi vì, dưới con mắt chim ưng, Nam Vân Cương dường như không hề nói dối. Đao thì đúng là ông cụ lấy, tuy nhiên, bây giờ không có ở trong tay tôi. Nếu anh muốn có thể hỏi cha tôi. Tuy nhiên, chỉ một mình anh, cũng không có bản lĩnh cầm về. Nói cách khác lúc trước cũng sẽ không mất đao. Ngày đó nếu cao thủ không đến, Diệp Phàm anh còn có thể sống sót mà đến đây nói chuyện sao? Tôi khuyên anh đi nhanh đi. Nói cách khác nếu cha biết anh đến lúc đó đi không được rồi. Nam Vân Cương không ngờ mạnh mồm nói. Ha ha, trước khác nay khác rồi. Hiện tại anh đã là tù nhân rồi. Anh có tư cách gì nói với tôi những lời đó? Anh không làm theo lão gia nhà anh, lại còn có một con người lạnh như băng ở bên cạnh thế kia. Anh cũng không khá hơn chút nào đâu. Diệp Phàm cười lạnh nói. Đúng lúc này, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm nhảy dựng lên. Hắn bay vút một cái đã tới chỗ Nam Vân Cương, thừa cơ hội người này còn không kịp phản ứng liền đâm xuống Nam Vân Cương. Tuy nhiên, Nam Vân Cương còn muốn giãy giụa, sau khi bị Diệp Phàm tát một cái mặt lập tức sưng phồng lên. Còn cử động nữa tôi lập tức phế bỏ anh. Diệp Phàm trừng mắt hừ nói, Nam Vân Cương thân mình chấn động, thật sự không dám cử động. Đối với người luyện võ mà nói thì mất đi võ công thà mất đi tính mạng còn hơn, nếu như mất đi võ công thì thậm chí anh ta sẽ mất luôn cả địa vị làm chủ gia đình. Gặp người này thì chẳng khác nào xách một con gà mà đâm đâm chọc chọc. Nhưng từ rất xa Diệp Phàm phát hiện thấy một bóng áo trắng đang bay trên không trung, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Không xong rồi, hình như là người đó, trong lòng Diệp Phàm nhất thời kinh sợ, vừa mới thi triển công lực của bức vương Nam Lăng Hậu với Nam Vân Cương kia, không ngờ người này lại đến. Người đó đâm thẳng về hướng tòa nhà rồi nhằm người mà xông vào. Thành thật một chút, Diệp Phàm trừng mắt nhìn Nam Vân Cương hừ nói. Hắn dương đôi mắt chim ưng nhìn quanh bốn phía một lượt, tuy nhiên, khi hắn ngẩng đầu lên, nhất thời có một chút kinh ngạc. Phát hiện nơi này hình như là giữa một phòng ngủ. Trong phòng có một cái giường, bên trên bày một số cổ vật từ thời nhà Thanh. Ví dụ như bàn tròn khắc hoa, ghế ngồi tròn khắc hoa như một cái trống. Còn có giá sách từ xưa, Diệp Phàm cũng không rảnh đi xem xét mấy thứ đó. Mà gian ngoài có một phòng tiếp khách nhỏ, mà thứ khiến Diệp Phàm sững sờ chính là trung tâm của phòng tiếp khách treo một bức họa. Trong bức họa kia có một người mặc áo choàng màu xanh đang đứng trong một hồ nước. Người này mày rậm mắt to có vẻ rất có thần khí, hơn nữa. Trong tay còn phe phẩy một cây quạt lông, trông thần sắc rất không giống với người bình thường. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là hình như dáng người này hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tuy nhiên, hắn nhìn kỹ hơn, gắng sức nhớ lại, tuy nhiên, cuối cùng có thể khẳng định, gương mặt này tuyệt đối hắn chưa từng gặp. Chỉ có điều, Diệp Phàm cảm giác, cảm thấy người này giống như đã từng quen biết. Hơn nữa cảm giác còn khá thân thiết. Gặp ma rồi, người kia là ai? Diệp Phàm nói thầm trong lòng, phát hiện bóng trắng kia đã đứng ngoài cửa. Không phải là một bậc trượng phu, Diệp Phàm trong lòng hừ lạnh một tiếng trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, đại khái cũng đoán ra hẳn đó là Nam Vân Thiên Mi rồi. Hắn một tay lấy Nam Vân Cương rồi đi đến cạnh cửa. Các hạ là Nam Vân Thiên Mi.
Diệp Phàm lạnh lùng hướng về chỗ bóng trắng kia hừ nói. Là anh. Bóng trắng vừa thấy Diệp Phàm, hơi sửng sốt hừ lạnh nói. Là Diệp Phàm tôi đây. Diệp Phàm nói. Thả Nam Vân Cương ra, và hãy cút đi. Sau này đừng bao giờ bén mảng đến Nam Vân gia nữa. Nói cách khác, trên đời này không còn Diệp Phàm nữa rồi. Nam Vân Thiên Mi không ngờ vô cùng bình tĩnh. Tôi tới lấy lại phi đao của tôi, ban đầu là bị Nam Vân Tiếu Tiếu cướp đi. Tôi tới lấy lại đồ của mình chẳng lẽ cũng phạm pháp hay sao? Diệp Phàm hung hăng chất vấn. Việc này tôi không rõ lắm. Nam Vân Thiên Mi vừa mới nói một nửa, xa xa truyền tới một thanh âm. Không phải ta cướp đi, mà là tài năng của ngươi không đủ để giữ nó. Tài năng của ngươi không đủ thì nói gì được chứ? Chỉ cần Diệp Phàm ngươi có thể đánh được lão phu, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể lấy phi đao đi. Nói cách khác, ngươi làm như vậy thật quá bị ổi rồi. Nói khó nghe một chút, chuyện này chính là do tiểu tử ngươi gây nên. Đối với những người luyện võ như ngươi mà nói, đây là hành vi hiếm thấy. Hơn nữa, lúc trước chúng ta bỏ qua cho ngươi, ngươi thật không biết điều. Ngươi cho là một cán bộ như ngươi thì Nam Vân gia chúng ta không dám động thủ có phải hay không? Vậy ngươi hoàn toàn sai lầm rồi, ngươi quá xem thường thực lực của Nam Vân gia chúng ta rồi. Tôi không nói các người như vậy, Nam Vân gia các người thế lớn, nghe nói có mấy người còn làm đến cấp phó bộ chánh bộ đấy. Các người có thể làm sằng làm bậy, nhưng, thế giới này luôn có luật pháp. Hơn nữa, lần này tôi đến chính là muốn lấy lại phi đao đấy. Phi đao vốn là của Diệp Phàm tôi, là thuộc về tôi, ngươi dùng thủ đoạn cướp đi chẳng lẽ vinh quang lắm sao? Nói trắng ra thì đây chính là lý luận của bọn cướp. Huống chi, bản lĩnh của ngươi so với Diệp Phàm tôi còn thâm hậu hơn, nhưng, ngươi bao nhiêu tuổi? Nam Vân Tiếu Tiếu ngươi ở tuổi như tôi liệu đã có bao nhiêu phần công lực? Cho nên, đây chính là già bắt nạt trẻ rồi. Lão thất phu, ngươi còn ở nơi này mà nói những lời đó sao? Tôi không biết trên đời này hai chữ liêm sỉ phải viết thế nào mới đúng đây. Nhưng chữ Nam Vân Tiếu Tiếu thì ngươi hãy dạy ta viết thế nào mới đúng. Đây chẳng lẽ chính là cách đối nhân xử thế của Nam Vân gia đã nổi tiếng cả ngàn năm nay sao? Tôi rất hoài nghi Nam Vân gia các người có phải bọn cường bạo hay không đấy. Diệp Phàm cũng khéo mồm khéo miệng không chút khách khí đáp lễ, dù sao đều trở mặt rồi, cũng không còn gì phải khách khí cả. Tiểu tử thối, ngươi còn nói đến liêm sỉ được hay sao? Tài nghệ không bằng ai mà lại dám nói những lời ngông cuồng đó sao? Hơn nữa, cũng là các ngươi tìm tới tận cửa rồi. Trên đời này thị phi trắng đen chẳng lẽ lẫn lộn rồi sao? Hổ thẹn khi ngươi vẫn là quan lớn, ta thấy đầu óc ngươi đúng là có vấn đề rồi. Sớm biết rằng ngươi là người bị ổi như thế, ngày đó nói gì ta cũng không để ngươi vào được Nam Vân gia. Nam Vân Tiếu Tiếu tức giận, đó là cực tức giận, lão già này thiếu chút nữa dựng râu trừng mắt rồi. Lý luận của cường bạo thôi, các ngươi như vậy cũng khá đường hoàng đấy. Các ngươi có mặt mũi nào mà nói những lời này chứ? Nam Vân gia thế lớn, nhưng cũng không có thể ỷ thế mà hiếp người được. Nếu nói đến bị ổi, ngoài Nam Vân gia các ngươi còn ai khác nữa? Chẳng lẽ chúng ta không nên lấy lại công bằng sao? Hãy xem cô gái xinh đẹp kia lại bị gả cho con cháu chó má nhà ngươi thì có phải là rất có đạo lý không? Quả thực là buồn cười thật sự. Diệp Phàm vừa có tâm, lại có dũng khí, ngửa mặt lên trời mỉm cười. Người này, bộ dáng có vẻ có chút kiêu ngạo, ngông cuồng. Tuy nhiên, nội tâm cũng tràn đầy bi tráng. Xem tình hình hôm nay, muốn đi ra khỏi Nam Vân gia quả thật có chút khó khăn rồi. Nếu quả thật phải đấu một trận thì Nam Vân Cương phải làm sao đây, có lẽ chính mình cũng gặp nguy hiểm. Kết quả chính là cả hai đều bị thương. Ít nói lời ong tiếng ve, lập tức buông Nam Vân Cương ra. Chúng ta có thể suy xét tha mạng cho ngươi, nhưng tránh không khỏi mang vạ đâu. Mặc kệ ai đến Nam Vân gia dương oai, đều sẽ bị trừng phạt. Nói cách khác, hôm nay Nam Vân gia này chính là nơi táng thân của Diệp Phàm ngươi. Chúng ta, hiện tại chỉ cần một bàn tay của ngươi là được. Cho ngươi nhớ lâu một chút, đừng có chuyện hay là không có chuyện cũng đến nhà chúng tôi quấy rối. Trên đời này muốn quấy rối cũng cần có bản lĩnh, không có bản lĩnh ắt phải trả giá lớn. Nam Vân Tiếu Tiếu có chút thẹn quá thành giận rồi. Chương 2681, cô ta đã động lòng chưa? Hừ, nếu tôi không thả thì sao? Sắc mặt Diệp Phàm âm trầm một lúc, nhìn chằm chằm Nam Vân Tiếu Tiếu. Vậy anh thử xem, nếu anh hôm nay có thể rời khỏi Nam Vân Phủ, bốn chữ Nam Vân Tiếu Tiếu này ta sẽ viết cho ngươi xem.
Nam Vân Tiếu Tiếu cũng giận dữ rồi. Nam Vân Thiên Mi, ngươi thấy như thế nào? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm hỏi cô. Nam Vân gia không để bất cứ kẻ nào tùy tiện làm nhục, bao gồm cả Diệp Phàm ngươi, cũng không được. Nói cách khác, lời nói của cha ta chính là ý của ta. Nam Vân Thiên Mi giọng điệu rất bình tĩnh. Lập tức thả người, tôi đếm đến 10. Nếu ngươi không thả người, hậu quả, ngươi sẽ tự gánh. Nam Vân Tiếu Tiếu trừng mắt nói. Các người bất nhân tôi cũng bất nghĩa thôi. Diệp Phàm cũng không nhịn được nữa, xuống tay một cái, lập tức, khói độc màu tím đem bốc lên làm cho cả người Nam Vân Cương tràn ngập trong đó. Trong sương mù lập tức truyền đến tiếng ho khan kịch liệt của Nam Vân Cương. Khốn khiếp, mày dám phóng độc à, tiểu tử thối, hôm nay nhất định phải băm mày thành ngàn vạn mảnh. Nam Vân Tiếu Tiếu chỉ vào Diệp Phàm. Không muốn cứu tính mạng Nam Vân Cương thì xin mời tiến lên. Diệp Phàm thi triển hóa âm mê thuật ra nói một câu, lập tức khiến cho Nam Vân Tiếu Tiếu dừng lại, tuy nhiên, lão gia này chợt không ngờ không để ý đứa con cố gắng đạp Diệp Phàm một trường. Xem ra, lão gia này sĩ diện lên tới cực điểm rồi. Cha, đại ca trúng độc. Nam Vân Thiên Mi một trường đạp cha Nam Vân Tiếu Tiếu ra ngoài. Hơn nữa sừng sốt kéo cha quay trở về chỗ cũ. Độc chúng ta không sợ. Lấy thể diện Nam Vân ra chúng ta, ta có thể tự mình đi ngũ độc giáo một lần, với bọn họ thì không có độc gì là không giải được. Nhưng thật ra thằng nhóc này, hôm nay lão phu phải lột ra hắn. Một bàn tay không đủ, ta muốn hắn cả đời phải nằm trên giường. Nam Vân Tiếu Tiếu đã có tính toán, bằng không, ông ta cũng không dám mạo muội ra tay. Nếu Diệp Phàm nghĩ một trưởng có thể đánh chết Nam Vân Cương thì cũng không có khả năng, bởi vì Nam Vân Thiên Mi lúc này. Tin tưởng Diệp Phàm cũng không đến nỗi đùa giỡn với tính mạng của chính mình. Dế nhũi còn ham sống, huống chi là người, hơn nữa còn là một quan lớn chính phủ có tiền đồ tốt. Nam Vân Tiếu Tiếu tin tưởng sức phán đoán cùng với kinh nghiệm mấy chục năm của mình. Lần này ông ta quyết đánh cuộc cả tính mạng của con trai mình. Bản thân đã từng đến Tam Độc Giáo một lần, giáo chủ Tông Vô Thu của Tam Độc Giáo và Thu Lão Đại của Ngũ Độc Giáo cùng đi trên một con đường. Nếu như các người khẳng định ngũ độc giáo có thể giải được độc này của tôi thì chúng ta hãy đánh cuộc một lần. Diệp Phàm rất bình tĩnh, vẻ mặt nhìn chằm chằm vào người nhà Nam Vân. Trò này chỉ lừa được đám trẻ con lên ba mà thôi, mày chỉ đi lượn một vòng ngũ độc giáo, lời này, trẻ con ba tuổi cũng sẽ không tin đấy. Nam Vân Tiếu Tiếu đột nhiên mỉm cười, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hừ nói. Mày cho rằng người nhà Nam Vân chúng tao cả ngày chỉ trốn trong nhà sinh con có phải hay không? Chuyện giang hồ không nói là chuyện gì cũng biết, nhưng ít nhất cũng biết được một hai phần. Tam độc giáo là khởi nguyên cho ngũ độc giáo, bởi vì hai đại giáo chủ gây sức ép không chịu hợp lại nên mới tách nhau ra đó thôi. Mà hiện giờ giáo chủ Tam độc giáo Tông Vô Thu một chân đã đạt tới cảnh giới bán tiên thiên. Chỉ bằng thân thủ này của mày. Không cần nói đến bán tiên thiên, dù chỉ là Tam độc giáo cũng có thể khiến cho ngươi có đường đến mà không có đường về đấy. Nói chuyện hai giáo phái này đều là kính trọng nhưng giữ khoảng cách, đó là bởi vì độc của họ không dễ phòng. Đến cả cao thủ Tông Vô Thu nổi danh cũng không dễ dàng dám đến Tam độc giáo tìm phiền toái, vậy mày lại càng không dám rồi. Đầu tiên, ngay cả tao mà mày cũng đánh không lại, còn dám đi tìm Tông Vô Thu, nực cười. Quá nực cười. Ha ha, có tin hay không là tùy ông. Tiếp theo, dù có chết Diệp Phàm tôi cũng không đảm bảo đền bù đâu. Diệp Phàm không ngờ mỉm cười quỷ dị, cầm Nam Vân Cương ném tới chỗ bọn họ. Nam Vân Tiếu Tiếu vội vàng đỡ được người, lão gia này cũng không nói gì đến chuyện bắt đầu kiểm tra. Không lâu sau rụt tay lại, còn nhẹ nhàng hỏi Nam Vân Cương vài câu. Con chúng phải độc gì vậy? Nam Vân Tiếu Tiếu trừng mắt mà hỏi. Có phi đao thì lập tức có thể giải độc, nếu như không có thì không thể. Bản thân tôi dám trả anh ta lại cho các người. Tự nhiên cũng sẽ không sợ bất cứ thủ đoạn đùa giỡn nào. Chết thì có ý nghĩa gì chứ, các ngươi có những thủ đoạn gì thì cứ dở hết ra đi. Hôm nay Diệp Phàm tôi cũng định đem 150 cân này cho Nam Vân gia các ngươi rồi. Diệp Phàm nói đúng vào chủ đề, kỳ thật Nam Vân gia căn bản chính là hoàn toàn không dựa vào diện mạo. Mày, tao sẽ khiến mày sống không được mà chết cũng chẳng xong. Nam Vân Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi, nhằm thẳng Diệp Phàm mà lao tới. Chờ đã cha. Lúc này, Nam Vân Thiên Mi lại khoát tay áo. Thiên Mi, con muốn làm gì? Đối với loại người như hắn thì cần gì khách khí? Con yên tâm, hắn hạ độc lợi hại thế nào cũng không thể vượt qua ngũ độc giáo. Tin cha đi,
Vân Cương tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Chỉ bằng nhà chúng ta, ngũ độc giáo cũng phải nể mặt một chút có phải không? Huống chi, lão thái gia đi ra bên ngoài đã lâu như vậy cũng nên về nhà một chuyến. Đến lúc đó có ông ấy, độc nào còn có tác dụng nữa? Nam Vân Tiếu Tiếu quyết định đánh cuộc một lần, người này, có khi thể diện còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nếu chẳng may không giải được thì sao? Cha, chuyện trên giang hồ không phải cha không rõ. Một cái chìa khóa mở một ổ khóa, nếu không giải được làm sao bây giờ? Chúng ta không thể lấy tính mạng của anh đi đánh cuộc việc này được. Nam Vân Thiên Mi vẫn rất nặng tình huynh muội đấy, giọng điệu khẩn cầu nói. Tuyệt đối sẽ giải được, không giải được thì Nam Vân Tiếu Tiếu ta sẽ vác tấm mặt mo này đi cầu cứu ngũ độc giáo. Nam Vân Tiếu Tiếu hận Diệp Phàm tới cực điểm, không ngờ còn không để ý cả tính mạng đứa con mình. Cha, việc này không thể giải quyết như vậy, cha giao cho con giải quyết. Nam Vân Thiên Mi nói xong, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, vẻ mặt u buồn, hừ nói. Anh thật muốn lấy tính mạng của anh tôi sao? Không phải tôi ép các người, là các người đang ép tôi. Tôi chỉ là muốn lấy lại đồ đạc của tôi thôi. Diệp Phàm hừ nói, cũng chừng mắt nhìn Nam Vân Thiên Mi một cái. Không có cách giải quyết khác hay sao? Nam Vân Thiên Mi tức giận. Trừ phi các người đưa phi đao cho ta, hơn nữa cam đoan không quấy rầy tôi cùng với người nhà của tôi. Nói cách khác cùng lắm chính là cá chết lưới rách. Diệp Phàm thái độ rất kiên quyết. Vậy được. Nam Vân Thiên Mi gật đầu, cô trầm mặc, thật lâu sau, cô hình như là hạ quyết tâm rất lớn, nhìn Diệp Phàm nói. Lần trước đánh nhau một trận, anh hẳn là nhớ rõ rất rõ ràng. Anh hãy giải độc cho anh của tôi, từ nay về sau chúng ta không thiếu nợ gì nhau nữa. Chuyện hôm nay đến đây kết thúc. Tuy nhiên, nếu lần sau anh còn đến thì không có may mắn như tối nay đâu. Nam Vân gia không dung tha bất cứ kẻ nào đùa giỡn, bao gồm cả anh, Diệp Phàm cũng không được. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác trái tim giống như bị người ta đâm trúng, hắn không khỏi giật mình, tuy nhiên, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Nam Vân Thiên Mi, hỏi. Bóng trắng đó là cô. Đúng vậy. Nam Vân Thiên Mi xác nhận gật gật đầu. Được, được, được. Diệp Phàm thống khổ ngửa mặt lên trời kêu ba tiếng, ném ra một viên thuốc, nói. Có thể giải loại độc này, tuyệt không di chứng. Tôi lấy danh nghĩa mẹ tôi ra thề. Sau đó, hắn rốt cuộc không thấy Nam Vân Thiên Mi liếc mắt một cái, ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng, nói. Nam Vân Thiên Mi, từ nay về sau hai chúng ta hết nợ, Diệp Phàm tôi không nợ cô chuyện gì. Không nợ. Nói xong, Diệp Phàm nhảy lên, dùng khinh công bức Vương Nam Lăng Hậu lướt đi trên không trung. Nam Vân Thiếu Thiếu giật giật chân, tuy nhiên, Nam Vân Thiên Mi lại kêu thất thanh. Cha, con xin cha đừng làm gì nữa. Thiên Mi. Biểu hiện của con hôm nay có chút kỳ quái, rốt cuộc sao lại thế này? Nam Vân Thiếu Thiếu nhìn chằm chằm vào con, hỏi. Tuy nhiên, Nam Vân Thiên Mi không hé răng, cô chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Phàm lướt đi càng ngày càng xa. Cho đến khi khuất dần vào ánh trăng mênh mông, cô đứng thẳng thật lâu, không ngờ đứng đến 3 giờ đồng hồ. Ôi! Lần thứ 3 Nam Vân Thiếu Thiếu đến xem con gái thì lại thở dài rồi cũng không quấy rầy cô, lặng lẽ quay đi. Em thế nào rồi? Nam Vân Cương trở lại phòng khách, có chút buồn bực. Ta nghĩ có lẽ con bé động lòng rồi. Nam Vân Mậu Đức hừ lạnh nói. Động lòng, với tiểu tử đó, không thể nào. Việc này, tuyệt đối không được. Nam Vân Cương không ngờ từ trên ghế nhảy xuống. Về sau người này lập tức ý thức được, cha đang liếc mắt một cái nên lập tức lại ghế ngồi. Anh đoán được sao? Lâm Tú có chút không tin hỏi. Bằng trực giác của anh cảm thấy được Thiên Mi đang động lòng. Mọi người có thấy không, con bé chưa từng như thế. Đã đứng 3 giờ rồi, cô ấy còn ngốc nghếch đứng ngẩn người. Hơn nữa, vẫn nhìn đúng chỗ Diệp Phàm đã đi, là con gái, nếu như là bộ dáng này, đây tuyệt đối là tương tư. Ôi, đáng tiếc, việc này xử lý như thế nào? Tính tình của cô lại rất bướng bỉnh, người nào có thể khuyên được? Trừ phi tổ ra. Việc này, thật là khó. Đại ca, làm sao bây giờ? Tiểu tử này hôm nay kiêu ngạo như thế, Nam Vân gia chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Qua một thời gian sau, nhất định phải đem tiểu tử này dẫm nát dưới chân. Phải dẫm lên thật độc mới được, nói cách khác động tới chúng ta thì xem như không có chỗ đứng trên giang hồ nữa rồi. Cái gì vậy? Ấn tượng của Nam Vân Mậu Đức với Diệp Phàm rất tệ, đó là rượt dây người trong nhà trả thù. Dẫm lên nhất định phải dẫm lên.
tuy nhiên phải qua một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này phỏng chừng Thiên Mi sẽ thấy được, nếu cho con bé biết sẽ không thể giấu giếm được. Tuy nhiên, sẽ có một ngày con bé lơi lỏng. Nam Vân Cương hừ nói, mặt vô cùng âm trầm. Chính là hủy hình bóng của hắn trong đầu Thiên Mi, hắn, không xứng với Thiên Mi nhà ta. Nam Vân Tiếu Tiếu đột nhiên đập bàn một cái, răng rắc vài tiếng, bàn trà khắc hoa rốt cục thì không chịu nổi gánh nặng, gãy tan tành. Sau đó, Nam Vân Tiếu Tiếu đứng lên xoay người mà đi. Tôi biết, người hận chết tôi, kỳ thật, tôi cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng, đó là anh tôi, đại ca tôi. Sao anh không nghĩ cho tôi một chút, người muốn phi đao cũng được thôi, tại sao lại không nói với tôi, tại sao? Nếu như phải trộm tôi cũng muốn trộm đến trả ngươi, vì sao, chẳng lẽ kiếp chúng ta như vậy rồi, như vậy rồi. Nam Vân Thiên Mi đang nhìn bầu trời, một bàn tay vuốt ngực, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Chương 2682, một tên xui xẻo. Miệng cô ấp úng, hai hàng nước mắt lăn trên hai má. Tôi phải mạnh mẽ, tôi phải mạnh mẽ, mạnh mẽ. Lúc này Diệp Phàm chạy như điên. Một giờ đồng hồ sau thì tới một mảnh đất trống không một bóng người, hắn giống như một người điên, hai tay hai chân đập loạn vào vách đá. Bởi vì không sử dụng một chút nội công nào, hoàn toàn là tự thân mình đập vào vật cứng. Dẫu sao cũng là cơ thể người, sao có thể sánh với tảng đá được. Thế nên không lâu sau hai tay của Diệp Phàm đã chảy đầy máu. Hắn đã không chịu nổi đau đớn nữa rồi, lòng hắn như đờ đẫn tê liệt rồi. Hình ảnh Nam Vân Thiên Mi cùng với những lời nói vừa rồi giống như kim châm châm vào cơ thể của hắn, làm trái tim của hắn đau đớn vô cùng. Tuy rằng trước đây không hề để ý đến những điều này, nhưng mà bây giờ sau khi đâm thủng những tờ giấy này thì luôn cảm thấy vô cùng khổ sở. Hắn không ngừng đập phá loạn lên, đá lung tung mọi thứ, giọng khàn khàn kêu gào, thật may là không có ai ở đây không thì sẽ bị hắn dọa tới chết mất. Họ sẽ nghĩ hắn là một con thú đang động đực. Điên thế là đủ rồi. Lúc đó, có một người vác một cái trống lớn đang ngồi xếp bằng trên một cây đại thụ, miệng thì thầm nhẹ nhàng đọc ra một câu sau khi hắn gõ cái trống. Tùng. Tiếng trống nhẹ nhàng vang lên. Tùng cắc cắc. Ba điệu vũ khúc nhẹ nhàng vang lên. Ở vào vị trí của Diệp Phàm, trong lúc vô thức có người khác nói vào, hắn lập tức đứng lên, điên cuồng theo tiếng trống. Tùng tùng cắc cắc, tùng cắc cắc. Tiếng trống càng ngày càng dồn dập, cổ huyết lão cổ lấy hết sức mình kêu gọi tà khí tới làm vũ khí giết người. Cái mặt trống này được tạo nên bởi một nguyên liệu đặc biệt, không phải nguyên liệu làm những chiếc trống bình thường, cũng phải có lịch sử hàng nghìn năm rồi. Mỗi một tiếng trống vang lên cũng có thể làm cho người ta sung huyết, hăm hở tiến lên. Tùng cắc tùng tùng cắc. Cổ huyết bắt đầu dùng hỗn loạn các phương thức gõ vào trống, trên đôi mắt chim ưng có thể nhìn thấy tà khí trên người y toát ra bốn phía xung quanh. Sau đó lại ngưng tụ lại quanh người Diệp Phàm. Cách đó không xa khoảng 50 đến 60 mét có một cây đại thụ khoảng hai người ôm giống như kẻ say rượu, dường như cùng ngưỡng mộ hắn mà điên cuồng rung chuyển, lắc lư loạn xạ lên. Ngoại trừ cái gốc cây là không nhúc nhích, các cành cây đều lắc lư nghiêng ngả như đang trong cơn bão cấp 15, dường như đều có thể bị bẻ gãy một cách đơn giản. A, tiếng hô của Diệp Phàm vang vọng thẳng lên bầu trời đêm. Giờ phút này hắn đã phát tiết hết toàn bộ nội khí trong người vào những vách núi. Tiếng hô vang tức giận của Diệp Phàm như vậy, ngay cả ngọn núi đá lớn có ba chiếc ô tô giải phóng cũng không chịu nổi sự điên cuồng của hắn. Núi đá rên rỉ, đau khổ, dường như cũng nhanh chóng giải thoát ra. Những viên đá thô nhám nữa bắn ra ngoài, loạn xạ trong không trung. Mấy trăm ngàn viên đá không ngừng lốp đốp rơi xuống mặt đất. Những cái cây ở cách xa vài trăm mét có thể bị đổ rồi. Liên tiếp là những tiếng kêu răng rắc của cành cây bị gãy rồi rơi xuống hoặc rủ xuống. Nếu để người chủ rừng nhìn thấy cảnh tượng này cũng không hiểu được người ta có tức giận nhảy ngược lên không. Diệp Phàm càng điên cuồng hơn, toàn bộ cây cối trong cánh rừng đều hướng theo tiếng kêu đáng thương của cái cây đại thụ. Một viên, hai viên, ba viên, n viên, y phục của hắn từng mảnh treo trên những cành cây gãy, hắn đã bị điên loạn rồi. Lại tiếp tục. Tiếng trống càng ngày càng dữ dội hơn. Cơ thể cổ huyết ướt đẫm, trên trán chảy đầy những hột mồ hôi to như những hạt đậu. Thắng lợi trong tay, cổ huyết tự mình cũng điên cuồng đứng dậy, y cầm trống nhảy xuống đất, y hưng phấn gõ trống, thắng lợi trong tầm mắt. Vốn dĩ y hoàn toàn có thể dễ dàng thu phục Diệp Phàm. Chẳng qua là gặp phải sự kết hợp của Diệp Phàm cùng với Phí Thanh Sơn nên bây giờ tuy là Diệp Phàm bị thương, và có một mình nhưng y không làm gì được.
Tuy nhiên ý chí trả thù của Yết lớn, hơn nữa y lại một lòng theo Phật, thế nên bây giờ cơ hội cũng khó. Hai lỗ tai Diệp Phàm chảy máu rồi, miệng cũng đầy máu tràn ra, lỗ mũi cũng chảy máu, đan điền càng loạn lên, kinh mạch trong cơ thể cũng đều run sợ, hỗn loạn. Luồng khí hai bên đan điền hỗn loạn, đánh nhau ngay trong cơ thể Diệp Phàm. Trong cơ thể hắn xảy ra sự tranh chiến giữa độc khí và chân khí. Đối với điều này Diệp Phàm tuyệt nhiên không có cảm giác gì. Hắn chỉ hiểu giống như một con trâu được động dục mà thôi, giống như đánh tiết gà trong lúc điên loạn. Nửa giờ sau, hai mắt của Diệp Phàm thiếu chút nữa đã lồi ra đến hốc mắt bên ngoài. Hắn đã đến chỗ có tiếng nổ, điều này khiến cho Cổ Huyết vô cùng vui sướng. Y đang lấy hết sức mình gỗ trống, tiếng trống động trời sẽ là vũ khí lợi hại. Kỳ thực Cổ Huyết vui mừng quá độ, tự y cũng trở nên nửa điên nửa dại. Đây là biểu hiện của sự bị thắng lợi làm cho đầu óc quay cuồng. Tiểu tử, chết đi, nổ tan xác đi, đi xuống âm phủ đi, đi mà uống trà với bọn đầu trâu mặt ngựa. Cổ Huyết gào lên, toát ra hơi sức yếu ớt, đột nhiên có sự rung động, hai chân y co giật. Y liều mạng xuất ra công lực khống chế khối không khí mà sư phụ yêu cầu y khi phá lệ sử dụng cần phải cẩn thận. Lúc trước cổ tà truyền bí công này đem lại cho Cổ Huyết sự chuyển giao quan trọng. Trong lúc mà nó không có nguy hại gì cho tính mạng thì chớ có dùng. Bởi công lực của nó quá lợi hại, cũng không phải người gõ trống tà này là người xấu. Cái chính là phải sử dụng cái bí công này tập trung toàn bộ nội công ở vùng đan điền, sau đó dùng phương thức điên cuồng nổ tan con đập mà phát ra. Nhớ là điên lên, chính là điên cuồng xuất ra, lúc này, nội công của người thực hiện sẽ tăng lên khoảng 5 lần so với bình thường. Giả sử như một cao thủ có công lực đạt đến mức cao nhất là cấp 12 thì khi thực hiện bí công này nội công có thể đạt đến trình độ của bán tiên thiên. Điều này là cách tốt nhất để bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Tuy nhiên di chứng sau khi thực hiện nó quá lớn, một khi thực hiện nó thì nội công khí lực xem ra một năm sau cũng không trở lại như cũ được. Hơn nữa, nếu như không gõ trống thì không nguy hại tính mạng. Người thực hiện nó lập tức mềm ra, như vậy thì có khác gì đống thịt mặc người ta tự chém giết không? Thế nên người phải nhanh chóng thì sẽ không nguy hại, bình thường thì chống tà cũng không dễ dàng dùng được cách chấn động khối khí công. Lúc này Cổ Huyết vui mừng quá, trong vô thức điên cuồng cùng Diệp Phàm. Thêm nữa, thắng lợi trong tầm mắt, hắn tuyệt đối tin tưởng giờ phút này Diệp Phàm bị điên loạn như vậy thì không thể trở tay được. Hơn nữa, một mình Diệp Phàm cũng không phải đối thủ của Cổ Huyết. Bởi vì Cổ Huyết là một cao thủ đạt đến cấp 12 khai nguyên. Cổ Huyết làm như vậy cũng là có ý muốn thử một lần, bởi từ khi học được bí thuật này vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm với cao thủ nào. Vậy nên lúc này tâm tư của Cổ Huyết kỳ thật rất phức tạp. Tiếng trống lớn bay lên không trung, hai tay Cổ Huyết đánh một tiếng trống. Trong nháy mắt, cả cái trống điên loạn lên giống như trọi gà vậy. Mành trên trống giống như da vậy, cứ rung lên dường như là những đợt sóng lớn liên tiếp nhau. Ngay cả cái màu da kia cũng dần dần chuyển sang màu hồng. Dường như cái da trống cũng bắt đầu cuồng loạn theo. Biên độ cao tới chừng 1 mét, tấm da này như biến thành một tấm cao su co giãn với cường độ lớn. Trạng thái này có thể làm cho người ta sợ hãi. Đùng! Một thứ âm thanh vang lên, kêu đánh vù một cái, tiếng gió thổi rất to giống như tiếng kêu trong một hang động tối. Trên không trung bằng mắt thường lập tức có thể nhìn thấy một cái hố đen ngưng tụ những giọt nước rất quái dị, ước chừng to khoảng 2 thùng. Cửa hang tối nhằm thẳng vào Diệp Phàm. Đây là sau khi nội tức của cổ tà tăng lên gấp 5 lần, tác động vào trống lớn, âm ba hình thành một lực bạo phát lớn. Một lực hút hướng vào Diệp Phàm, hắn không có sự phòng bị nên cảm giác thân mình nhẹ nhẹ, cả người nhào vào trong không trung. Diệp Phàm ngã vào, hố đen, trong, hố đen, này có thể là rất khó sống, thứ tà khí trong đó có thể cướp đi tính mạng của hắn. Mặc dù Diệp Phàm trong điên cuồng cố chống cự nhưng vẫn bị hố đen ấy hút vào. Tức thì trong đó hiện ra hàng trăm khúc uốn lượn hình hài quái dị. Cái thứ âm thanh quái dị chói tai này có thể làm thủng màng nhĩ, hơn nữa cái tà khí này giống như mũi tên nhọn đâm thẳng vào Diệp Phàm, kìm kẹp hắn. Đầu óc Diệp Phàm trống rỗng, dường như bị nhét vào mấy trăm cân chì. Trong nháy mắt hắn đã nhận ra được vấn đề trầm trọng rằng cơ thể có vẻ không chịu nổi sức nặng này nữa rồi. Cảm giác đầu óc đã căng phồng ra rồi, da đầu cứ căng ra, rộng ra, tóc dường như cũng đều dài ra. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 5, 6, 7, 8 mét. Thực ra đó chỉ là ảo giác trong đầu Diệp Phàm, nếu như tiếp tục nữa thì thân xác hắn sẽ bị nổ tung mất. Thật không may là Diệp Phàm hoàn toàn không hiểu được sự nguy hiểm này.
nhưng Cổ Huyết đã nhanh chóng tươi cười, liều chết khống chế lại hang tối. Đinh đinh đinh, dường như có một giọng nói quái dị từ trên trời vọng xuống. Diệp Phàm đột nhiên sợ hãi liền tỉnh lại, đôi mắt chim ưng nhìn quanh, trong lòng mắng chửi, nhanh chóng dùng hết sức lực chống lại sát khí của hố đen. Bởi âm thanh đinh đinh này là do Tuyết Hồng mang đến. Cô em Tuyết Hồng này thật là may mắn vì đã được cụ tổ nhà Tuyết gia tặng cho vật báu bảo trấn linh hồn. Bảo trấn linh hồn này là vật quý giá nhất của Tuyết gia. Lịch sử của nó đoán chừng khoảng 1.500 năm. Vật này do một cao thủ trong truyền thuyết xưa sáng chế ra, chính là âm khí do chống chấn thiên phát ra kinh động đến chấn động hồn linh và nó phát ra lời cảnh báo cho người mang nó. Diệp Phàm muốn mượn vật này, Tuyết Hồng đương nhiên là cam tâm tình nguyện cho mượn. Cô còn tươi cười nói với hắn rằng nếu hắn muốn tính mạng cô cũng sẵn sàng cho. Lúc ấy cô bé Tuyết Hồng còn liếm mặt Diệp Phàm hỏi hắn có muốn cơ thể của cô không. Diệp Phàm tự nhiên toát mồ hôi, vội cầm lấy chấn động hồn linh rồi chạy đi. Phía sau tự nhiên truyền đến điệu cười đắc chí của Tuyết Hồng. Đúng là một con yêu tinh. Diệp Phàm lúc ấy nói. Đại tiểu thư Kiều đương nhiên cũng nghe thấy rồi, tuy nhiên đại tiểu thư Kiều lại cười trừ, nhìn theo bóng ông xã bỏ chạy. Diệp Phàm thừa lúc cái chấn động hồn linh điên cuồng nhất, dũng mãnh chống lại tà khí của thứ âm thanh dữ dội kia. Tức thì, lỗ đen, lại càng cuộn thành một đám. Cổ Huyết lập tức như bị sét đánh, miệng như phun ra máu đỏ tươi. Bởi cách khống chế khối khí đã mất hiệu lực, hắn gõ một cái mà không thể khiến cho Diệp Phàm mất mạng, di chứng bắt đầu hiện ra rồi. Chương 2683, lại nợ tình đàn bà. Diệp Phàm có thể may mắn kiên trì tới hiện tại dưới áp lực nội công của trình độ bán tiên thiên cũng là do lang thuật đang phát huy tác dụng. Bởi lang thuật của người Nạp Tây Mễ coi trọng vào việc tự luyện tập thân thể, vì thế sau khi trải qua một thời gian luyện công, cơ thể Diệp Phàm dũng mãnh hơn so với trước đó rất nhiều. Thêm nữa, có chấn động hồn linh cảnh báo và bảo vệ mới giúp Diệp Phàm tránh được một kiếp nạn. Lúc mà cụ tổ của Tuyết Hồng đưa cho Tuyết Hồng cái chuông này có thể đã truyền vào trong đó những chất khí trong truyền thuyết. Khi gặp nguy hiểm có thể tự động mở ra bảo vệ chủ nhân. Cụ tổ Tuyết Hồng cũng dặn dò, loại pháp môn bảo hộ này chỉ có thể được sử dụng 3 lần, sau 3 lần thì chất khí trong đó sẽ cạn kiệt và lúc đó chuông sẽ mất đi tính năng bảo mệnh. Không ngờ là Tuyết Hồng không dùng mà lại đưa cho Diệp Phàm sử dụng đầu tiên. Cũng không hiểu được bà cụ tổ của cô bé kia lại cảm nhận thế nào rồi. Hai bên rằng co nhau mở ra. Thế nhưng thế cục lúc này đã nghiêng về phía Diệp Phàm. Bởi Cổ Huyết lão cổ lúc này đang bị di chứng, nội khí đang dần suy yếu. Tuy rằng trước đó Diệp Phàm bị hao phí sức lực cũng không phải là ít, nhưng cũng không bị di chứng gì. Đúng lúc này, trên thái dương của Diệp Phàm chợt lóe sáng. Con rơi màu xanh bay ra, ánh sáng nhoáng lên một cái. Diệp Phàm nghĩ ra cách bắt con rơi đó thả vào người Cổ Huyết. Trong lúc vô ý, nội khí sẽ lấy lại được, con rơi kia nhoáng một cái đã đến trước mặt Cổ Huyết. Cút, cút ngay. Cổ Huyết giọng khàn khàn, yếu ớt. Hai mắt lồi ra ngoài giống như mắt cá. Hắn nhìn con rơi một cách sợ hãi. Bởi trước đó Cổ Huyết đã gặp phải con rơi rồi, tự nhiên bây giờ cơ thể phát tác di chứng lại càng sợ hãi hơn. Con rơi này không có suy nghĩ như vậy, nó chỉ là vũ khí giết người lợi hại của Diệp Phàm thôi. Con rơi mở chiếc vuốt sắc bén cào một cái, Cổ Huyết kêu la thảm thiết vì bị rơi cào xé, hắn tự mình ngã vào trong hố đen do chính mình tạo ra. Mất đi sự khống chế của hố đen mà Cổ Huyết tạo ra thì nguy hiểm có thể được giải thoát. Nhưng trước khi thoát khỏi những nguy hiểm này thì chúng lại càng đáng sợ hơn. Thời điểm giải thoát khỏi nó cũng chính là thời điểm nổ tung. Giống như là sức mạnh khi vũ trụ bị nổ tung. Diệp Phàm cũng điên rồi. Con rơi này lại bay tới chỗ Thái Dương. Đại Bát Nhã chuyển hơi pháp khai. Trong vô thức Diệp Phàm đã xuất ra bí kíp tuyệt mật của Bảo Chí Thiền Sư. Một lực hút mạnh từ con rơi đáng sợ kia. Nó chính là hóa thân của Diệp Phàm mở rộng miệng về phía Cổ Huyết. Không, cút ngay, không được, nội khí của ta. Cổ Huyết thảm thiết gầm lên, thế nhưng nội khí của hắn lại không nghe theo hắn mà tuôn ra như dòng suối hướng về phía con rơi. Khoảng 3 phút, Cổ Huyết giống như người bị vắt kiệt nước. Toàn thân dường như quắt đi, nhỏ hơn 3 phần so với lúc trước. Vốn dĩ vóc dáng của Cổ Huyết không cao, lúc này nhìn hắn không khác đứa trẻ 5-6 tuổi là mấy. Hai mắt hắn sớm đã mất đi thần khí, giống như người sắp chết, ngay cả đứng cũng không vững. Một tiếng nổ đùng vang lên, hố đen không người khống chế cuối cùng đã nổ rồi. Diệp Phàm và Cổ Huyết bị tiếng nổ bắn ra xa vài trăm mét.
Cổ Huyết bị hôn mê bất tỉnh. Diệp Phàm cũng vậy. Cũng không biết là Diệp Phàm tỉnh lại khi nào, hắn nhìn sang phía đối diện thấy Cổ Huyết còn tỉnh lại nhanh hơn mình, thế nhưng hắn dường như không thể nhúc nhích. A! À, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, không ngờ là nhảy người lên một cái lại bay luôn vào trong không trung. Sao lại thế này, không ngờ ta lại có thể nhảy cao 5-6 trượng như vậy, chuyện này là sao? Diệp Phàm kinh hãi, trên không trung cao gần 6-7 tầng, thiếu chút nữa đã bị rơi xuống rồi. Xem ra phải đập trên mặt đất thì hắn mới có thể tỉnh lại được, hắn liền ra sức vận khí đánh cuộn tròn mới có thể phá vỡ được quán tính động lượng. Nói cách khác, vị cao thủ cấp 11 này phải tự mình rơi vào chỗ nguy hiểm mới biết được mình. Trong đầu Diệp Phàm tự nhiên hiện lên hình ảnh con rơi. Hắn biết rằng công lực của bản thân mình đã đột phá đến thập nhất đẳng. Chỉ cách cấp 12 khai nguyên kém hơn một chút, nhưng mà một chút này rất khó vượt qua nó. Có biết bao nhiêu cao thủ thập nhất đẳng đã ngã xuống ở cấp 11 này? Chỉ có điều, Diệp Phàm vẫn không hiểu vì sao hắn lại có thể nhảy lên cao như vậy. Theo lý mà nói thì ngay cả cao thủ cấp 12 cũng không có khả năng nhảy lên cao 7-8 trượng, cao nhất cũng chỉ khoảng 5-6 trượng. Lẽ nào đúng là do nhân phẩm tự bản thân phát xuân, bảo hộ trên trời lẽ nào cũng cho hắn có thể nhảy cao như vậy? Hắn lại thử nhảy, thật là linh nghiệm, đúng là cao 7-8 trượng. Hắn ngồi xuống đất suy nghĩ một lúc, cũng đoán rằng có liên quan đến con rơi, dường như nhớ lại con rơi này chính là đại bát nhã chuyển hơi pháp khai của thiền sư Bảo Trí dùng để thu lại nội tức của người ta. Sau đó chỉ có hình ảnh con rơi tiến vào chính trán của há, nội tức trong máu không ngờ lập tức đi vào đan điền của hắn. Dường như một chút di chứng cũng không có. Kỳ lạ, chẳng lẽ con rơi này từng có nọc độc, có tác dụng đồng hóa nội tức? Bởi vì nội tức cũng chỉ phù hợp với từng người. Giống như nhóm máu vậy. Nội tức có tính độc lập nghiêm ngặt hơn nhóm máu nhiều. Đương nhiên, tính độc lập là có, nhưng người luyện công một chút hình như nội tức cũng có giống một chút. Chỉ có thể nói là tương tự, chỉ có nội tức tương tự mới có thể không phát sinh phản ứng bài xích được. Chỉ có điều là ngày nay chỉ có một vài cao thủ là có thể có thuật chuyển hóa nội khí như vậy mà thôi. Tuy nhiên không loại trừ khả năng xảy ra phản ứng phụ. Nhưng mà quá trình con rơi biến hóa lại không hề để lại một chút di chứng nào. Diệp Phàm vui mừng như điên. Hắn nghĩ bụng kẻ nào mà đuôi mù thì ông đây sẽ hút khô kẻ đấy. Kỳ thật thì điều này thật không hay, chỉ có điều tạm thời Diệp Phàm không hề có tiêu hóa một vật. Con rơi này sớm đã là con rơi khác biệt rồi. Cho dù là vua rơi Nam Lăng Hậu có tự mình nhìn thấy nó thì cũng sẽ giật nảy mình cái thứ này không phải là cùng loài với mình lúc trước rồi, chuyện lạ đấy. Nói về việc Diệp Phàm có thể nhảy lên cao như vậy, dường như có liên quan đến loài rơi quái dị độc nhất vô nhị này. Xem ra ngay cả tiền bối của vua rơi Nam Lăng Hậu cũng chưa chắc đã nghĩ ra được nguyên nhân của chuyện quái dị này. Tên khốn này, ông đây giết chết mày, lại dám nghĩ tới chuyện đánh lén ông đây sao? Diệp Phàm liền nhảy tới trước mặt Cổ Huyết. Người tới đây, Cổ Huyết ta có chớp mắt một cái cũng không phải là người. Sắc mặt Cổ Huyết tái nhợt. Tuy nhiên nói được ra lời này cũng là khá kiên cường rồi. Y nhìn Diệp Phàm một cái, không ngờ lại hỏi. Có điều là ta cuối cùng vẫn không hiểu sao ngươi lại không chết. Theo lý giảng thì công lực của ngươi thấp hơn ta vài cấp bậc, mà ngươi lại đang trong lúc điên loạn, cái trống này của ta lại là bảo bối của sư môn, tại sao ngươi lại có thể không chết? Sao có thể, ngươi nói cho ta biết để ta chết được rõ ràng. Hố đen âm khí này có thể là do cái trống của sư phụ ta tạo ra. Cơ thể ngươi có là da sắt thì cũng có thể bị xé toạc ra. Cổ Huyết nói tới đây liền phun ra một ngụm máu, đây đúng là giọng khàn khàn của người điên, y có vẻ như đang chuẩn bị lên cơn điên. Hút khô chết ngươi, con cháu nhà loài rùa. Diệp Phàm tức giận, lại tung ra quyền, lại đá chân, mười mấy bàn tay xòe ra. Mặt Cổ Huyết đã quắt đi giờ lại sưng lên ứ máu thành đầu heo. Cơ thể và đầu bị khô héo hết, cảm giác giống như một sinh vật ngoài hành tinh. Dĩ nhiên Diệp Phàm có do dự chút ít, hắn không có nặng tay, nói cách khác với bản lĩnh của Diệp Phàm lúc này thì chỉ cần một cái tát cũng có thể làm cho cái mạng già của Cổ Huyết suy yếu. Tiếp tục đi tiểu tử, đánh chết ta đi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết nguyên nhân. Cổ Huyết không ngờ lại bướng bỉnh đến thế, còn muốn hỏi Diệp Phàm nguyên nhân vì sao y không chết. Lúc đó Diệp Phàm vừa buồn cười vừa tức, rõ ràng là ra tay cũng không nỡ. Tên này thật đáng thương nhưng lại cố chấp. Ai? Người đánh ông ta cũng đủ rồi, tha cho ông đi. Tâm địa ông ta kỳ thật cũng phải xấu, ông ta chỉ là muốn đòi lại sĩ diện mà thôi.
Với lại sau trận chiến này, ông ta không mất đến một năm, thậm chí là vài năm để mà hồi phục lại ý chứ. Đối với người luyện võ mà nói thì mất đi võ công so với cái gì cũng là điều rất khó khăn rồi. Ta sẽ mang ông ta đi, ít nhất trong vòng một năm ông ta sẽ không tới làm phiền ngươi. Một năm sau, nếu ông ta vẫn muốn lấy lại sĩ diện thì ngươi hoàn toàn có thể đánh thắng ông ta. Một tiếng thở dài đột nhiên vọng tới từ bên ngoài. Một bóng hồng hiện ra, một dải màu hồng dài hàng trăm mét cuộn lấy thân mình cổ huyết cuốn y đi xa. Là ngươi. Diệp Phàm thở dài, người con gái áo hồng này đã cứu mình mấy mạng. Diệp Phàm vẫn có lời muốn nói. Nợ người ta ân tình, dẫu sao cũng phải trả. Hắn cảm thấy buồn rầu. Trong lúc vô thức không ngờ lại nợ người con gái ấy nhiều ân tình như vậy. Ân tình này thật đúng là không thể trả hết. Ông ta là gì của cô? Diệp Phàm không kìm nổi, hướng lên không trung hỏi. Là anh ta, từ nhỏ anh đều rất tốt với ta, bảo vệ ta. Ngươi không được nghĩ khác. Người con gái áo hồng lại thở dài, nhoáng một cái đã biến mất. Nghĩ khác, nghĩ gì? Chẳng lẽ, hay là... Diệp Phàm ấp úng, đột nhiên giật mình. Trong lòng tự nhủ người con gái này rất coi trọng anh mình. Xong rồi, nhân phẩm có tốt cũng không phải là chuyện tốt. Thế nhưng, trải qua trận chiến này, lòng Diệp Phàm cũng lắng xuống rất nhiều. Thực lực tăng lên càng khiến hắn tự tin gấp trăm lần. Nam Vân gia, tin rằng trong vòng 5 năm nữa ta sẽ san phẳng nhà các ngươi. Nam Vân Thiên Mi, ngươi cứ chờ đấy. Các ngươi cứ chờ xem, cứ cười đi. Đao của Diệp Phàm ta ra tay với các ngươi không đáng tí nào. Diệp Phàm giơ nắm tay lên trời xin thề. 3 ngày sau Diệp Phàm trở lại thủ đô, lần này trở lại là làm thủ tục chuẩn bị bay sang Hoa Kỳ. Buổi tối hôm đó, tổ chức triệu tập hội nghị lắng nghe Diệp Phàm bố trí hành động. Có điều, khi Diệp Phàm tiến vào phòng họp thì phát hiện thấy vẻ mặt xanh xao của rất nhiều đồng chí. Chắc chắn là những thành viên này khi làm nhiệm vụ đã gặp phải khó khăn gì đó rồi. Hắn chỉ cười thầm trong bụng không dám bật thành tiếng. Như vậy thì chắc chắn sẽ bị các thành viên trong tổ chức cười cho. Diệp Phàm bình tĩnh ngồi vào ghế của mình. Ôi đồng chí Diệp Phàm, nhiệm vụ mà anh giao, cung khai hà tôi vẫn chưa hoàn thành. Thật ngại quá, ngại quá. Vậy tôi sẽ viết bản kiểm điểm gửi cấp trên. Không ngờ cung khai hà lại lên tiếng đầu tiên. Chương 2684, thật sảng khoái. Tuyết gia không phái người sao? Diệp Phàm cố ý hỏi. Ý của hắn chính là muốn ép đồng chí cung khai hà, buộc anh ta tự mình phải rơi vào cái hố do hắn tạo ra. Không phải không cử người đi, mà chủ yếu là không biết tất cả những cao thủ mà cậu nói họ ở đâu. Những người này kỳ thật công lực của họ còn thấp hơn đồng chí, vậy thì còn gọi họ tới làm gì? Cung khai hà buồn bực, nói. Xem ra là người ta không chịu xuất ra công lực nên cố ý nói như vậy, bên cạnh tôi đây cũng không ít người. Đi thiếu lâm tự. Chủ trì tuệ viên đại sư còn thảm hơn chúng ta. Chúng ta yêu cầu bọn họ phái người đến, kết quả ngược lại là bọn họ còn khốn khổ hơn. Nói gì chứ bây giờ có người trẻ nào lại tình nguyện làm hòa thượng, mà có tình nguyện làm hòa thượng thì cũng là người thất vọng, chán nản cuộc sống này. Những người này tuổi tác đều lớn rồi, do trải qua cuộc sống nhân sinh đời thường mới cảm thấy thất vọng, nản lòng. Vì thế mà mất đi thời cơ tốt nhất để luyện võ công. Trong số những người trẻ tuổi trong chùa thì hầu hết họ không tự nguyện gia nhập vào thiếu lâm tự. Tây Môn Đông Hồng vẻ giận dữ nói. Hơn nữa khi tôi hỏi tới cao thủ trong chùa, lão đầu chọc đó lắc lắc đầu rồi gõ một cái. Bây giờ đâu còn có thể tìm được cao thủ ở thiếu lâm tự, tới cấp 10 là đã có khí thế hào hùng lắm rồi. Hơn nữa, có 3 vị hòa thượng đạt tới cấp 10 nhưng hiện đã đi lang thang, không thể liên lạc được. Còn như trong TV vẫn chiếu phim về thiếu lâm tự thì toàn là nói dối, hoàn toàn không căn cứ không có bằng chứng. Tuệ viên đại sư còn có nói là có thời gian sẽ mời luật sư truy cứu trách nhiệm của kẻ đã tạo dựng lên những điều vô căn cứ này làm bại hoại danh dự của thiếu lâm. Quả đáng buồn cười, người ta đã giúp các người tuyên truyền miễn phí. Tuệ viên đại sư đáng nhẽ phải vui mừng mới phải. Nếu không có TV tuyên truyền thì liệu có mấy người biết đến thiếu lâm tự mà tới không? Hương khói ở thiếu lâm liệu có được thịnh vượng như vậy không? Chỉ ăn nói lung tung thôi. Hai, bên võ đang cũng không khác là mấy. Con mẹ nó cũng từ chối chúng ta lại không thể ép người. Còn nữa, tài liệu chúng ta có được cũng không biết được vị đạo sĩ nào là cao thủ bán tiên thiên. Ví dụ như tôi nói tới vị đạo trưởng, Trương Hữu Trần, trong truyền thuyết. Mọi người đồn đại rằng y đã mất tích mấy chục năm rồi. Có làm trưởng môn của phái cổ liên hay không cũng không rõ lắm.
những người này không muốn góp sức cho nước nhà lại còn tự mình nguyền rủa tổ tông nhà mình trước mặt. Tướng quân Lâm Đống Quốc cũng hừ một tiếng không thua kém, nói. Không cần phải nói nữa, tôi đi Ngũ Độc Giáo cũng gặp nhiều phiền toái. Mỗi khi nhớ lại mảnh đất ấy, da đầu tôi lại run lên, toàn thân run sợ. Tướng quân Lan Viễn Kim nói với vẻ mặt đầy đau khổ. Xem ra không phải là giả bộ, đúng là bị dọa thật rồi. Đường đường là trung tướng của TQ chỉ huy nhiều trận chiến, chứng kiến nhiều máu và lửa, vậy mà đồng chí lại bị làm cho sợ hãi như vậy quả thật là khiến cho các đồng chí ngồi đây đều cảm thấy thật là kỳ lạ. Ồ, bọn họ hạ độc cậu rồi, như vậy vẫn còn tốt. Diệp Phàm liếc nhìn Lan Viễn Kim một cái, vẻ mặt cố ý giả vờ oán giận mà hỏi. Kỳ thật trong lòng hắn sung sướng tới cực điểm, có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh ta như vậy, không sung sướng không được. Nào có phải, tôi còn chưa cả đến địa bàn của họ. Cũng thấy lạ một điều, làm sao mà đi đến đâu cũng thấy khắp nơi đều là rắn rết, côn trùng. Với lại, đầu của chúng to đến kinh người, miệng của con rắn có thể nuốt chửng cả một người. Còn những con rết, cái đầu của chúng to như cái nắm đấm của tôi, cái râu thò ra dài tới 3-4 mét. Chúng bỏ ra rõ ràng là muốn dọa chết người, không cần phải tấn công cậu, cậu chỉ cần đi qua chúng thôi là mấy trăm cái chân đã có thể hại người. Hơn nữa, từng con một có mùi hôi thối thiếu chút nữa đã chết ngạt rồi. Tôi chưa từng ngửi thấy mùi này, cái mùi này thật là quái lạ. Chưa từng ngửi thấy mùi vị này, khiến cho những thứ đồ mà con người ăn vào trong mấy ngày qua đều phun ra hết. Lan Viễn Kim vẻ mặt bực tức, sắc mặt đờ đẫn, xem ra đúng là đã bị làm cho sợ hãi tới mức này rồi. Tướng quân Lan nôn ra rồi. Diệp Phàm cố ý kích động người này. Đâu có, tôi sao có thể nôn ra chứ? Tôi có thể là đại diện thay mặt đất nước như vậy có mất thể diện quá đi. Lan Viễn Kim đỏ mặt, tự nhiên tức giận trong lòng mắng giận Diệp Phàm. Quái lạ, lần trước tôi tới đâu có mấy thứ mùi này. Sao lần này anh Lan đi lại có mùi này? Lý Khiếu Phong vẻ mặt không tin, hỏi. Tôi thật nhìn thấy những thứ này rồi. Những người ác độc sẽ vứt chúng trên đường mà chúng đi qua. Tôi vừa mới nói chuyện với bọn họ về chuyện đất nước yêu cầu họ phái cao thủ tới trợ giúp. Cậu nghĩ thế nào, trà mà mọi người bưng lên đựng bằng bát to, bên trong có vài lá trà, thế nhưng không ngờ rằng trong bát nước đó lại có một con cóc, loài vật này ghê tởm biết bao. Mà lại con cóc đó vẫn còn sống, con cóc đó ngồi trong chén trà rõ ràng còn nhìn vào tôi, thổi một hơi định dọa tôi nhưng mà tôi đã vững lòng rồi. Những người của Ngũ Độc Giáo còn nói gì chứ, họ gọi cái thứ trà này là trà thanh độc, chỉ dùng những con cóc còn sống mà trên người nó phát ra cái khí gì đấy để điều chế ra. Họ còn nói đây là loài cóc vô cùng quý báu, không nỡ ngâm nó thành trà. Tôi thấy về căn bản là không có cách nào để hình dung ra con cóc. Và loại trà này chỉ dùng để chiêu đãi khách quý. Lại còn luôn miệng mời tôi uống thử xem, cái gì mà hương vị cũng không tệ lắm. Sau khi uống vào thì sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật và những thứ độc hại sẽ tăng lên. Lan Viễn Kim tức giận nói. Diệp Phàm trong lòng vui như mở cờ, hắn biết chắc chắn là cái trò bẩn thỉu này là của bọn người Ngũ Độc Giáo nghĩ ra. Nếu như nói là cóc để ngâm rượu thì có khả năng đấy, nhưng mà không thể nào là con cóc đó vẫn còn sống được. Cha cha, cái thứ đồ tốt như vậy mà Lan tướng quân lại không uống sao? Diệp Phàm làm bộ đáng tiếc. Nói tới đây tất cả mọi người đều hiểu ra ý tứ của hắn. Xem ra là hắn cố ý rồi. Cung Khai Hà không chịu được, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phàm một cái, ý muốn trách hắn sao tự nhiên lại lắm chuyện sinh sự thế. Vẫn còn uống sao, lẽ nào ta mắc bệnh, nhìn thấy con cóc đó lồi mắt ra, lại còn chép miệng, thiếu chút nữa tôi đã phun hết ra rồi, lại còn uống nó cái gì nữa. Sao lại có thứ trà đó chứ, cái mùi của nó hôi chết đi được. Tôi nghĩ là bọn họ cố ý như vậy, họ công khai không muốn phục tùng sự triệu tập của đất nước. Là hành vi công khai khiêu khích nghĩa vụ quốc gia, chúng ta có nên cho bọn họ một bài học hay không? Chúng ta cứ xin chỉ thị cấp trên mang theo quân đi đàn áp bọn họ, nếu không để lâu dài bọn họ sẽ làm loạn lên mất. Lan Viễn Kim tức giận tới mức ngay cả những lời này cũng đã nói ra rồi. Được rồi anh Lan ạ, phái một đoàn quân đi đâu phải chuyện dễ dàng. Phải được ban chấp hành chỉ huy quân sự phê chuẩn mới được. Và lại, chúng ta lấy lý do gì để kéo một đoàn quân đi đàn áp bọn họ chứ? Bây giờ là xã hội pháp chế, người ta sẽ không làm gì phạm pháp đâu. Nếu mà có thì cũng là trường hợp cá biệt, không thể thay mặt cho toàn dân. Hơn nữa, sự lạc hậu của Ngũ Độc Giáo lại có lịch sử hàng nghìn năm rồi, người trong nghề chỉ dùng làm thuốc độc thôi.
Nếu quả thật có thể chèn ép được bọn họ tức giận, thì người và ngựa của họ có không ít, chúng được giấu ở các nơi khác nhau. Người ép người cũng có thể đến nước ngoài, có đúng không? Thông thường nếu muốn làm chút động tác nhỏ là dùng độc hại người cũng đã đủ để tổ chức chúng ta khốn khổ rồi. Vậy thì có còn muốn đi làm nữa không, có muốn quản chuyện khác nữa hay không? Cung Khai Hà khoát tay gạt đi kiến nghị của Lan Viễn Kim. Chẳng nhẽ lại để cho họ tiếp tục hung hăng, như vậy thì còn có môn phái nào chịu phục tùng tổ chức chúng ta nữa? Tôi cảm thấy trong mắt bọn họ thì tổ đặc nhiệm của chúng ta chỉ là thứ quân đội rác rưởi. Bất kỳ môn phái nào cũng có thể ức hiếp chúng ta, nghĩa vụ nên làm thì bọn họ sẽ từ chối. Tôi nghĩ là phải giết gà, để cho tất cả các môn phái khác ở TQ này phải lặng lẽ mà tuân theo lệnh nhà nước ban xuống, không thể chống đỡ được. Lan Viễn Kim không phục, tức giận uống liền mấy ngụm trà, sau đó thì nghẹn và ho sặc sụa. Tôi thấy đề nghị của Lan tướng quân cũng không phải không có lý. Hiện thời những môn phái này cũng hơi quá, không thèm quan tâm tới việc đại nghĩa của quốc gia. Bọn họ chẳng nhẽ không phải người TQ, chẳng nhẽ không sống trên mảnh đất TQ, không phải đang ăn bằng nước của TQ sao? Chúng ta lấy danh nghĩa quân đội đi, bọn họ cũng phải có nghĩa vụ phục vụ quân đội. Nếu mà công khai từ chối thì chính là cãi lại lời vua rồi. Không giết một người để làm gương cho kẻ khác thì sao có thể quản lý được họ? Hơn nữa gây sức ép với bọn họ như thế xem ra là đã để cho bọn họ đè đầu cưỡi cổ chúng ta rồi. Uy tín của tổ chức chúng ta ở đâu, tổ chức chúng ta còn tồn tại làm gì? Không ngờ đồng chí Dương Quốc Đào cũng tức giận tới mức phải nói ra như vậy rồi. Đồng chí Quốc Đào này, nói chuyện thì nói chứ không được nói tới vấn đề tổ chức chúng ta có tồn tại hay không. Nếu không có tổ chức chúng ta thì chẳng phải bọn họ sẽ kiêu ngạo hơn sao? Nếu cho quân đội các anh ra tay quản lý, các anh phái đội quân đi vây quét bọn họ cũng được, nhưng như vậy thì thiên hạ đại loạn mất, nước nhà có còn là một đất nước nữa không? Như vậy là đã rơi vào bẫy của bọn người xấu ngoại quốc rồi. Những người này chúng ta phải nhượng bộ, hơn nữa bọn họ cũng không phải là kẻ không yêu nước. Chúng ta chẳng phải vẫn nói là nếu thật sự có mối nguy nào ảnh hưởng tới quốc gia thì bọn họ nhất định sẽ đứng ra sao? Tôi tin tưởng bọn họ vẫn là người TQ, vẫn một lòng yêu nước. Chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ thôi. Bọn họ vì lợi ích bản thân không ra mặt cũng là chuyện bình thường. Có trách cũng chỉ trách bản thân chúng ta quá yếu đuối. Không ngờ là Dương Quốc Đào lại đâm trúng chỗ đau của Cung Khai Hà. Lời nói sắc bén đó lại phê bình trực tiếp Dương Quốc Đào. Nơi mà Dương tướng quân đi là núi Nga Mi, ở đó đều là nữ nhân, chẳng lẽ so với Ngũ Độc Sơn lại đáng sợ hơn? Không thể nào chứ. Diệp Phàm lại làm bộ kinh ngạc, có ý muốn gây sức ép với anh ta, bởi anh ta bị Cung Khai Hà phê bình tới nỗi mà đầu óc như nhũn ra cả rồi. Quả nhiên là lời nói của Diệp Phàm đã khơi dậy sự tức giận của Dương Quốc Đào. Anh ta không dám nhìn thẳng vào Cung Khai Hà để phản bác, nhưng với người ít tuổi hơn như Diệp Phàm thì anh ta lại có tư cách khoe khoang. Do vậy mà anh Dương trừng mắt lên nhìn Diệp Phàm, hừ một tiếng. Nữ nhân chính là hang cọp, lẽ nào Diệp tướng quân lại không rõ sao? Sự tích sư tử Hà Đông xuất hiện như thế nào, chẳng lẽ đường đường chính chính là một tướng quân trẻ tuổi lại chưa đọc qua sách sao? Sao lại là không rõ, bản thân là võ tòng rồi có gì phải sợ lão hổ ấy? Ngay cả sư tử chúng ta cũng phải chế ngự được nó. Nói tới bản tính của những sinh viên tài cao tốt nghiệp Đại học Hải Dương thì họ có tư cách đạt được cái văn bằng của trường đại học truyền hình hơn nhiều so với những người già. Diệp Phàm cười lạnh nhạt, nói ra một câu khiến các đồng chí khác không nhịn được cười. Ngoài đồng chí Dương Quốc Đào là mặt đỏ gay gắt ra thì tất cả mọi người đều cười ha ha. Chương 2685, chú ý ảnh hưởng. Anh đi Nga Mi, những ni cô sư thái ở đó sao lại có thể đáng sợ hơn loài hổ được? Dương Quốc Đào thật sự nổi giận, ngay cả những lời mắng chửi thô tục cũng không nhịn được. Ngoạp ngoạp, cái bàn bị Cung Khai Hà đập một cái, lạnh lùng nói. Chú ý ăn nói lịch sự một chút, ban chấp hành đảng ủy của chúng ta tất cả đều là đội ngũ tinh anh, đều là những tướng quân. Tiền lương chúng ta cầm trong tay đều rất cao, hơn nữa mỗi người đều là bằng cấp cao, ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy có phải không? Chúng ta cũng không phải người chậm chạp, xuất thân từ nông thôn. Không có đọc qua sách vở, sao lại có thể nói ra những lời loạn bậy này? Một chút tố chất cũng không có lại còn đòi triển khai công việc. Rất xin lỗi tổ trưởng cung, tôi nhất thời không ngậm được miệng. Dương Quốc Đào mặt đỏ bừng, nói khiêm tốn một chút. Anh Dương này, sư thái thật sự đáng sợ như vậy sao?
không thể đáng sợ hơn ngũ độc giáo chứ. Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Lan Viễn Kim phản xạ một cách tự nhiên, anh ấy có vẻ không phục, anh ấy cho rằng lần này nhiệm vụ của anh ấy là gian khổ nhất, không ngờ nghe anh Dương nói thì những nữ nhân kia còn đáng sợ hơn mảnh đất đầy những rắn rết côn trùng mà anh ấy tới. Không đáng sợ thì lão Lan ông hãy đi thử xem. Dương Quốc Đào trừng mắt nhìn Lan Viễn Kim một cái. Hai người tuy là cùng trong hệ thống quân đội nhưng lại có mâu thuẫn cá nhân với nhau. Đàn bà có gì đáng sợ chứ? Đới Thành liếc mắt nhìn hai người họ, hừ một cái. Những người đàn bà đó cũng thật là ghê gớm. Tôi mới nói tới nhiệm vụ quốc gia mà các vị sư thái của Nga Mi đã liền phản bác lại lời của tôi. Cái gì mà đất nước hết người sao mà lại muốn những người đàn bà tội nghiệp bọn họ tham gia chiến tranh? Cái này đều là thói đời rồi. Thế giới đều ưu tiên phụ nữ. Bằng không thì nhà nước còn có ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 làm gì? Thời đại hoa mộc lan sớm đã qua lâu rồi. Vậy mà chúng ta vẫn ép buộc các ni cô đáng thương ấy phải đi làm nhiệm vụ. Chúng ta còn nhân tính hay không? Còn có nhân đạo hay không? Còn coi họ là người nữa hay không? Những câu hỏi này cứ liên tiếp đặt ra, thiếu chút nữa khiến lão Dương tôi sặc trà mà chết. Hơn nữa 17-18 các ni cô, đại sư ngồi ở trong các ni viện lập tức công kích. Mũi giáo đều hướng thẳng vào một mình Dương Quốc Đào tôi. Thiếu chút nữa tôi đã bị các cô ấy đâm cho thương tích đầy mình rồi. Đúng thật là các chị em phụ nữ, tất cả còn đáng sợ hơn 500 con vịt. Họ thật là mồm mép, nói mãi mà không dứt, tôi suýt nữa thì ngất xỉu. Lão Dương tôi tuy là không còn trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng là người trong quân đội, ngày ngày đều phải tập luyện. Cái thân tôi thiếu chút nữa thì bị những tiếng ầm ĩ làm cho mơ hồ. Đúng là gặp phải sự lợi của các nàng đấy rồi. Cuối cùng thì tôi không thể không đứng dậy, trốn chạy rồi cũng không hình dung ra là mình đã vượt qua. Tôi không giữ được thể diện rồi. Tình huống lúc đó đành phải như thế vậy. Dương Quốc Đào bất bình, liếc nhìn mọi người một cái rồi nói tiếp. Tóm lại mọi người đi thử xem còn dám cùng các cô ấy nói chuyện chính nghĩa dân tộc, đại nghĩa quốc gia hay không. Không thể tưởng tượng đàn bà cũng lợi hại như vậy. Tôi đi Lao Sơn cũng không gặp chuyện này, nhưng mà phái Lao Sơn có gì sai sót không, đồng chí Diệp Phàm thử nói xem. Lý Khiếu Phong hỏi, vốn dĩ Diệp Phàm sắp xếp cho Kế Vĩnh Viễn đi Lao Sơn, xem ra hai người có phải có ý tứ gì đó. Sao cơ, lẽ nào Lao Sơn không có người? Diệp Phàm cảm giác cũng không hiểu ra sao cả, có chút nghi ngờ với những lời nói này. Không phải không có người, người vẫn có nhưng chỉ là mười mấy đạo sĩ bình thường. Phái Lao Sơn sớm đã không tồn tại. Xã hội hiện đại còn gì phái Lao Sơn nữa? Bọn họ chỉ dựa vào tiền hương khói để duy trì cuộc sống sinh hoạt đời thường của kẻ đạo sĩ mà thôi. Tôi nghĩ phái Lao Sơn cũng có thể tan rã được rồi. Miếu thờ của đạo sĩ nhưng thật ra chỉ có mấy tòa. Tất cả đều bị đổ vỡ không còn hình dạng gì rồi. Lúc tôi tới thì Lao Sơn vừa mới trải qua một trận mưa, khắp nơi trong phòng đều là nước. Sàn nhà không lát đá nên giống như vũng bùn lầy. Trưởng môn của bọn họ kêu than khổ sở với tôi, nói rằng Lao Sơn xuống dốc rồi, các môn phái cũng giải tán rồi. Hơn nữa Lao Sơn đã lâu không được tu sửa, tiền hương khói mỗi năm cũng không đủ tiền ăn uống. Quần áo mà các đạo sĩ mặc, cái nào cũng giặt trắng bệch ra, lại được vá tới 7-8 miếng vá. Nhìn bọn họ giống như một đám ăn mày, còn gì là đại phái Lao Sơn nữa. Đại sư Ngưu Lý vẫn còn cầu cứu tôi. Mong tôi có thể nói hộ một tiếng với các cấp ngành có liên quan, mong họ có thể cấp cho chút tiền để tu sửa cái miếu. Lại còn có vị đạo sĩ lập tức đưa lên một bức thư. Tôi thấy bọn họ cũng quá khó khăn rồi. Biết là rắc rối rồi, tôi đành cho bọn họ 10 triệu ngay tại chỗ để họ tu sửa miếu thờ. Lý Khiếu Phong nói tới đây ngượng ngùng liếc nhìn Cung Khai Hà, nói tiếp. Thật ngại quá, anh Cung à, lần này tôi có hơi mạnh miệng một chút. Nhưng mà không hoàn thành được nhiệm vụ thì lại sợ mang lại phiền phức cho tổ chức. Chuyện này, 10 triệu, 2. Lý Khiếu Phong vẻ mặt ngượng ngùng. Anh Lý ạ, anh thật là đã cho 10 triệu. Kế Vĩnh Viễn chỉ là quản lý tiền nong, vừa nghe thấy thế liền nhíu mày. Nói rồi, chuyện này là lúc đó tôi nhất thời mạnh miệng. Da mặt của Lý Khai Phong cũng dày, không có mọc một chiếc lông cằm nào, không ngờ hơi đỏ lên. Anh Lý hối hận lẽ ra không nên lớn tiếng như vậy. Ôi, 10 triệu sao? Một con số không nhỏ tí nào, nếu như là 1 triệu thì không đáng nói. Kế Vĩnh Viễn thở dài, có ý phê bình anh Lý này lớn miệng quá. Người đã không mời được đến lại còn cho đi 10 triệu, quá là xui xẻo rồi. Nếu như anh Lý nói thì chúng ta không cho không được.
Thế nhưng lần này là chúng ta lấy danh nghĩa quân đội đi đấy. Đồng chí Viễn Kim này, chuyện này có nên tính vào khoản chi của quân đội không? Ông chuyển lời như vậy, các ông bên ấy lực lượng người ngựa đều đông, có thể xuất ra một chút tiền. Cung Khai Hà thật là thâm hiểm, lại muốn đem khoản tiền này gạt sang cho bên quân đội. Đương nhiên, mọi người cũng không phải kẻ ngu, Lan Viễn Kim vừa nghe liền cãi lại. Mặc dù lần này chúng ta lấy danh nghĩa quân đội đi làm nhưng huyện này không thể được. Trên thực tế là vì công việc của tổ chức, việc mà tổ chức làm toàn là treo đầu dê bán thịt chó. Chuyện này thì có liên quan gì tới quân đội? Nếu như tôi thật sự dám truyền lại những câu này thì xem ra tôi sẽ bị lãnh đạo của giới quân ủy đó chỉ trích, mỗi người nhổ một miếng nước bọt để tôi chết đuối rồi. Thấy không, cả ngày kêu là muốn phá bỏ tổ chức và sang quân đội. Tôi nghĩ các ông cũng không nhảy tới được cái thứ gọi là đại lương. Không phải là 10 triệu, các ông lúc nào cũng kêu chúng ta mở khoản, chúng ta không có cách nào, đây chính là mở khoản. Cung Khai Hà cảm thấy mất hứng. Vậy thì sao có thể nói là mở khoản được? Chuyện này rõ ràng là Lý tướng quân đã quá nhân từ để lộ mọi chuyện rồi. Nói đúng ra, khối quân đội cũng không có nghĩa vụ phải quyên góp tiền cho đạo quan, mà đạo quan lại không thuộc về khối quốc phòng. Nếu mà đúng ra thì đạo quan là thuộc phạm trù tôn giáo. Hơn nữa ngày nay Seattle nhiều đạo sĩ đều ra ngoài giả làm thần làm thánh đấy. Đạo sĩ khoác trên người là chiếc áo, hoạt bán tiên, đi khắp nơi gạt người, chưa kể là còn làm cho cuộc sống thêm rối loạn nữa. Ví dụ như những cô gái vùng nông thôn bị lừa tới mức là khi mắc bệnh thì không đi bệnh viện mà chỉ cần uống nước thánh, vì vậy mà đã có không ít người phải tử vong. Dương Quốc Đào nói ra, hàm ý chỉ trích Lý Khiếu Phong. Ý của đồng chí Quốc Đào là những lời của tôi đã thiếu sót lớn đúng không? Lý Khiếu Phong không làm như vậy, ra một trưởng làm đánh huỵch một cái xuống bàn, Cung Khai Hà toàn thân chấn động, vội nói. Anh Lý, anh nhẹ tay chứ, đừng đánh hỏng, cái bàn này phải mua mất 3-4 vạn đấy. Chúng ta phải tiết kiệm, mọi người sau này cũng đều phải tiết kiệm, đừng có đập bàn tùy tiện. Vốn dĩ chúng ta đã chi ra quá nhiều rồi, mỗi năm phải đổi mấy bộ bàn thì không đổi nổi. Trước đây có mấy ủy viên đập cái bàn này và nói tính kỷ luật trong bộ máy đảng ủy của tổ chức chúng ta quá kém. Hễ tức giận là đập bàn, cái bàn này có thể tùy tiện đập sao? Nếu đổi lại là bọn họ thì sớm đã bị lôi ra ngoài giam lại rồi. Cung Khai Hà đương nhiên cũng là mượn đề tài để nói chuyện, có ý phê bình một vài đồng chí lãnh đạo không phục hoặc thích đập bàn. Giống như Diệp Phàm là một ví dụ. Điều quan trọng, may mắn là vẫn còn sức vẫn còn có thể gây khó dễ được. Thật ngại quá đồng chí Tiểu Cung ạ, lần sau sẽ không như vậy. Lý Khiếu Phong hơi ngượng ngùng gật gật đầu, tuy nhiên, anh ta quay người lại nhìn Dương Quốc Đào, hừ một tiếng. Các ông không bỏ ra đúng không? Không bỏ ra cũng được, Lý Khiếu Phong tôi sẽ tự tới phòng bộ phận mượn tiền. Mất cảm giác rồi, tôi không tin cái mặt mo của tôi lại không đáng giá. 10 triệu cũng không cho thì tôi sẽ đập hỏng cái bàn của bọn họ. Lý Khiếu Phong lại là nguyên lão của tổ chức. Lại đã từng là ủy viên Seattle tư cách của giới quân đội. Ông mà tức giận lên thì còn ai dám cãi lại, Lan Viễn Kim liếc nhìn Dương Quốc Đào một cái, biết rằng không xuất đầu lộ diện thì cũng bị ông Lý gây sức ép. Lúc đó làm ra cái gì xem ra các vị ủy viên nhất định sẽ phê bình là không tự mình liên lạc với chủ nhiệm. Tự trách mình không làm tốt mọi chuyện thôi. Bởi vì anh Lý nhất định sẽ không đi nói với y, người ta cũng đã về hưu, đã sắp tới 80 rồi vẫn phải bôn ba khắp nơi. Đồng chí nào vẫn còn dám lớn tiếng phê bình ông ấy chứ? Cuối cùng không chừng chính mình lại là người chịu tội thay. Dù sao tiền này cũng là tiền nhà nước, không bằng để cho quốc gia mang tiếng tiêu tiền như rác vậy. Vì thế mà y có chút chua xót chép miệng nói. Ông Lý đừng nóng vội, việc này tôi có thể thương lượng lại với họ. 10 triệu không chừng lại rút xuống được còn 5 triệu. Chuyện này, tổ trưởng cung này, bên cậu bỏ ra một nửa vậy. Còn một nửa để tôi bỏ ra. Không được, 10 triệu là 10 triệu, một đồng cũng không được bớt. Đồng chí Viễn Kim bỏ ra một nửa, nửa còn lại đồng chí Quốc Đào bỏ ra, hai bên gộp lại là 10 triệu. Lý Khiếu Phong chọc tức hai người bọn họ. Ông lại quản cả chuyện của tôi nữa hả ông Lý? Oan có đầu nợ có chủ, có phải không? Tôi đây cũng làm công tác chính trị, chúng ta nào có tiền chứ, cũng không phải bộ đội dã chiến. Hơn nữa bây giờ tôi đang kiểm soát bên này. Đồng chí ở bên đó nào có thể vì tôi mà bỏ tiền ra chứ? Dương Quốc Đào cảm thấy oan ức, nhỏ giọng phản bác. Ông không bỏ ra có phải không? Lý Khiếu Phong trừng mắt nhìn Dương Quốc Đào. Được rồi, 5 triệu còn lại thì tôi bỏ ra vậy.
Diệp Phàm xen vào. Không được, mặc kệ chuyện của anh, đồ con rùa ấy, chuyện này hôm nay chính là do đồng chí Dương Quốc Đào làm. Ông không làm nổi thì Lý Khiếu Phong tôi phải tới Tổng cục Chính trị. Hôm nay Lý Khiếu Phong đã hơi căng với hai đồng chí. Chương 2686, mặt đỏ tía tai. Tôi đi còn không được sao, tôi muốn. Dương Quốc Đào tức giận rồi, quát rất to, bỗng nhiên đập chén trà trên mặt bàn. Được rồi, đã giải quyết xong 10 triệu. Phía dưới sẽ do đồng chí Diệp Phàm sắp xếp đi nói chuyện với tư quyền Tommy. Chúng ta phải chân thành đoàn kết, cùng nhau giúp đỡ đồng chí Diệp Phàm hoàn thành nhiệm vụ này. Nói đến nhiệm vụ lần này, tôi và anh cũng chỉ là chân chạy việc thôi, cuối cùng cũng chỉ bỏ ra một ít sức mà thôi. Cùng đồng chí Diệp Phàm đi làm nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng như thế này cũng chỉ giống như kiến gặp voi thôi. Đồng chí Nhất Đao thập nhị đẳng đỉnh giai đều đã bị thương rồi, đồng chí Diệp Phàm mới thập nhất đẳng, nhiệm vụ này cũng khó rồi. Các đồng chí khác, chúng ta không thể chỉ nhìn thấy mình chúng ta bị thương, cũng không thể hoán đổi cho đồng chí Diệp Phàm đâu. Các anh hãy đi mà thử làm nhiệm vụ của đồng chí Diệp Phàm mà xem, đó phải là sự nghiệp rơi đầu hay không. So sánh việc chịu chút đau khổ này với sự nghiệp rơi đầu, đồng chí ấy cũng đã biết rõ cả rồi. Cho nên chúng ta không cần nghĩ lại nó làm gì. Lời nói của Cung Khai Hà này thật tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng họp trở nên yên tĩnh, ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy. Tất cả các đồng chí ủy viên đều nhìn Diệp Phàm. Kế hoạch cụ thể tôi cũng không biết chỗ nào. Diệp Phàm nói. Diệp tướng quân, ngày mai anh đã lên đường rồi mà sao ngay cả kế hoạch hôm nay cũng không biết. Thái độ của anh như thế lại càng tăng thêm biến cố thôi. Dương Quốc Đào ra vẻ rất quan tâm, nhưng thật ra là đang chỉ trích thái độ làm việc của Diệp Phàm. Biến đổi à, tôi còn không biết là thay đổi như thế nào. Nói thật, trong tổ hiện tại cũng chỉ có tôi đứng sau tư quyền Tommy. Cái quyền này khiến hai mắt tôi tối sầm lại không nhìn rõ gì cả. Kế hoạch như thế nào, chỉ có thể đến đó rồi tính tiếp từng bước. Diệp Phàm nói, yên tâm, tình hình cụ thể anh ra đằng sau các đồng chí sẽ giải thích rõ ràng cho anh. Về Tommy tư quyền chúng ta sẽ không lấy ra quá nhiều tài liệu liên quan. Nhiệm vụ lần này thật khó cho anh rồi, chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Đồng chí Diệp Phàm, anh phải tự bảo trọng chính mình đấy. Đồng chí Nhất Đao mất tích rồi, anh cũng không thể thất bại trở về được. Nếu quả thật như vậy, Cung Khai Hà tôi chỉ có thể tự mời mình từ chức thôi, ôi. Vẻ mắt Cung Khai Hà lo lắng than thở. Hội trường lại lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều suy nghĩ. Sắp xếp thu dọn đại hội hội này, Diệp Phàm gọi vài người chạy việc cùng đi. Đoán chừng hiện trường vẫn phải dựa vào chính mình, càng nhiều người đi mới dễ dàng vượt qua rồi, hơn nữa gặp nguy hiểm, Diệp Phàm chỉ sợ đến lúc đó không chú ý được. Lão này quá kiêu ngạo rồi, thực ra con mẹ nó không chịu được. Vừa về tới phòng làm việc của mình, Dương Quốc Đào phẫn nộ không ngừng nói Lan Viễn Kim. Ôi, trên đó lão già như anh ta thật đúng là không có cách gì. Người ta ở trong tổ cũng là nguyên lão tam triều. Trước kia còn đảm nhiệm chức tổ trưởng, lại từng là lão vương bài trong tổ. Một số ủy viên trong ủy ban quân giới nhìn thấy anh ta cũng có chút sợ hãi chứ đừng nói gì đến bọn họ. Anh cũng nhìn thấy, hiện tại bọn họ tụ tập trong tổ. Ngay cả hai chúng ta cũng không ngoại lệ, quả thật đối xử với chúng ta như người ngoài hành tinh vậy. Bây giờ, giống như ngay cả tướng quân cũng đều bị bọn họ bỏ qua. Tình huống vừa rồi nếu chúng ta không kiên quyết đồng ý đoán chừng đồng chí Cung Khai Hà cũng phải nể mặt mà đến đây. Bọn họ ở đó không chào đón như vậy, làm việc này thật sự ấm ức. Trên mặt Lan Viễn Kim cũng có chút oán hận. Chúng ta cũng không phải chuyên môn cho bọn họ kiếm tiền máy móc, chúng ta đến đây công tác đấy chứ. Tôi muốn làm công tác tư tưởng chính trị, Lý Khiếu Phong anh dựa vào cái gì mà bắt tôi đi kiếm tiền, tôi cũng không phải là quản lý ban hậu cần. Dương Quốc Đào tức giận nói. Anh ta liếc nhìn Lan Viễn Kim một cái, có chút đau khổ, nói. 50 triệu này nhưng không biết làm thế nào mới tốt. Đi hỏi bộ trưởng đoán chừng có chút khó khăn, chúng ta muốn làm công tác tư tưởng chính trị chứ không phải là chi phí quân sự của quân khu. Lấy 3 năm trảm ngàn vẫn không thành vấn đề, nhưng số tiền 5 triệu là quá lớn rồi. Hơn nữa, lần trước khi họp bộ trưởng đã nói phải chú ý tiết kiệm chi tiêu. Vâng. Quan trọng nhất là hiện tại thân phận của chúng ta có chút lập lờ nước đôi đấy. Anh nói chúng ta thuộc quân đội sao giống như có thể dính vào một chút vậy. Anh nói đặc điểm công việc chủ yếu của chúng ta trong lời nói của tổ mới là hàng đầu. Nhưng chúng ta lại không thể rời khỏi quân đội được,
thời gian mấy ngày gần đây chúng ta đều phải đúng giờ báo cáo sự việc bên này với các lãnh đạo bên kia. Anh nói xem chúng ta thành cái gì, tiền lương thì lại lấy từ trong tổ. Nhưng bên kia cũng cho rằng chúng ta là người của bọn họ, là tới giám sát bên này. Mà bên này lại thanh toán tiền lương, người ta nuôi sống chúng ta, trong thâm tâm thấy chúng ta là chân ngoài dài hơn chân trong. Làm bánh bích quy có nhân thật đúng là xui quá, hiểu được tình huống như thế này thật sự không nên đến. Lúc đầu sau khi nghe bộ trưởng nói tôi còn có chút kích động, có thể đến bộ đội thần bí nhất của quốc gia làm việc, đánh giá rất cao đấy. Không thể ngờ lại có tình huống như thế này được. Lan Viễn Kim cũng đau khổ. Kỳ thật, tôi thấy hàng ngày bọn họ cũng không nên quá. Tuy nói tổ đặc nhiệm A là bộ đội độc lập, nhưng anh xem, tổng cục chính chỉ có tôi, bộ tổng tham mưu có anh. Mà vài vị đầu sỏ ủy ban bên kia lại phái đới thành đến, công việc cũng không khác là mấy khi làm việc dưới bọn họ. Người nào, cũng giống như là bánh bích quy có nhân vậy. Theo như lời đồng chí Cung Khai Hà mà nói, phong cảnh ở bên ngoài. Ủy viên ủy ban quân giới, hơn nữa thân phận đặc thù, còn kiêm chức chủ tịch cố vấn quân sự đặc biệt, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy chủ tịch. Tuy nhiên, tôi thấy anh ta cũng đau đầu, ai cũng có thể chỉ trích anh ta, tổng lãnh đạo sẽ nói một chút, tổng cục chính trị cũng có thể yêu cầu anh ta hoàn thành kế hoạch công tác. Về phần mấy vị đầu sỏ kia thì càng không cần phải nói, phải trực tiếp ra lệnh. Dương Quốc Đào nói đến đây giống như là lòng dạ bình thản hơn. Không nói lão Dương, người này còn tồn tại thì anh ta còn tức giận. Tôi và anh, Cung Khai Hà, bao gồm cả tiểu tử Trương và Diệp Phàm mà nói, chẳng lẽ không bị khinh bỉ sao? Anh xem, nhiệm vụ lần này rõ ràng là một nhiệm vụ chết người. Xa nhất đao thập nhị đẳng cũng không được, hắn chỉ mới thập nhất đẳng đi là tìm đến cái chết. Ngược lại tôi có chút tội nghiệp hắn, không chừng lần này đi đúng là không quay lại rồi. Ôi, ngành thần bí chúng ta đúng là thần bí, tiền lương phúc lợi nhà ở đều đạt tiêu chuẩn cao nhất. Một đội viện chính thức bình thường đều có thể được phân đến ở một biệt thự, 5 tầng, tổng diện tích hơn 300 mét vuông. Hơn nữa, yêu cầu trước mắt nhất định phải có một khu đất trống nữa, cộng thêm bên dưới còn có hầm bí mật nữa. Hơn nữa mỗi người có xe chuyên dụng, cấp thứ trưởng ở thủ đô cũng khó có thể đạt được tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, công việc có tính đặc thù của bọn họ cũng quyết định tỷ lệ rơi đầu của bọn họ là lớn nhất. Bọn họ có được tất cả chúng ta thấy cũng nên là như thế. Đối với hai chúng ta không có võ công cũng có điểm tốt, ít nhất không cần phải xuất ngoại rồi. Hơn nữa, đãi ngộ cũng có thấp một chút. Đồng chí Quốc Đào, chúng ta nên thấy đủ rồi. Không cần phải nói khác. Tôi và mấy tướng quân khác ngẫu nhiên tới uống trà vừa nhìn thấy mảnh đất của chúng ta hai mắt đã đăm đăm nhìn chảy nước miếng. Nói đãi ngộ phúc lợi ngành chúng ta cũng con mẹ nó rất tinh tướng. Lan Viễn Kim nói đến đây lại phá lên, cười không dứt. Tuy nhiên bất luận như thế nào, chúng ta không thể để cho họ lý lấy đi dễ dàng như thế. Dương Quốc Đào vòng người lại hừ lạnh nói. Cũng được, chịu sự đau khổ lớn sẽ hình thành thói quen như vậy không phải là dân tộc hồi chúng ta tiếp đón cũng không được. Lan Viễn Kim gật gật đầu, sắc mặt lại bắt đầu trầm xuống. Ôi! Diệp Phàm thở dài, nhẹ nhàng đưa gói văn kiện cho Lý Khiếu Phong. Anh làm cái gì vậy, tôi không cầm cái này. Mặt Lý Khiếu Phong tối sầm, nói. Hơn nữa, âm thanh rất thô. Tôi cuối cùng phải chuẩn bị trước một chút, việc này anh cũng thấy mức độ khó của nó. Nếu không chuẩn bị thì ngay cả lời nói cũng không làm được. Diệp Phàm lại sờ sờ túi văn kiện, bên trong chính là di thư và một ít tài liệu giao quyền của Diệp Phàm. Đây là thủ tục hàng đầu mà mỗi đội viên của tổ đặc nhiệm A trước khi xuất phát phải hoàn thành. Diệp Phàm sớm đã chuẩn bị xong. Anh sẽ còn sống trở về, tôi không lấy tài liệu này. Giọng Lý Khiếu Phong khàn khàn đứng lên, vẻ mặt rất đau khổ. Thôi nào anh Lý, đối mặt với sự thật đi, nhận lấy đi. Vẻ mặt Cung Khai Hà trang nghiêm, nói. Ôi, tôi thay anh nhận, tuy nhiên, tôi hy vọng tài liệu này vĩnh viễn không bao giờ phải đưa cho người nhà nhà anh. Lý Khiếu Phong nhận túi văn kiện áy náy rất khổ sở, tuy nhiên, anh ta vừa vỗ vai Diệp Phàm, vẻ mặt kiên định vừa nói. Diệp Phàm, cứ yên tâm đi hoàn thành nhiệm vụ, chuyện bên này tôi sẽ chiếu cố đến. Nếu như Lý Khiếu Phong tôi không cẩn thận mà phải đi núi Bát Bảo, thì con của tôi Lý Long sẽ tiếp tục sự nghiệp của tôi. Thái độ rất tốt của Lý Khiếu Phong tiễn Diệp Phàm trước khi lên đường. Chỉ cần có Cung Khai Hà tôi ở đây, anh không cần phải lo lắng người nhà của anh. Vẻ mặt Cung Khai Hà cũng kiên định, thể hiện thái độ. Cảm ơn, tôi đi đây.
Diệp Phàm quay người đi nhanh. Cung Khai Hà, lần này chúng ta có nên đập nát chân của chúng ta hay không? Vẻ mặt Lý Khiếu Phong hối hận. Theo như tình hình quan sát tình báo cho thấy, Diệp Phàm chỉ phải đi qua Nam Vân Gia ở thị trấn Kim Lăng. Giống như thiếu chút nữa là đánh nhau, mặt khác cũng không đi đến chỗ cao nhân ẩn cư. Chẳng lẽ người sư phụ kia của hắn thực sự không tồn tại, hay là sư phụ của hắn đã qua đời? Nếu thật là như vậy, thì chiến lược của chúng ta là thất sách rồi hay sao? Điều này rõ ràng là đem tương lai có chút hy vọng của chúng ta xuống chỗ Diêm Vương rồi. Nếu thật sự mà như vậy thì Cung Khai Hà tôi sẽ từ chức. Tôi không còn mặt mũi nào đứng đây giữ chức chủ tịch, ôi! Vẻ mặt Cung Khai Hà cũng hối hận. Từ chức còn có tác dụng cái rắm gì nữa, chúng ta cần là chính hắn phải còn sống. Sửa chữa trách nhiệm khác đều là nói nhảm. Lý Khiếu Phong quát, thực chất là giống lên. Âm thanh của Cung Khai Hà cứ quanh quẩn trong phòng làm việc thật lâu. Anh Lý, anh nói xem tôi có cách nào. Dù sao đồng chí xa nhất đao cũng phải cứu, dù sao cũng phải cởi bỏ sự bí mật của núi Xương Bối. Một số đồng chí lại rất để mắt tới, nếu bản thân Cung Khai Hà tôi có thân thủ như của Diệp Phàm tôi sẽ đi. Đáng tiếc là tổ chúng ta bây giờ trừ hắn ra không tìm thấy một đồng chí thứ hai có thập nhất đẳng. Tổ đặc nhiệm A, từ sự kiện này mà nói, trình độ của chúng ta không có gì thay đổi. Thực lực của chúng ta vẫn còn quá yếu. Lý Khiếu Phong than thở uống trà. Chương 2687, chúng ta phải mạnh mẽ. Anh ấy liếc nhìn Cung Khai Hà một cái, nói. Chúng ta cần phải mạnh mẽ giống như người của Bán Tiên Thiên như vậy mới có thể trấn thủ được tổ đặc nhiệm A. Đồng chí cấp trung chúng ta có, thiếu chút nữa là giống Bán Tiên Thiên, thập nhị đẳng cao như vậy mới là người mạnh. Nói cách khác, chúng ta đi mà nhìn sắc mặt của những môn phái khác mà xem. Người ta không giống như chúng ta, người ta tạm thời đồng ý giúp đỡ người, vậy cũng chỉ lần này thôi. Không có khả năng lâu dài. Anh Lý, chúng ta phải ngồi xuống thương lượng một chút xem có thể, lấy thêm người Bán Tiên Thiên được hay không đây, cho dù là một người cũng được. Vẻ mặt Cung Khai Hà buồn bực nói. Bán Tiên Thiên, đi đâu tìm? Diệp Phàm cũng đã gặp qua rất nhiều người nhưng cũng chỉ có 4-5 người, hơn nữa cũng đã chết hai rồi. Những người này đâu chịu làm việc cho chúng ta, bọn họ không chịu nổi quy định cứng nhắc của chúng ta, cái bọn họ cần chính là có ân báo ân có báo trả oán, sống một cuộc sống tự do tự tại uống bát rượu to ăn thịt. Muốn nói kế hoạch bồi dưỡng nhân tài, chúng ta đã sớm đi rồi, nhưng hiệu quả cũng không làm sao để tốt được. May mắn là Diệp Phàm còn có cách chiêu mộ những người mới về chỗ chúng ta. Nói cách khác trải qua trận chiến Sa Ha không có cách nào phục hồi lại nguyên khí của chúng ta. Theo như kế hoạch bồi dưỡng nhân tài mà nói, những nhân tài cấp trung và cấp thấp cũng phải trải qua mười mấy năm bồi dưỡng mới lên cấp được. Nhưng hiện tại chúng ta thiếu nhân tài Bán Tiên Thiên, loại nhân tài tuyệt đỉnh căn bản là không có cách nào bồi dưỡng được. Lý Khiếu Phong than thở, nhúc nhích các cơ bắp. Buổi tối Diệp Phàm đặc biệt mời bà xã cùng với Tuyết Hồng, Lang Phá Thiên và một số anh em tốt đi ăn tối. Mọi người ăn uống mấy giờ đồng hồ. Sau đó Diệp Phàm nói là đi máy bay về Phong Châu, trên thực tế cũng là đi Hoa Kỳ. London là nơi tổ đặc nhiệm A dừng chân. Diệp Phàm cũng không có thời gian đi xem biểu diễn người khổng lồ diêu minh của Hoa Hạ chúng ta. Nồi lẩu kia cũng đã làm Diệp Phàm phấn khích thưởng thức. Tuy nhiên, mỗi quốc gia đều có cao thủ. Vì sao cao thủ của quốc gia này lại không thể tham gia Thế vận hội Olympic, điều này chẳng phải là có thể ôm tất cả các giải thưởng rồi sao? Theo như lời NBA mà nói, Diệp Phàm đi ném rổ ở độ cao khó như vậy cũng không có khả năng, Diệp Thị kia đoán chừng nhìn Jordan chạy như bay cũng chảy nước miếng. Tuy nhiên, đoán chừng, các quốc gia đều âm thầm thỏa hiệp cái gì đó, người có thân thủ đều không cho đi thi đấu thể dục bình thường. Nếu không, đây chẳng phải là loạn sao? Một quán bar nhỏ ở London, đã khiến Diệp Phàm thay đổi sắc mặt trước tiên hãy liên lạc với đồng chí cùng nhau bí mật đánh và nhốt Tommy tư lệnh. Bộ dạng của thằng này tương đối có phong cách đấy, quần áo mỏng như da. Trên đầu còn đội mũ khăn quàng cổ. Chân lại đi pick, trên mũ còn cắm mấy cọng lông chim. Bắp cánh tay và bắp cánh chân lộ ra bên ngoài có chút dữ tợn như thú vậy. Hơn nữa trong khoảng thời gian luyện tập của Lang Mộc, thân thể thằng này căng phồng lên. Chỉ có điều so với thân thể lúc trước của Schwarzenegger thấp hơn một chút. Nói anh ta là phiên bản của Schwarzenegger cũng không quá. Sau khi đằng các đối chiếu tiếng lóng có chút giật mình. Không khỏi cười nói. Anh cầu, bộ dạng anh như thế thật đúng giống cao thủ bản xứ vừa mới từ trong một bộ lạc nào đó đi ra. Bên ngoài Diệp Phàm toàn dùng tên giả.
mà lần này thân phận của hắn là một cao thủ đến từ một bộ lạc nào đó của châu Phi Tháp Bố Tư Ni Mã. Điều này tự nhiên làm Diệp Phàm bật cười, phiên dịch ra tiếng Hoa Hạ chính là không đánh chết được anh sao. Đương nhiên, đối những người nổi tiếng của một số bộ lạc dân bản xứ châu Phi cũng là rất kỳ lạ, theo như tin tình báo của thuộc hạ của Cung Khai Hà phân tích, tên này tuyệt đối cũng không nổi tiếng mấy. Cho nên trong tổ mới xét duyệt chứng minh thân phận này. Đương nhiên, đối với một số quốc gia châu Phi mà nói đã nhận quá nhiều viện trợ từ châu Á, muốn làm chứng minh thư cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa, tất cả chứng minh thư tương quan trong tổ làm tự nhiên không còn dấu vết gì, theo như cục tình báo Hoa Kỳ đoán chừng cũng khó có thể tìm ra chân tướng sự việc được. Tổ chức tình báo TQ cũng không thua cục tình báo Hoa Kỳ. Mà Diệp Phàm lấy thân phận là tù trưởng của một bộ lạc châu Phi tới. Mà không ngờ Đường Thành lần này kiên quyết yêu cầu Diệp Phàm đi chấp hành cái nhiệm vụ chết tiệt này. Mặt khác còn có Lang Phá Thiên phối hợp với Diệp Phàm nữa. Làm người tư nhân bên này, Lạc Phi cũng không có cách gì rút về, mà Sa Thiên bị Diệp Phàm gọi về. Dù sao có mối quan hệ với cha cả Sa Thiên là Sa Nhất Đao. Sa Thiên tự nhiên biểu diễn rất mạnh mẽ. Còn có nữ đồng chí tên là Đỗ Thiên Thảo, nghe nói là xuất thân từ ngũ hành môn xa xưa của TQ chúng ta. Nghệ thuật ẩn nấp và thuật trinh sát của ngũ hành môn quả là đặc biệt cao siêu. Đặc biệt là nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja. Truyền thuyết ninjutsu chính là xuất thân từ ngũ hành môn của TQ chúng ta đấy. Sa Thiên Nguyệt không xuất hiện trong bóng tối, mà Đường Thành và Lang Phá Thiên đóng giả thành cấp dưới của Diệp Phàm. Đỗ Thiên Thảo tự nhiên tỷ nữ của công tử tù trưởng hạ mình đi hầu hạ Diệp Phàm. Nghe nói đồng chí Tây Môn Đông Hồng trước đây đã nói chuyện nhiệm vụ lần này với Đỗ Thiên Thảo, tuy nhiên, đối với bản thân anh ta mà nói thì không hài lòng lắm về nhân vật hóa trang của Đỗ Thiên Thảo. Bởi vì, nếu muốn trở thành tỷ nữ của công tử tù trưởng đoán chừng buổi tối phải ngủ trên cùng một giường, điều này đã đủ đảm bảo tính bí mật của nhiệm vụ lần này, tuyệt đối không thể lộ một dấu vết nào. Nghe nói Đỗ Thiên Thảo còn chưa kết hôn, tất nhiên là kiên quyết phản đối. Yêu cầu hóa trang thành một người hầu khác là được. Không phải cô không chịu nhận nhiệm vụ, mà là nhân vật này làm cô khó chịu. Người ta là khuê nữ Kim Trâm cũng không thể làm bị người ta trắng trợn như ăn đậu hũ được. Tây Môn Đông Hồng cũng có chút khó xử, tổ đặc nhiệm A của nước Cộng Hòa cũng không phải là bộ đội lưu manh. Không giống như tổ chức tình báo trên TV yêu cầu nữ nhân viên tình báo hiến thân vân vân, nếu cô ấy là trinh nữ thì lần đầu tiên sẽ là phá trinh, tuy nhiên, ở tổ đặc nhiệm A tuyệt đối không có loại quy định này. Tốt xấu gì ta cũng không chịu nhận nhân vật này, hơn nữa, nghe nói Đỗ Thiên Thảo có địa vị rất cao ở ngũ hành môn, là chắt gái của Thái Thượng trưởng lão ngũ hành môn. Tây Môn Đông Hồng là đầu sỏ số 2 ở tổ đặc nhiệm A cũng khó rồi. Bởi vì, nhiệm vụ lần này nhất định phải có Đỗ Thiên Thảo phối hợp mới được. Bởi vì Sa Nhất Đao mất tích, Diệp Phàm cần năng lực trinh sát nhạy bén và khả năng đặc biệt che giấu thân phận của Đỗ Thiên Thảo kia. Hơn nữa, nếu tình hình yêu cầu Đỗ Thiên Thảo phải biểu diễn cho người ngoài xem còn yêu cầu Đỗ Thiên Thảo hiến thân. Việc khó khăn này đương nhiên làm Đỗ Thiên Thảo sợ rồi, tất nhiên là kiên quyết phản đối nhân vật này rồi. Tổ đặc nhiệm A cũng mở tiền lệ vấn đề này, là vì tất cả mọi người bảo vệ đồng chí Diệp Phàm rồi. Cung Khai Hà cũng bỏ cái mặt mo này ra rồi. Tây Môn Đông Hồng cũng thôi rồi, thằng này buồn bã thở dài đành phải đi tìm Cung Khai Hà rồi. Vừa may Lý Khiếu Phong cũng ở đấy. Nghe nói sau khi nghe thấy việc này liền cười. Cuối cùng, anh Lý cười thần bí nói là anh ấy đi làm công tác thuyết phục. Anh có thể được, không có khả năng đâu, trong lòng Tây Môn Đông Hồng thì thầm, chuyên môn đến phòng của Cung Khai Hạ uống trà. Ngược lại cũng nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của anh Lý trở về. Ít nhất, cũng có thể còn mặt mũi quay trở về có phải không? Việc kỳ lạ đã xảy ra, không phải 5 phút đồng hồ, không ngờ anh Lý cười tủm tỉm đưa Đỗ Thiên Thảo trở lại. Hơn nữa, Đỗ Thiên Thảo tỏ vẻ kiên quyết nhất định sẽ phục tùng sự bố trí của tổ chức, kiên quyết phối hợp với chủ soái hoàn thành nhiệm vụ lần này, mặc dù không còn mệnh lệnh nhưng không nói hai lời vân vân. Đỗ Thiên Thảo vừa mới đi, ngược lại Tây Môn Đông Hồng thực sự buồn. Cứ hỏi tới cùng xem anh Lý dùng cách gì mà thuyết phục được cô gái cao ngạo này. Bắt đầu anh Lý đã không muốn nói, đùa thần bí. Sau đó, chính Cung Khai Hà cũng không chịu được mà hỏi câu này. Cuối cùng anh Lý giơ một đầu ngón tay quơ quơ trước mặt Cung Khai Hà và Tây Môn Đông Hồng vẻ mặt đắc chí. Có chút giống một ông chú lắc ngón tay bên đội Rocket. Một bao, có thể. Cung Khai Hà không hề nghĩ ngợi gì mà đã trực tiếp đáp ứng rồi, biết anh Lý cực phẩm thuốc lá của chính mình rồi,
Tây Môn Đông Hồng cũng gật gù đáp ứng một bao. Không phải một bao, mỗi người một bao. Ta đây cũng là chuyện bí mật, đây là bí mật trên phương diện quan hệ xã hội. Lý Khiếu Phong cười nói. Quá nhiều rồi anh Lý à, chúng tôi cũng không còn thừa nhiều. Nhưng tháng này chi chút vấn đề. Cung Khai Hà và Tây Môn Đông Hồng đều có chút đau lòng. Không nghe thì thôi. Lý Khiếu Phong vừa nghe thấy thế liền đứng dậy muốn đi. Đồng ý, nói nghe xem một chút đi. Tây Môn Đông Hồng không chịu nổi đáp ứng rồi. Còn anh Cung, không nghe tôi sẽ ra bên ngoài nói với đồng chí Tây Môn Đông Hồng đấy. Đến lúc đó cũng đang sốt ruột nhé. Anh Lý nói. Tôi cũng một bao, thật sự còn độc hơn so với Hoàng Thế Nhân. Cung Khai Hà đau lòng nghiến răng hừ một tiếng. Kỳ thật, rất đơn giản, tôi nói với Đỗ Thiên Thảo. Lần này cô phối hợp với chủ soái chính là người mà các đội viên nước ngoài gọi là thần chết. Anh nói đúng không vậy, vừa nghe nói đến biệt hiệu thần chết. Đỗ Thiên Thảo không nói lời nào lập tức yêu cầu hóa trang thành nhân vật này. Ôi! Lý Khiếu Phong nói đến đây còn thở dài, có chút hâm mộ, nói. Tuổi trẻ thật là tốt, Đỗ Thiên Thảo kiêu ngạo như thế, mà chỉ nghe thấy thế đã muốn nhào vào ôm lấy ngay đấy. Lần này đồng chí Diệp Phàm có phúc phận rồi đấy. Thì ra là thế, tôi không nghĩ đến phần này ngay từ đầu. Ôi, người con gái này thật là, lại thích anh hùng. Đặc biệt chiếm được tình cảm của những cô gái này. Bình thường cao ngạo giống như con trai gì chứ, làm gì, đến thời điểm mấu chốt, lập tức khuất phục. Khó trách Đỗ Thiên Thảo có thể nóng vội như vậy, đoán chừng nóng lòng muốn ôm đùi đồng chí Diệp Phàm rồi. Lý nào như thế? Trong lời nói của Tây Môn Đông Hồng có chút mỉa mai. Ha ha ha! Cung Khai Hà và Tây Môn Đông Hồng mỉm cười. Thôi vậy, anh hùng mạo hiểm đến nơi nguy hiểm chấp hành nhiệm vụ, tặng mỹ nhân cũng được. Tây Môn Đông Hồng thở dài tự hạ mình xuống một bậc. Nhưng tôi đây là công tử tù trưởng của bộ lạc không thành, trong tay có tiền có thế lực lại đẹp trai người người. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, liếc mắt nhìn Đỗ Thiên Thảo một cái, nói. Lưng tôi ngứa, giúp tôi đấm bóp đi. Vâng, Đỗ Thiên Thảo thật sự nghe lời. Lập tức đứng phía sau Diệp Phàm nhẹ nhàng đấm. Trong lòng những người đứng xem có chút khó chịu, nói. Tù trưởng lớn nhỏ thật đúng là biết cách hưởng thụ. Điều này có thể làm được, bố động vào đâu sao mà may vậy. Tình hình như thế nào rồi? Diệp Phàm vòng người cười, hỏi. Chương 2688, Hội quyền Anh bí mật. Khá phức tạp, theo như thông tin mới nhất mà tôi mới nhận được. Lấy được từ miệng của một người quản lý cấp cao trong hội quyền Anh đấy. Nghe nói tên là Dạ Đáng gần đây đến hội quyền Anh. Thân thủ người này cực cao, tôi hoài nghi anh ta không biết có phải bị thằng Dạ Đáng đánh cho bị thương hay không. Sau đó tôi có ý đồ muốn tới gần Dạ Đáng thử một chút, tuy nhiên, bên cạnh tên này có mấy cao thủ vệ sĩ, căn bản là không lại gần anh ta được. Hơn nữa, cũng sợ bại lộ, đành thôi. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được sát khí của tên này. Hơn nữa, người này tới quá đột ngột. Tôi còn nghe nói, đoán chừng người này chính là sát thủ đích thực đằng sau quản lý hội quyền Anh. Mà chúng ta cần có chìa khóa thì mới có thể có trong tay Brand được. Nghe nói người này có chút liên quan với trưởng lão ma cung bên Nhật Bản. Tôi nghĩ, có phải Trần Đạo Tổ của Nhật Bản cũng nghe được tin tức gì về tình hình của hội quyền Anh lần này hay không? Nếu quả thật như vậy thì hội quyền Anh lần này vàng thay lẫn lộn hết rồi. Chúng ta muốn lấy chìa khóa để hoàn thành nhiệm vụ càng khó hơn nhiều. Vẻ mặt Đằng Các lo lắng nói. Năm đó ma cung đến đặt tôi làm một cái chìa khóa, không thể tin được là có thể mang đến nơi này làm được. Nghe nói lúc trước mấy vị trưởng lão ma cung đều tranh giành chiếc chìa khóa này. Mà tôi lại lấy được từ tổ tông nhà Thu Sơn. Ma cung chủ ma cung vì muốn có được chìa khóa, không ngờ lòng dạ ác độc đã hạ độc sư phụ để khống chế. Tôi cùng với ông nội của Thu Sơn làm giao dịch mới có thể lấy được chiếc chìa khóa này. Mặt khác nếu bây giờ có tin tức của hội quyền Anh, thần đạo tổ của Nhật Bản có hiểu rõ ràng về tôi hay không? Nhưng trưởng lão ma cung khẳng định là đã biết tôi. Đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không hiểu được bản lĩnh của trưởng lão đạt đến trình độ nào rồi. Mấy năm trước bọn họ đều là cao thủ trên dưới cửu đẳng. Bây giờ có lẽ đã đạt đến thập nhất đẳng cũng nên. Có sự tham gia của bọn họ thì hoàn thành nhiệm vụ lần này cũng có không ít thay đổi và khó khăn. Tuy nhiên, mục tiêu hàng đầu của chúng ta lần này là cứu tiền bối Xa Nhất Đao gia. Cứu người là việc chính, tôi mặc kệ người trong nước có nói tôi như thế nào, tính tình tôi như vậy. Chuyện quốc gia là chuyện lớn, nhưng tiền bối Xa là tài sản quý giá không thể thiếu của chúng ta.
việc bí mật núi xương bối bị nổ cũng không có gì. Nếu như tiền bối Sa mất đi tính mạng chính là tổn thất quá lớn của chúng ta. Vẻ mặt Diệp Phàm kiên định, nói. Đỗ Thiên Thảo nghe thấy hai mắt chớp chớp. Ôi, nhiệm vụ lần này anh là chủ soái, anh nói làm thế nào thì sẽ làm như thế, tôi kiên quyết phục tùng là được. Đằng Các thở dài, tuy có chút không vừa ý với quyết định của Diệp Phàm. Bởi vì Đằng Các muốn lấy được chiếc chìa khóa kia. Chiếc chìa khóa này Đằng Các mạo hiểm cả tính mạng nằm vùng lâu như vậy là hy vọng duy nhất. Buộc lên bản thân Đằng Các là quân hàm thăng tiến và chức phục cao. Đối với Đằng Các mà nói có mối quan hệ quá lớn. Tuy nhiên, việc Diệp Phàm quyết định Đằng Các cũng không dám trực tiếp phản đối. Tự nhiên Diệp Phàm hiểu được trong lòng thằng này có chút không thoải mái, tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không sợ trong lòng anh ta không thoải mái. Sẽ trà trộn như thế nào để vào hội quyền anh đây? Diệp Phàm bắt đầu nói vào chủ đề chính. Tình hình lần này có chút thay đổi, ngày kia ở Mary Châu Nạp Hiệu tổ chức đại hội quyền anh. Đoán chừng những cao thủ quyền anh đai đen cũng sẽ đến, nghe nói các quyền vương đai lưng 9 sao sẽ trực tiếp vào thi đấu. Đằng Các nói, đai lưng 9 sao, làm thế nào đoạt được trong tay? Diệp Phàm hỏi, tri thức ở phương diện này thật khiến người ta hại não. Tất cả đều làm chưa đến đâu cả, trải qua thời gian khá dài nhiều trận thi đấu mới có thể cầm được. Ví dụ như, các phương quyền trong tranh đấu đạt được nhiều điểm cao mà được thừa nhận của Đại hội quyền Anh thì có thể đạt vị trí đứng đầu có thể có được đai lưng vương quyền 9 sao. Đằng Các uống một hớp rượu nói. 9 sao chẳng há là phải thi đấu 9 lần đạt quán quân như vậy mới có thể tích lũy được 9 đai lưng tinh kim hả? Diệp Phà mỏi, không khỏi nhíu mày, thời gian này nhất định không kịp rồi. Đúng vậy, hơn nữa, 3 sao làm 1 điểm. Nếu anh là vương quyền 3 sao phải thăng cấp lên 4 sao trong thi đấu mới có thể đoạt được danh hiệu vương quyền 4 sao. Điều này càng khó khăn hơn, thông thường các phương quyền ở cấp bậc này có thể giảm đi nếu như họ tiếp cận lại với nhau. Đằng Các nói, 9 sao không có cách nào rồi, tuy nhiên, có phải là không phải 9 sao thì không được tham gia tranh đấu tại Mary Châu Nạp Hiệu? Diệp Phàm hỏi, không phải, có thể tham gia, nhưng... Nhất định nội trong 2 ngày phải đi báo danh với Tommy Tư Quyền đã, bọn họ lập tức đi xác minh thân phận. Một khi đã xác minh được anh có thể lập tức thăng cấp lên võ đài thi đấu. Hiện tại trận chiến trên Mary Châu Nạp Hiệu có rất nhiều nhóm người đang thi đấu. Không khí vẫn chưa có gì kịch liệt, đoán chừng 10 người mới có thể thăng một cấp được. Mấy ngày nay Tommy Tư Quyền một ngày 24 giờ cũng đều phải tiến hành nhiều trận tỉ thí. Nếu anh muốn tăng tốc độ thăng cấp lên thì có thể yêu cầu liên tiếp thi đấu. Ví dụ như vừa mới thắng một ván có thể thi đấu ván tiếp theo. Võ đài rất tàn khốc, tất cả phải ký kết phải có người bị thương. Một bên mà bị thương đến chết thì tự mình phải chịu trách nhiệm. Đằng Các nói, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tôi đã báo tài liệu liên quan đến anh lên trên rồi, bên kia bước đầu đã thông qua kiểm tra rồi. Bây giờ anh là một gã công tử tù trưởng của bộ lạc không thành đến từ châu Phi rồi. Nếu đề xuất khiêu chiến thì anh có thể lập tức đi được rồi. Hơn nữa, còn có thể khiêu chiến thăng cấp, tuy nhiên, chỉ có thể tăng thành cấp 3, nếu bây giờ anh là người đi cuối cùng, chỉ có thể khiêu chiến được quyền thủ thứ 3 thôi. Đằng Các đẩy tài liệu ra. Tình hình Mary Châu Nạp Hiệu như thế nào? Diệp Phàm cũng vòng người hỏi. Trên thế giới đã sắp xếp một du thuyền sang trọng, cao tới 17-18 tầng. So với tàu sân bay ở Washington của Hoa Kỳ còn lớn hơn nhiều. Trên đó nghe nói cái gì cũng có. Giống như khách sạn 5 năm sau có quán ba bể bơi sân chơi tennis, nơi đó là thiên đường của người giàu. Tất cả cũng là phục vụ cho người giàu, đến lúc đó tập hợp tất cả quyền vương trên đó, nhưng thật ra cơ hội để các quyền vương so tài với nhau. Thật ra, Tommy Tư Quyền làm kinh doanh cung cấp nơi đấu quyền Anh, về sau dựa vào các trận đánh quyền Anh mà lấy phí thuê. Ví dụ như hai ông nhà giàu đánh cược 10 triệu, người thắng trận quyền Anh đấy phải đưa cho Tommy Tư Quyền 200 vạn tiền thuê. Bọn họ căn bản là một con sâu hút máu, nghe nói ông chủ hội quyền Anh tên Brent đã từng đến Las Vegas đánh bài, trong một đêm ném đi 50 triệu đô la. Đương nhiên, hội quyền Anh này vàng thau cũng lẫn lộn, chuyện ngầm đùa giỡn là rất nhiều. Ví dụ như một ông chủ nào đó cũng có thể mua được 2 tuyển thủ trong 2 trận đấu quyền Anh khiến cho những người khác dính bẫy. Tuy nhiên, xét về tổng thể mà nói cũng khá công bằng. Bởi vì, đôi khi anh cũng không biết đối thủ so tài là ai. Hơn nữa, có khiêu chiến cũng mang tính đột phát, dù sao, sau khi đi vào hội quyền Anh nhất định phải cẩn thận. Đằng Các thận trọng nói.
nếu không thể đạt được đai lưng quyền vương 9 sao, còn có thể tham gia trận đấu ở Mary Châu nạp hiệu không? Diệp Phàm hỏi. Chỉ cần là vương quyền mang danh hiệu 3 sao là có thể vào được. Đương nhiên, anh tuyệt đối không thể trực tiếp đi vào thi đấu được, mà phải bị sốc lại một cấp. Dựa vào quả đấm trực tiếp của anh đánh không ngừng trong trận thi đấu. Đăng Các nói, sau đó liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Nếu như trong cho anh đấu lần này anh có thể đạt vị trí thứ 3, đến lúc phát thưởng Tommy Tư Quyền sẽ để ông chủ Brand Nixon trao giải thưởng. Chúng ta phải nắm giữ cơ hội này, cho đến hiện tại chúng ta vẫn chưa có cơ hội tiếp cận với Brand. Có một lần đứng từ xa nhìn anh ta, là một người da trắng. Tuy nhiên, lúc tôi có ý đồ tiếp cận lại cảm thấy nguy hiểm. Bên cạnh anh ta cũng có vệ sĩ cao cấp khác, thân thủ của họ đều cao hơn tôi rất nhiều. Đăng Các nói. Anh xác định như thế nào chiếc chìa khóa ở chỗ nào của Brand? Diệp Phàm hỏi, nhìn Đăng Các chằm chằm. Năm trước người giúp việc trong nhà Brand là người Philippines vì không cẩn thận làm rơi ít rượu trên người anh ta đánh người này gần chết ngay tại chỗ rồi ném ra ngoài. Đúng cơ hội đó tôi đưa tên đó qua một bên hỏi. Nhưng tên kia chỉ là thân phận người hầu trong nhà Brand, nói Brand thường xuyên lấy ra một cái hộp. Điêu khắc trên chiếc hộp lại là một bức tượng điêu khắc gỗ cô gái Nhật Bản. Tuy nhiên, điều kỳ lạ chính là Brand thường xuyên say mềm sau khi gọi tên bức tượng điêu khắc người con gái Nhật Bản là chìa khóa, lại nói câu nói đó. Đăng Các nói, chiếc chìa khóa là bức tượng điêu khắc cô gái Nhật Bản, điều này căn bản là ăn nói lung tung, lúc đầu tôi cầm lên nhưng không phải là bức tượng điêu khắc cô gái Nhật Bản gì cả. Mà là một khúc xương được điêu khắc giống như chìa khóa để mở chiếc khóa đồng của chúng ta. Đó mới giống chiếc chìa khóa thật, hơn nữa trên mặt có khắc vòng thái dương. Tôi nghĩ, lá cờ mặt trời chính mà tượng trưng của Nhật Bản. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Diệp Phàm nói. Cũng không nhất định, tôi suy nghĩ quá rồi. Đã có mặt trời còn có mặt trăng, lúc trước nhận nhiệm vụ này tổ trưởng đã cân nhắc đưa chìa khóa cho tôi khắc sâu vào trong đầu rồi. Nếu như hai chìa khóa này kết hợp âm dương lại là một thì khả năng mở được bí mật núi xương bối mà nói cũng rất cao rồi. Chẳng qua nghe nói bất cứ lúc nào Brand cũng mang theo cái hộp đó bên người. Mà bên cạnh anh ta lại có cao thủ, và cũng không biết được anh ta đang tạm thời ở đâu. Dùng cách ăn trộm căn bản là không thể thực hiện được rồi. Tôi nghĩ, chỉ có thể khống chế Brand mới có thể ép hỏi cái hộp chìa khóa kia thôi. Cho nên, nếu có thể tiếp cận được anh ta trước khi trao giải thưởng. Nghe nói anh ta còn có thể mời Vương Quyền về thứ ba đi ăn tối. Người này có một tật xấu, không phải là ba người cùng mời, mà sẽ là từng người mời đi đến một nơi bí mật để ăn tối. Cho nên, chính là cơ hội cho anh ra tay. Nếu cứng nhắc phá vòng vây vệ sĩ rồi cướp Brand đi đoán chừng cũng không có khả năng nào. Vệ sĩ bên cạnh anh ta đoán chừng cũng tương đối cao. Hơn nữa, trên người bọn họ có súng, cũng không nên xuống tay có phải không? Đăng Các nói ra kế hoạch của bản thân. Chúng ta đi trước đi dạo cùng với Tommy Tư Quyền, làm quen một chút trước với loại tình hình này, còn nữa, phải chú ý đến bộ dạng không để bị lộ, nếu có cơ hội so tài thì lập tức xin ngay. Thời gian của chúng ta không đủ, phải nắm chặt mới được. Diệp Phàm nói, mấy người đi thẳng đến chỗ Tommy Tư Quyền. Tommy Tư Quyền sẽ ở một nơi bí mật ở ngoại ô thành phố London, một tòa lầu 3 tầng được bao phủ là bức tường xây bằng đá. Khá lớn, đi vào bên trong đại sảnh cái gì cũng có. Thế giới hàng hiệu như thẻ, quần áo, kim cương vân vân. Hơn nữa còn có nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp tiểu tổ, có quán cà phê nhỏ trong đó. Chương 2689, tôi là tiểu tù trưởng. Cái gì là nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, chính là sau khi anh đi vào có thể yêu cầu một hoặc nhiều cô nhân viên phục vụ, các cô ở các nước đều có, do anh chọn. Hơn trăm cô đứng trước mặt anh có thể khiến anh hoa mắt không? Nhưng giá cả thì phải líu lưỡi không nói lên lời được. Một cô nàng xinh đẹp phục vụ trong vòng một tiếng cũng phải mất 500 đô la Mỹ, chỉ một ly cà phê có thể đến cả nghìn nhân dân tệ đấy. Đây chính là thiên đường của người giàu có hưởng lạc. Những người đến đây thường là những đại gia bạc tỷ, bên trái thì dắt em ra đen châu Phi, bên phải còn ôm một em nước Pháp xinh đẹp vào ra ra. Đỗ Thiên Thảo đương nhiên là vênh mặt rồi, có lẽ trong lòng đang chửi rủa nhưng người đàn ông chẳng ra sao này. Có cần chọn vài người thử không? Đăng Các nhìn Diệp Phàm, dùng tiếng Anh nói cười với vẻ mặt đáng khinh. 500 đô la Mỹ mới được một giờ phục vụ, một chút cũng phải mấy tiếng, có lẽ mang những hóa đơn này về cho bộ lạc thì chắc các trưởng lão phải chạy mất dép. Không ngờ Đỗ Thiên Thảo lại nói ra, dùng ngôn ngữ của nhóm A mà trả lời.
đương nhiên có ý không muốn Diệp Phàm đến với những cô gái xinh đẹp kia. Đắt là có đắt, nhưng các cô ấy đều là cô nàng tuyệt vời, không bệnh tật. Hàng ngày các cô ấy đều phải kiểm tra toàn thân. Những bác sĩ chuyên môn của nhóm Tommy sẽ làm việc đó. Mấy năm gần đây cũng không nghe nói ai đó vì chơi gái mà bị nhiễm bệnh để tố cáo quyền hội này. Hơn nữa, có thể chọn những cô gái này đều là những người giàu có, quyền hội cũng không muốn trêu chọc vào hạng người này đúng không? Đăng Các nghiêm túc nói. Không có bệnh mới lạ, nằm với người này sờ, người kia bóp. Đỗ Thiên Thảo hừ nói. Cô nghĩ sai rồi, người ta đều có cách đặc biệt của người ta chứ. Đăng Các phản bác. Chọn hai người đi, nếu không thì không phải phong cách của công tử tù trưởng đúng không? Chúng ta đâu có thiếu tiền. Diệp Phàm phất tay nói. Xem anh sẽ báo cáo thế nào. Đỗ Thiên Thảo tức nói. Ha ha. Diệp Phàm chỉ cười, tay lại càng ôm Đỗ Thiên Thảo chặt hơn, miệng cười dâm đãng nói. Đi thôi, người đẹp, sóng này lớn rồi đấy. Nói ra câu này tức là Diệp Phàm đã ăn đậu phụ của cô Đỗ này rồi. Đúng là tay đã đang nắn bóp trên ngực Đỗ Thiên Thảo. Đây là nhiệm vụ, mà lại là việc mà Đỗ Thiên Thảo đồng ý. Cô ta cũng giấu đi vẻ xấu hổ, lại còn chủ động phối hợp với Diệp Phàm làm chuyện xấu. Bởi vì vai của cô ấy là một nô bộc mà. Bởi vì trong tổ đã nghiên cứu rồi, Diệp Phàm là côn tử tù trưởng thì không thể chính nghĩa được. Biểu hiện phải gian ác, dâm đãng một chút, như thế mới có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người. Cho dù là bị chú ý thì không được để lộ ra là thành viên của tổ đặc nhiệm A của Trung Quốc. Xin lỗi, tôi chỉ là đang diễn kịch cho mọi người xem, tất cả vì đảng, vì đất nước. Diệp Phàm bộ dạng thân mật nói nhỏ bên tai Đỗ Thiên Thảo. Lần này tôi không dự tính được có thể hoàn chỉnh trở về nước. Đỗ Thiên Thảo cũng giả bộ nô bộc, nhẹ nhàng nói. Nhưng hai má kia đã ửng hồng. Không hoàn chỉnh là sao? Diệp Phàm sững sờ nhìn Đỗ Thiên Thảo, đúng là không hiểu gì. Đều bị anh sờ hết rồi thì còn hoàn chỉnh sao được? Đỗ Thiên Thảo nhìn thẳng Diệp Phàm. Ha ha ha! Diệp Phàm cười dâm đãng, tay ở phía dưới cầm Đỗ Thiên Thảo gảy nhẹ cái, nói. Còn bên dưới chưa thử, lúc nào nhất định phải thử xem. Nếu đã là không hoàn chỉnh thì cũng phải làm cho triệt để đúng không? Tôi sớm đã chờ tử thần đến mở cửa rồi. Không ngờ Đỗ Thiên Thảo lại có thể bạo gan nói ra được câu đó, Diệp Phàm quả là ngạc nhiên. Tử thần này là tên gọi của các đội viên đội đặc nhiệm nước ngoài gọi Diệp Phàm là thần chết. Và Đỗ Thiên Thảo đã gọi lại là tử thần, đương nhiên là để che giấu người khác, còn hai chữ mở cửa chắc chắn là có thâm ý rồi. Đan Ba Ma, mảnh đất kia không được gọi là đào nguyên. Nếu muốn thám hiểm thì trước tiên phải mở cửa thì mới vào được chứ. Cái thứ mà có thể tiến vào được chính là thứ kia rồi. Hắn ta vừa nghe xong đã hiểu, nhanh chóng quay đầu mắng Đường Thành. Đường Mễ Á, hai cô bé mà chúng ta cần sao không thấy. Vừa nói vừa đá cho Đường Thành một cái, khiến anh ta suýt chút nữa lảo đảo, ngã. Đương nhiên Đường Thành cũng có vai diễn của mình. Không ngừng thúc giục cô nàng xinh đẹp kia, còn Diệp Phàm phải diễn ra vai tiểu tù trưởng mới được. Không lâu sau, đưa Diệp Phàm đến phòng để chọn cô gái. Diệp Phàm tiện chọn được hai cô, một cô người da trắng, một cô người Pháp tóc vàng. Nhưng Đỗ Thiên Thảo dán chặt mắt vào Diệp Phàm, sửng sốt đem bộ ngực của mình ép vào bên người Diệp Phàm. Một lực đàn hồi phản lại, Diệp Phàm không còn cách nào. Chỉ có thể lôi cô nàng nước Pháp vào. Rồi theo hướng đấu trường mà tiến vào. Trung tâm đấu trường ở dưới lòng đất, sẽ đi cầu thang máy xuống. Ở chính giữa là một sảnh lớn, trong sảnh có rất nhiều nhân viên đang làm việc rất bận rộn. Đại sảnh trang trí rất xa hoa, đỉnh của đỉnh, không ngờ bức điêu khắc lại là Adam Eva, còn có cả thần mặt trời, nghe nói còn dùng những lá vàng mỏng manh, tinh xảo để khảm thành. Chỉ bán những thứ này đi thì cũng có thể sống sung sướng cả tám đời rồi. Hải Mã, có bao nhiêu cuộc tranh tài? Đăng Các vì là nhân viên làm việc ở đây, lại còn làm chức quản lý nữa, anh ta hỏi người nhân viên da trắng tóc quan. Đang có 3 trận diễn ra, sắp diễn ra 2 trận nữa. Hải Mã đi tới cung kính nói. Trận nào đáng xem hơn? Đăng Các hỏi. Phòng số 2 đáng xem, hai đối thủ ở cấp độ rất cao, một người là Geo, quyền vương 5 sao, một người là Mộc Lâm, quyền vương 4 sao. Mã Hải cười nói, nhìn Đăng Các một cái, rồi nói nhỏ. Nghe nói là cá lớn đấy. Có phải là trận thăng cấp của Mộc Lâm không? Diệp Phàm lại dùng tiếng Anh cứng nhắc hỏi.
thực ra là hắn đang giả vờ, chứ tiếng Anh của hắn rất lưu loát. Chẳng qua là đang đóng vai tù trưởng nên không thể biểu hiện quá hiện đại được. Ngài đây cũng đặt cược đúng không? Hải Mã nhìn Diệp Phàm, hai mắt mở to, đột nhiên có hứng thú luôn. Bởi vì, nếu là khách sộp mà bản thân mang đến thì sẽ có thưởng lớn. Hiện Hải Mã là nhân viên liên lạc, thực ra cũng có vẻ như một ma cô lôi kéo người đánh bạc. Hải Mã, tôi đây mang đến cho anh một đại nhân đây. Đằng Các đắc chí nhìn Hải Mã nói. Anh Các, tiểu đệ này mãi mãi ghi nhớ tấm lòng của anh Các. Hải Mã vừa nghe thấy đã biết đúng là có khách sộp, bởi vì bố Đinh Các tên giả của Đằng Các đã tiếp xúc với ai thì chắc chắn người đó địa vị cao. Có lúc vui vẻ cũng giới thiệu khách sộp đến để chia phần với Hải Mã. Đương nhiên tiền thưởng của Hải Mã cũng không bao giờ thiếu đi phần dành cho Đằng Các. Tôi giới thiệu với anh ta là công tử tù trường của bộ lạc không thành nước AA. Anh ấy là cao thủ, muốn tới chốn này kiếm chút vàng. Anh xem nhìn cho chính xác, hầu hạ cho chu đáo. Đến lúc đó tháp gia cao hứng sẽ cho chút đỉnh đủ để chơi cả chục cô nàng. Đằng Các có vẻ đáng khinh, cười nói. Thấy chưa, lần này tháp gia đến chọn hai cô, là hàng số một, một tiếng $1000 đấy. Đúng, đúng ạ, đảm bảo sẽ khiến tháp gia vui vẻ hết mức. Tháp gia muốn phục vụ như thế nào cứ nói với Hải Mã đây là được. Hải Mã cười tâu toét nói. Đây là tài liệu về tháp gia, anh ấy đã đăng ký tư cách là quyền sư. Đằng Các đưa một thẻ ngân hàng, Mã Hải nhanh chóng mang ra kiểm chứng, không lâu sau đã tủm tỉm cười quay lại. Hai tay đưa thẻ chứng minh cho Diệp Phàm. Thẻ chứng minh này có thể dùng làm thẻ ngân hàng được. Mà có ăn, chơi, mua gì ở đây đều có thể dùng thẻ này được, đương nhiên là rất thuận tiện. Hơn nữa, ở Bren là nơi thi đấu, trong nào có nhiều cao thủ khắp nơi. Cũng không ai dám đến đây tìm phiền phức đâu. Đương nhiên Bren gần núi cũng là một nguyên nhân lớn. Đều là anh em với cảnh sát nơi đây. Tháp gia, Diệp Phàm, ngài đừng chỉ xem Hải Mã là một nhân viên quèn. Thực ra anh ra nắm bắt thông tin rất linh hoạt. Không chừng còn hiểu chút ít về cuộc đấu trong này. Tuy người này chỉ là nhân vật nhỏ nhưng rất khôn khéo. Đằng Các giới thiệu nói. Tháp gia, có đặt cược không? Hải Mã cung kính, cười hỏi. Ai mạnh hơn? Diệp Phàm cố ý tự nhiên hỏi, đương nhiên ở đây đều là các đại gia rồi. Geo tuy là quyền vương năm sao, nhưng nghe nói Mộc Lâm đấm móc lại rất lợi hại. Có người nói đã từng thấy Mộc Lâm đấm móc một cái mà hạ được cả con voi to. Có lần một mình Mộc Lâm có thể hạ được mười mấy cao thủ. Lần này Mộc Lâm muốn tham gia để nâng cấp nên đã bỏ ra rất nhiều công sức. Không chỉ bỏ ra nhiều tiền để mời chuyên gia giỏi mà nghe nói vì vận may lại còn được cả gan của rắn biển hàng trăm năm. Nếu như nuốt được gan rắn biển này thì công lực sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy vừa nghe thấy lần này là hai người họ thi đấy, khi nãy tôi cũng đã nghe ngóng qua. Đặt cho Mộc Lâm đã lên tới $5000 rồi. Hải Mã giới thiệu. Ý của ngươi là Mộc Lâm có thể thắng? Diệp Phàm hỏi. Chắc là như vậy, bằng không các đại gia ở đây đều rõ. Không thể đặt bừa được. Hải Mã đắc ý nói. Nếu tất cả mọi người đều coi trọng Mộc Lâm thì chẳng phải Gael sẽ có ít người đặt sao? Thế nếu Mộc Lâm thắng thì ai sẽ đền tiền? Diệp Phàm không hiểu liền hỏi. Ở đây chúng tôi đánh cuộc là như thế. Ngài có thể đặt cược trực tiếp với ai đó, đương nhiên đa phần đặt trực tiếp. Sau khi đặt xong, khi bồi thường nếu như đối phương đặt mà không đủ đền lại thì làm thế nào? Vậy sẽ dựa vào cỡ trước sau ngài đặt để bồi thường. Việc này đều phải công khai. Nếu như bồi thường đến cuối cùng mà vẫn không đủ thì chỉ có thể trách là ngài đã đặt quá muộn. Cho nên, nhất định phải quyết định thật nhanh, xem ai được thì đặt luôn. Bằng không để mãi sau thì cũng chỉ là công dã tràng thôi. Đương nhiên, đối với các vị đặt đều phải lấy ra 20% tiền hoa hồng. Khi bồi thường sẽ trực tiếp khấu trừ. Hải Mã nói. Chương 2690, dại gì mà không chơi. Ghê ồ có người ra giá sao? Diệp Phàm hỏi. Không nhiều, nếu tổng hợp lại những người ép thì cũng không vượt quá $2 triệu, theo như xác suất này thì 3000 còn lại họ cũng không có. Tháp gia vừa tới, tôi đề nghị anh ép Mộc Lâm, thật ra ván này anh không cần phải thua tiền. Đương nhiên Khôn có tiền bồi thường cho anh. Anh cứ thử đi, làm quen với loại quy tắc này. Nhưng có những lúc cũng không chắc chắn, mấy giây đầu khi trận đấu bắt đầu vẫn còn chưa có người ép giá. Hải Mã còn ra vẻ hảo tâm. Thực ra là đang làm mũi khoan cho Diệp Phàm tiến vào. Cái này được gọi là đầu tư tình cảm, làm quen với anh trước đã.
Bởi vì Hải Mã nhìn thấy Bố Đinh Các cũng nháy mắt với hắn ta, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn lão ta cũng muốn móc tiền của tên công tử tù trưởng này rồi. Còn chưa bồi thường thì chơi cái gì, tôi đặt ghê ổ thắng. Diệp Phàm nói. Đặt bao nhiêu? Hải Mã hỏi. Cứ đặt ít trước xem sao, 1.000 đô la Mỹ đi. Diệp Phàm miệng nói, tay đưa ra chiếc thẻ vàng của ngân hàng Thụy Sĩ đưa cho Đỗ Thiên Thảo. Trong lòng thầm nghĩ kế vĩnh viễn đã chuẩn bị cho hắn 100 triệu. Dại gì mà không chơi chứ? Đằng Các nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đương nhiên cũng hy vọng Diệp Phàm sẽ không vung tay vậy chứ. Tuy đây là tiền của nhà nước bỏ ra nhưng cũng không thể để cho anh tiêu xài như vậy chứ. Nhưng Diệp Phàm đâu có nghe lời anh ta. Hắn ra vẻ như không thấy ánh mắt của Đằng Các. Sau khi làm xong thủ tục, đoàn người Diệp Phàm tiến vào đấu trường. Thấy rằng tuy ở dưới mặt đất nhưng đấu trường không hề nhỏ. Đấu trường chính giữa đều làm bằng gỗ, rộng chừng 30 mét vuông. Bao quanh đấu trường đều là ghế, chỉ có hai lối vào. Mỗi lối là cho người đến xem vào, một lối là có những quyền thủ tiến vào. Bên trong đã có hàng trăm người ngồi rồi, bởi vì ánh sáng bên trong khá ảm đạm. Mà tầng thứ hai hình như là những phòng của quý khách, như loại VIP ở trên. Những người bên trong đều không nhìn rõ mặt, bởi vì đã có kính ngăn. Chỉ còn một phút nữa là trận đấu bắt đầu, các vị hãy nhanh chóng ra giá đi. Nếu không lát nữa mất tiền lại hối hận. Đứng bên cạnh võ đài có một người da trắng đang hét lớn. Lời nói có sức hấp dẫn hết mức, trên tường còn có cả màn hình TV hiện rõ giá mà hai bên đang đưa ra đấu, rồi cả giới thiệu về hai quyền thủ. Đúng là rất hoàn hảo. Giống như Diệp Phàm có thể đưa giá hàng nghìn USD vậy thì chắc chắn là quý khách loại sang rồi. Vì vậy mà Hải Mã đã đưa Diệp Phàm lên phòng riêng. Diệp Phàm cũng không khách khí, đi lên lầu. Vừa lên đã phát hiện ra căn phòng được thiết kế đến mẹ hắn cũng không ngờ được. Vừa vào đã có thể cảm nhận được cảm giác thoải mái. Ánh đèn được điều tiết bởi bậc thầy về ánh sáng nên khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ thích hợp. Mà ghế sofa lại rất là mềm, còn có cả cà phê, trà. Bên trong cũng còn có cả hai cô nàng xinh đẹp đang chờ sẵn. Đường Thành và Lang Phá Thiên đều vẻ mặt nghiêm túc như một vệ sĩ đi hộ tống, một người đứng canh bên ngoài phòng, một người đi sau Diệp Phàm. Đỗ Thiên Thành giơ tay ra phẩy phẩy chiếc sofa vốn không một chút bẩn. Phục vụ rất là cẩn thận. Thưa ngài, có cần phải chỉnh lớn lên không? Một cô phục vụ xinh đẹp quỳ dưới Diệp Phàm rồi mỉm cười nói. Chỉnh lớn thế nào? Diệp Phàm ngây người hỏi. Nữ nhân viên kia ấn nhẹ một cái, chiếc ghế sofa không ngờ lại duỗi ra. Không lâu sau khi động tác đã hoàn thành thì đã biến thành một chiếc giường lớn như trong thời nhà Thanh vậy. Mẹ nó, đúng là cái gì cũng làm được. Diệp Phàm không khách sáo mà thầm nghĩ trong lòng câu này. Hắn ta còn thò tay ra nhéo một cái lên ngực cô nàng phục vụ cười khinh bỉ nói. Ồ, rất cứng lại còn đàn hồi tốt. Cô nhân viên tươi cười xong lại khom người vào chỗ vách tường. Còn Diệp Phàm cứ như ngồi trên long tháp, Đỗ Thiên Thảo quỳ trên đó, nhẹ nhàng mát xa cho Diệp Phàm. Bóp chân cho ta. Diệp Phàm không ngờ lại không cảm kích, đẩy Đỗ Thiên Thảo xuống dưới chân, khiến cô nàng tức chết. Nhưng cô cũng không thể hiện rõ, mà nhanh chóng xuống bóp chân cho Diệp Phàm. Cô lên đây, mát xa lưng và eo cho tôi. Diệp Phàm chỉ vào hai cô nàng xinh đẹp, nói. Hai tay còn sờ loạn lên, cô nàng nước Pháp kia còn vặn mông mấy cái. Diệp Phàm còn sờ vào. Đứng ở sau long tháp, Lang Phá Thiên không rời mắt khỏi võ đài ở phía dưới. Thực ra trong lòng cũng đang chảy nước miếng. Thưa các quý ông, quý bà, đây là quyền vương 4 sao Mộc Lâm, đã có đài 4 sao. Đã từng lập lên thần thoại 30 trận chưa hề thất bại. Hôm nay anh đến đây để thách đấu với quyền vương 5 sao Geo. Geo từng đạt kỷ lục thắng liên tiếp 20 trận, mà, anh còn xuất đạo sớm hơn cả Mộc Lâm. Đã tham gia vào quyền đàn 7 năm rồi. Kinh nghiệm phong phú, hôm nay đến đây, thách đấu của Mộc Lâm có thành công hay không, Geo có thể bảo vệ được thành quả không, chúng ta sẽ đợi ở dưới này. Người dẫn chương trình cầm micro, giới thiệu về hai quyền vương này. Rồi sau đó cầm một dùi trống gõ lên bàn, bang một tiếng đã lan khắp đấu trường, người dẫn chương trình nói. Mời hai vị đều lên võ đài, nhưng vẫn chưa được ra tay, đây là lúc đưa ra giá cuối cùng. Còn ai muốn ra giá nữa không? Nếu có nhanh chóng nắm bắt thời cơ mất rồi sẽ không trở lại, giờ tôi đếm ngược từ 100 xuống, nếu có đặt thì phải nhanh chóng. Tôi cho mọi người 100 lần cơ hội, mọi người phải nắm chặt lấy, ngài thang đặt Mộc Lâm thắng 3.000 đô la Mỹ.
Lúc này người dẫn chương trình vừa đếm đến 60 liền dừng lại nói về báo giá, cả đấu trường đều sửng sốt, ném một phát mà $3,000 đúng là một đại gia rồi. Có gì chứ, Mộc Lâm vốn đã quá nhiều rồi, nhưng vẫn chưa đủ bồi thường. $3,000 cũng được thôi, đến cuối cùng cũng không phải là một bài bố trí. Lúc này, một người da đen râu dài lớn tiếng bên dưới. Lập tức bên dưới đấu trường lại hò reo lên. Thêm $2,000,000 nữa. Diệp Phàm dùng con mắt ưng nhìn Geo, rồi nói với Lang Phá Thiên. Quý ngài phòng số 6, đặt thêm cho Geo $2,000,000 tổng cộng là $30,000. Báo giá lại vang lên, lúc này Diệp Phàm thấy người trong phòng số 5 đang nhìn chằm chằm hắn ta. Đành phải liếc nhìn một chút, thấy rằng đúng là một vị đại hán ngời ngời, người này phải cao đến 2 mét, trông hết sức dữ tợn, có một vết sẹo chừng 20 cm, suýt nữa đã biến khuôn mặt thành hai mảnh. Sao mà nhìn chăm chú thế? Diệp Phàm dùng hóa âm mê thuật truyền âm thanh, kết hợp chấn động hồn linh nhà họ Tuyết trên cổ tay đã hướng về người kia. Bộp một cái, tên kia đột nhiên nhận sóng âm tấn công của Diệp Phàm liền lăn ngay xuống đất, chiếc bàn trà không chịu nổi lực của anh ta nên đã bị đè bẹp. Pie, anh muốn chết sao? Trong phòng số 5 truyền ra một âm thanh đang tức giận mà chửi mắng, sau đó là những tiếng người ta bị đá. Người đại hán kia chắc chắn là Pie, chắc chắn đã bị ngài thang là chủ nhân cho một trận rồi. Pie bò từ dưới đất lên vẻ mặt phâng dạ, hai mắt dương lên phỏng chừng như đang tìm kẻ nào đã tấn công anh ta. Ông của mày ngồi đây này, tìm ra ông mới lạ. Diệp Phàm ném một quả dâu tây vào mồm nhai. Nhưng, điều khiến Pie điên tiết là không tìm ra kẻ nào đã tấn công. Diệp Phàm đã dùng sóng âm tấn công, mà sóng âm lại là thứ vô hình, chẳng có dấu vết nào, nó thuộc vào loại tinh thần rồi. Băng! Ván đầu tiên đã bắt đầu. Tiểu tử này, lấy tiền của chúng ta mà cứ như cỏ. Lý Khiếu Phong thản nhiên cười nói. Hừ, nếu thua tôi sẽ không ký báo cáo. Tiền của quốc gia không thể nào tiêu xài như vậy được. Cung Khai Hà cũng tức giận rồi. Đúng vậy, chơi một cái mà những $3,000, đúng là quá lắm rồi. Nếu như muốn phô bày thì cũng không được thế chứ. Chơi vài trăm nghìn là được rồi, mà người ta lại không chú trọng vào Geo. Anh ta lại đặt cho Geo như vậy chẳng phải là đưa tiền miệng hổ sao. Tây Môn Đông cũng tức, muốn thổi cả đám dâu nhưng tiếc rằng dâu ông ta không đủ dài để mà thổi. Đã trong chốn quan trường 10 năm rồi, trợ lý chủ tịch tỉnh mà lại còn thế này. Tiểu tử này, sao có thể làm như vậy chứ? Cung Khai Hà đau lòng, lắc đầu nói. Nối điện thoại cho đại tù trưởng đi. Diệp Phàm nhìn Lang Phá Thiên. Lang Phá Thiên sửng sốt gọi điện thoại, đưa hai tay cầm điện thoại cho Diệp Phàm. Anh ta cũng không biết Diệp Phàm muốn làm gì. Đằng Các đứng bên cạnh cũng không lên tiếng. Tôi nói nhé tù trưởng, $3,000 này là của bộ lạc đúng không? Diệp Phàm cười hỏi, dùng tiếng địa phương nói, đương nhiên là không sợ có người nghe lén rồi. Thực ra Lang Phá Thiên cũng đã kiểm tra rồi. Cơ bản là đã loại bỏ những camera với máy nghe trộm thông thường. Nhưng vẫn cần phải đề phòng những thủ đoạn mới nhất của tình báo Mỹ, vì thế Cung Khai Hà đương nhiên trở thành tù trưởng rồi. Tháp bố tư, không được chơi như thế, đó là một khoản tiền lớn. Phải dừng lại ngay. Cung Khai Hà nghiêm túc nói. Không rút lui được, đây là cơ hội kiếm tiền lớn. Có thể kiếm liền tới hơn 2 triệu đấy, lại còn là USD nữa. Diệp Phàm cười nói. Tháp bố tư. Đây là tiền của bộ lạc, không phải tiền của cá nhân tôi. Nếu có thể lần này chỉ cho cậu được $100,000 thôi, còn hơn thì cậu tự chịu. Cung Khai Hà giọng càng nghiêm túc hơn. Bộ lạc không bỏ sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên rồi, tôi và Lão Lý và cả trưởng Lão Tây Môn đều ở đây, ba chúng tôi quyết định rồi. Cung Khai Hà nói. Vậy được rồi, $100,000 tôi cũng không cần, cứ xem như là tiền của tôi tự đánh cuộc nhé. Diệp Phàm cũng nghiêm túc đáp lại. Không phải chúng tôi ích kỷ, đó là không còn cách nào nữa, $3,000, một con số quá lớn rồi. Nếu để bên trên biết được thì chắc chắn là phê bình tôi chết. Cung Khai Hà vẫn muốn giải thích. Hiểu rồi, đợi chút nữa các ngài không phải đỏ mắt là được. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Đánh cuộc thì có gì phải đỏ mắt chứ, anh kiếm được tiền thì tôi cũng vui. Cung Khai Hà nói. Tiểu Lang. $3,000 cậu có hùm vốn không? Diệp Phàm quay sang hỏi Lang Phá Thiên. Tháp gia có thể tính cho tôi $1,000 không? Lang Phá Thiên không kịp nghĩ mà trả lời luôn. Bố Đinh Các, anh thì sao? Diệp Phàm hỏi Đằng Các. Chương 2691,
chỉ một quyền như vậy. Cái này, tôi lấy đâu ra nhiều tiền vậy, được rồi, không đầu tư. Đăng Các sửng sốt nói, anh ta không muốn cho Diệp Phàm coi tiền như rác. Trong lòng nghĩ nếu có đặt thì cũng đặt cho Mộc Lâm. Tiểu Đỗ, có muốn chơi không? Diệp Phàm cười tủm tỉm hỏi Đỗ Thiên Thảo đang mát xa phần eo cho hắn ta. Việc này, Đỗ Thiên Thảo có chút do dự, tuy cô là chắt của trưởng môn ngũ hành nhưng hiện môn ngũ hành đã đi xuống, trong môn phái chỉ còn mấy người. Cơ bản là không có đệ tử, gom lại cũng chẳng đủ ngồi hết một bàn tròn. Mà môn ngũ hành chỉ có thuật truy tìm tung tích và thuật trinh sát là lợi hại, không mạnh về khả năng tấn công, chạy trốn còn tạm được. Tình hình này khiến cho ngũ hành môn sắp không còn cửa nữa rồi, chắc chắn cũng sẽ không còn tiền. Lần này cũng là ông cụ kia đã bán đi miếng ngọc bội cuối cùng để có được hơn 3 triệu tệ cho cô chắt gái này. Đợi lúc nữa đừng có hối hận nhé. Diệp Phàm cười nhạt, lại giơ tay ra sờ dưới cằm Đỗ Thiên Thảo, bộ dạng rất ngả ngớn. Hắn ta diễn vai phong lưu thì cực chuẩn, Đằng Các ghen tị trong lòng. Tôi có 3 triệu, đây là tài sản cuối cùng nhà tôi. Đỗ Thiên Thảo không qua được mặt Diệp Phàm, công thêm cô còn là người sùng bái Diệp Phàm. Nếu không sao lại hy sinh bản thân để tiếp nhận nhiệm vụ này chứ? Thực ra Đỗ Thiên Thảo không phải là đội viên chính thức của tổ A, chẳng qua quốc gia muốn có năng lực như cô nên mới yêu cầu phối hợp với tổ A trong mấy nhiệm vụ. Xem như là hình thức thuê của quốc gia, mỗi một lần đi làm nhiệm vụ cũng mang về cho môn phái 500 đến 600 nghìn tệ. Giống như lần trước ở trận Sahara, cô ấy cũng được thuê làm trinh sát. Nhiệm vụ đó rất quan trọng, và cô cũng đã kiếm được 1 triệu. 3 triệu đổi ra chừng 400.000 đô la Mỹ, vậy cứ xem như cô đầu tư 500.000 đô la Mỹ nhé. Cô và Tiểu Lang hợp lại chiếm một nửa, riêng tôi sẽ bỏ 1,5 triệu. Diệp Phàm gật đầu nói, Đỗ Thiên Thảo không khỏi vênh mặt lên, nhưng cũng là đau lòng không nói lên thành tiếng được. Chỉ có điều nét mặt Đỗ Thiên Thảo cứng ngắc, có thể lo lắng lần này mà thế chấp cả nhà cho Diệp Phàm thì trống chân rồi. Cười một cái nào. Diệp Phàm sớm đã biết hết mọi chuyện, nên giơ tay ra chỉ lên mặt Đỗ Thiên Thảo. Đỗ Thiên Thảo cũng cười, thực ra, trong lòng đang tức tên này đến sôi máu. Bộp một tiếng, mọi người đều ngước lên nhìn. Geo đột nhiên bị Mộc Lâm đánh cho một quyền, cả người nhào xuống đất. Quy tắc của quyền hội Tommy này không giống như quyền hội quốc tế. Không phải là cứ dựa vào điểm số mà khi một bên đánh bên kia không đứng dậy được hay bên kia tự nhận thua thì bên còn lại sẽ thắng. Vì thế sẽ rất là thảm khốc. Mộc Lâm hung hăng đánh tiếp lên đầu Geo một cách mạnh mẽ. Bịch, bịch, bịch cứ như đánh vào bao cát mười mấy cái. Đầu của Geo còn to hơn cả đầu trâu. Tai, mắt, mũi đều đã chảy máu, cả mặt toàn là máu. Nhưng Geo vẫn giãy giụa không chịu nhận thua. Cho nên Mộc Lâm vẫn điên cuồng ra tay lên đầu Geo. Rõ ràng là hắn ta đánh không cho Geo ngóc đầu dậy được nữa. Đánh đi, đánh đi. Đánh chết hắn đi. Đánh nát đầu hắn ra. Ở phía dưới các vị đang hò reo náo nhiệt, những người đã đặt cược cho Mộc Lâm đều điên cuồng mà hò reo, ngay trong tích tắc này đột nhiên trong phòng dưới đất này lão vang lên một chấn động rung chuyển. Bang bang bang. Geo đi đứng co quắp như không gượng dậy nổi. Tiếng hét càng lớn. Lang Phá Thiên không nhịn được lo lắng, còn Đằng Các thì lạnh lùng cười. Diệp Phàm vẫn ung dung ngồi uống trà. Còn Đỗ Thiên Thảo đang đấm bóp phần chân Diệp Phàm cũng không còn tâm trạng nữa mà giờ đang chăm chăm nhìn về phía khán đài. Thấy tình cảnh này nét mặt Đỗ Thiên Thảo lại càng cứng nhắc lại. Biết rằng 3 triệu của mình coi như là đi toi, nhưng lại là thế chấp của cải của nhà nên cô không thể không tức bực, lo lắng được, Diệp Phàm cũng nói. Cô nhẹ tí được không, làm cái gì thế? 3 triệu không còn rồi, mạnh một chút không được sao? Đỗ Thiên Thảo tức giận, không kìm nổi nói ra. Nhưng âm thanh vẫn còn nhẹ chút. Dù sao cũng không thể làm hỏng việc lần này nên cô chịu đựng. Đừng lo lắng, tối lo mà hầu hạ anh đây cho tốt anh sẽ cho em 3 triệu. Diệp Phàm áp sát mặt Đỗ Thiên Thảo cười bỉ ổi nói. Nghĩ hay lắm. Không ngờ Đỗ Thiên Thảo lại cự tuyệt. Ha ha. Diệp Phàm cầm chén trà lên uống ngụm, rồi đặt mạnh xuống bàn hừ nói. Vẫn chưa chịu dậy sao? Đỗ Thiên Thảo vừa nghe đã biết là nói cô rồi. Nét mặt giả vờ kích động đứng lên. Nhưng ánh mắt thì có vẻ tức giận, cảm thấy Diệp Phàm đã đùa quá rồi, tôi chẳng phải là người hầu chính thức của anh chỉ là chấp hành nhiệm vụ, trong lòng anh đang nghĩ là thật đúng không? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Geo đột nhiên giơ chân, hung hăng đá một cái đứng dậy. Còn Mộc Lâm do không phòng bị nên đã bị Geo đá khiến cho ngã gục.
Ghê hồ xông lên, như hổ đói, nhắm đúng người Mộc Lâm mà đá. Bộp bộp, bộp, liên tục mười mấy cú đá, đầu như không còn phản ứng gì, cũng không dãy giụa, đương nhiên là không bò dậy nổi rồi. Đánh đi, đánh đi. Đánh hay lắm. Diệp Phàm và Lang Phá Thiên đều kêu lên, Đỗ Thiên Thảo cũng sửng sốt mà vỗ tay, hét lên. Đương nhiên là cô ta gieo hò vì thiền của mình. Đang lúc mọi người đang gieo hò, Mộc Lâm cũng không đứng dậy được, cuối cùng người chủ trì cũng đã tuyên bố Ghê Hồ là người thắng cuộc, nhiều người muốn đỡ Mộc Lâm dậy nhưng anh ta không đứng dậy nổi. Ngay lập tức có cánh tay nâng đỡ nhưng vừa mới động vào thì hình như Mộc Lâm đau không thể chịu nổi. Các chuyên gia đã kiểm tra, cuối cùng xác định nhiều phần xương của Mộc Lâm đều đã bị gãy, chẳng trách mà không đứng dậy được. Không hiểu sao một danh tiếng như Mộc Lâm, ban đầu còn đánh Ghê Hồ hùng hổ, vậy mà không ngờ lại bị trả đòn như vậy, vừa tấn công một cái mà cả người đã bay ra ngoài. Mộc Lâm cũng không thể tin được sao Ghê Hồ tưởng chừng như xong đời rồi vậy mà lại có sức mạnh như thế, chỉ một quyền mà hạ được chính mình. Cái này chắc chắn là do Diệp Phàm làm rồi, hắn ta khi nãy đập chén trà xuống cũng đã chuyển đi bí thuật cách sơn đả nghiêu, nhờ vào chén trà mà chuyển qua bên ngoài phòng, đến võ đài để đánh bật Mộc Lâm. Đương nhiên muốn làm một cách hoàn hảo mà không để ai phát hiện ra không phải việc dễ. Ha ha, tôi kiếm được 500.000 đô la Mỹ rồi. Đỗ Thiên Thảo vui sướng cười nhảy lên. Là 400.000 chứ. Không ngờ Lang Phá Thiên lại xen vào. Đấy là tháp gia nói 400.000 tính thành 500.000 đô la Mỹ mà. Đỗ Thiên Thảo không hài lòng nhìn Lang Phá Thiên, hừ. Không phải tiền của anh, thì anh còn kỳ kèo gì chứ? Em Đỗ, em còn quên không thuê sao? Người ta sẽ lấy 20%, trả cho em 500.000 nhưng cuối cùng cầm trong tay là 400.000 đấy. Đấy là tháp gia cố ý cho em thôi, nhưng người ta đã mỏi tay cả ngày thì cũng được thêm đúng không? Vì thế mà tôi cũng được 800.000. Lang Phá Thiên đương nhiên cũng vui sướng trong lòng rồi. Trong lòng anh ta vẫn nghĩ Diệp Phàm là người có ánh mắt chuẩn xác. Nhưng Lang Phá Thiên cũng đang có nghi ngờ không biết Diệp Phàm có động chân động tay vào không, chỉ là chưa hề nhìn thấy Diệp Phàm có chút động tác nào. Lẽ nào Diệp Phàm nghĩ đến anh ta là truyền công lực đến được sao? Sao lại có thể, như thế chẳng phải là thuật tiên sao? 400.000 thì 400.000. Đỗ Thiên Thảo bất mãn hậm hực một câu, lại nhẹ nhàng xoa bóp cho Diệp Phàm. Lần này chỗ mà Đỗ Thiên Thảo mát xa lại là chỗ ấy. Diệp Phàm lại híp cả mắt vào rồi nằm trên sofa tận hưởng đôi bàn tay mềm mại của Đỗ Thiên Thảo đang mát xa cho mình, thực ra đây chính là mát xa mà người ta hay gọi. Còn đồng chí Đằng Các cũng hối hận, mà vọng từ ngoài vào nói với Diệp Phàm. Tôi đã xác nhận lại buổi đấu tư cách cho anh, tôi có đánh không, nếu đánh thì bảo tôi để tôi đi sắp xếp. Nhanh quyết định đi, cũng có thể biết trước tí về tình hình của đối thủ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng có phải không? Buổi tối hoạt động chút cũng được. Diệp Phàm thản nhiên gật đầu cười, Đằng Các đi ra khỏi phòng và làm việc. Tháp gia, nếu như anh tham gia trận đấu tôi sẽ đặt cả 6 triệu cho anh. Đỗ Thiên Thảo giờ lại ngọt ngào, cũng biết được truyền thuyết của vị thần chết này, nên đã mù quáng biểu hiện ra điều tốt. Không sợ mất cả trì lẫn trài sao? Diệp Phàm cười nói. Không sợ, nếu như thua thì tối em sẽ chiều anh. Anh nói sẽ trả lại em, tháp gia có tiền có phải không? Đỗ Thiên Thảo ra vẻ còn trong trắng ngây thơ nói, Diệp Phàm suýt nữa thì mửa mật, nhìn chừng chừng cô ta nói. Ghê đây! Sau một lúc lâu hắn ta mới lại cười nói. Mà chỉ là một tối, còn đắt hơn cả hạng nhất của các cô ở Hồng Kông. Lẽ nào bản cô nương lại không đáng 6 triệu sao? Đáng! Diệp Phàm gật gật đầu. Giá trị cái con khỉ, 6 triệu có thể chơi được cả một tàu gái đấy. Không nói đến gái Hồng Kông, mà ngay cả diễn viên hay ca sĩ đều có thể chơi hết lượt được. Lang Phá Thiên thủ thì nói. Anh nghĩ bản cô nương này là người gì, lẽ nào lại đem ra so sánh với hàng vỉa hè sao? Đỗ Thiên Thảo hung hăng nhìn về phía Lang Phá Thiên. Ngon hơn tí, ngon hơn tí. Lang Phá Thiên cười rồi vọt người đứng bên vách tường trong phòng. Tiểu Lang, ý cậu là ám chỉ tháp gia này không có con mắt nhìn phải không? Diệp Phàm bộ dạng cười như không cười nhìn Lang Phá Thiên. Không, tôi đâu dám. Lang Phá Thiên khẩn trương giải thích. Không lâu sau Đằng Các tiến vào, trên tay cầm tài liệu nói. Đã làm xong thủ tục rồi, anh ở tầng hầm số 6. Bởi vì anh thi đấu sơ cấp, đối thủ của anh là Khổng Mã. Người này từng đoạt giải Á quân trong cuộc thi quyền vương. Nhưng đó là chuyện của 2 năm về trước. Sau này người này đã im bặt, không náo nhiệt nữa.
hai năm sau mới lại tái xuất. Nghe nói là chuyên tâm luyện gì đó. Cũng có người nói người này ra ngoài tìm phóng danh sư, hiện giờ công lực đã tăng gấp mấy lần so với hai năm trước. Hôm trước người này cho một quyền mà hạ được một quyền thủ top 20 người da đen. Chương 2692, anh đúng là không may. Ha ha, ta thấy Tiểu Phàm đúng là không may rồi. Diệp Phàm cười rồi ra khỏi phòng. Diệp Phàm đứng ở trước gương tự thưởng thức cơ bắp của mình, bởi vì hiện tại đang mặc hai cái quần, một chiếc quần lót và một chiếc quần đỏ. Diệp Phàm không khỏi buồn bực, ngày trước khi chưa luyện lang thuật thì thân hình còn chưa biến đổi nhiều, nhìn vẫn còn phong thái của người học sĩ nho nhã. Giờ luyện lang thuật của tộc người Nạp Tây, cơ thể đã cường tráng, có thể nói là không thể nào nho nhã được vì bắp thịt đều kinh khủng, nhô lên một đống, nhưng sờ lên vẫn có độ đàn hồi. Hắn còn nghĩ nếu như luyện vài năm nữa có thể sẽ còn tham gia cuộc thi thể hình rồi. Bởi vì luyện công lang thuật là chuyên về cơ bắp, mà lang sói cũng là trong da thịt. Họ không luyện đan điền. Tháp ra, người xem lại xem có thể vượt qua cả suốt Schwarzenegger rồi. Đỗ Thiên Thảo tỏ vẻ nét mặt mến mộ, giơ tay nhẹ nhàng thoải mái cơ thể cho Diệp Phàm. Còn Đường Thành lại cầm một chiếc khăn tắm màu hồng lớn, đợi chút nữa đánh mệt còn quạt cho Diệp Phàm. Lang Phá Thiên vẫn bộ mặt lạnh lùng khoanh tay đứng nghiêm, bộ dạng thế mới đúng là vệ sĩ của công tử tù trưởng. Đương nhiên Diệp Phàm là người mới khi ra đấu trường chỉ có vài người vỗ tay. Trong đó bao gồm cả Đường Thành và Đỗ Thiên Thảo cùng với hai cô nàng xinh đẹp, kể cả Đằng Các nữa. Bởi vì theo Đằng Các cho biết thì chỉ có mấy người này là đặt cho Diệp Phàm, còn lại những đại gia trong sòng bạc vốn không tin vào con gà mờ này sẽ làm được tích sự gì. Lần này Đường Thành đặt 1 triệu. Còn Lang Phá Thiên là tàn nhẫn nhất, đặt hẳn 2 triệu đô la Mỹ, có thể cũng là cầm cố cả nhà Lang Phá Thiên. Đỗ Thiên Thảo là người sùng bái Diệp Phàm, chẳng nói dài dòng gì cũng đã đặt cho Diệp Phàm luôn 6 triệu tệ. Đồng chí Đằng Các trong lòng than thở cũng đã chấp cả nhà, nên cũng đặt nhưng không quá 1,5 triệu đô la Mỹ. Thế là cũng phải diễn một chút mới được, Hải Mã thấy Đằng Các thế cũng đặt 100.000 đô la Mỹ. Đương nhiên nhà của Hải Các đã thế chấp cũng không chỉ từng đấy. Nhưng Hải Mã không dám mù quáng tin vào lời của Đằng Các. Chỉ dám lấy 1/3 gia tài để thế chấp. Mà trong lòng vẫn bất ổn sợ trôi theo dòng nước. Nếu không phải anh ta đã tin tưởng Đằng Các gọi người kia là tháp gia thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Quan trọng là vẫn phải xem xét tình hình của Đằng Các thế nào. Nếu như có thua thì chắc chắn Đằng Các cũng sẽ tìm cách để trả lại ân tình này. Còn những người khác làm nhiệm vụ trong tổ A đi cùng, sau khi nghe thấy Đỗ Thiên Thảo nói, cũng mang hết của cải ra thế chấp. Mỗi người đặt 100.000 đô. Đúng lúc đó, Đằng Các vội vội vàng vàng chạy đến nói bên tai Diệp Phàm. Tháp gia, sau khi mấy tù trưởng trong bộ lạc nghe được chuyện này đã đặt cho anh để anh tăng thêm cố gắng. Ồ, là những tù trưởng nào? Diệp Phàm hỏi. Tù trưởng Hà, tù trưởng Hồng, tù trưởng Thành, tù trưởng Kim và cả trưởng Lão Phong đều đã đặt cho anh. Mỗi người 500.000 đô. Nói là tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của chúng ta ngay. Bảo chúng ta hãy đưa trước, 10 phút sau sẽ có. Đằng Các nói nhiều tù trưởng quái lạ như vậy thực ra đều là những lãnh đạo của tổ A. Ví dụ như Cung Khai Hà thì gọi là tù trưởng Hà, Tây Môn Đông thì gọi là tù trưởng Hồng, tù trưởng Thành chính là Đới Thành, tù trưởng Viễn chính là Kế Vĩnh Viễn, trưởng Lão Phong chính là Lý Khiếu Phong. Toàn những lãnh đạo của tổ A lại tụ tập lại để đánh cuộc. Chỉ còn Lan Viễn Kim và Dương Quốc Đào hình như không đặt. Nhưng việc này chính Lý Khiếu Phong cũng đã nói cho họ. Anh không đặt thì thôi, cũng chẳng nói được. Trận đấu đầu tiên này Diệp Phàm không nắm gì, cũng không bằng tự mình mua đậu phụ rồi giải quyết. Chứ nói gì đến hoàn thành nhiệm vụ, căn bản cũng chỉ như đi chơi mà thôi. Vốn dĩ các vị khách không quan tâm gì đến trận đấu loại thấp này, như loại gà mờ giống Diệp Phàm thì chẳng ai thèm đặt cược, và cũng chẳng có ai muốn xem đấu quyền. Những khách hàng lớn đều muốn đến xem quyền cước bác nghệ để kích thích tinh thần. Càng là những cao thủ nổi tiếng thì càng có thể kích thích tinh thần họ, nên người xem cũng nhiều và đặt cược cũng nhiều. Có những lần có quyền vương cửu sao đến thì người ta có thể đặt nhiều đến mức mấy chục triệu đô, còn như trận đấu kiểu giống Diệp Phàm thì cùng lắm cũng chỉ được 200.000 đô, quyền hội Tommy cũng sẽ chiếu cố cho Brent Thác mà mỉm cười. Vì thế, mà sắp xếp nơi thi đấu cũng tồi hơn chút. Thiết bị và độ thoải mái chắc chắn là không cao rồi, bởi vì lợi nhuận không cao mà. Người ta cũng không nỡ mà vứt tiền qua cửa sổ. Chẳng qua là đám người đi cùng Diệp Phàm đã đặt hết cho hắn ta nên khiến cho ông chủ quyền hội này choáng váng, tổng cộng lại trước khi chưa ra trận mức đặt cược cho tên gà mờ Diệp Phàm này đã lên tới hơn 10 triệu đô rồi.
Trừ Cung Khai Hà và Lang Phá Thiên ra thì thực ra người đặt nhiều nhất lại chính là Diệp Phàm tự đặt cho hắn. Tiền này dù gì cũng kiếm lại được, vậy tội gì mà không kiếm, một lần Diệp Phàm đặt là 6 triệu đô. Những đại gia ngay từ đầu không hào hứng gì, sau khi nghe được thông tin này liền cho người đi nghe ngóng tình hình hai bên xem sao. Khoảng gần 15 phút trôi qua, Diệp Phàm còn đang nghỉ ngơi, không ngờ bên ngoài lại huyên náo đến vậy. Một đám khách đại gia sớm đã đến phòng đấu số 2 rồi. Vốn dĩ Diệp Phàm đấu ở phòng số 6 nhưng giám đốc ở quầy thấy số tiền đặt lớn như vậy nên đã báo cáo lại. Tổng giám đốc khi nghe thấy đã duyệt cho đổi sân đấu luôn, tự nhiên lại được đổi lên nơi thoải mái hơn. Và những đám khách cũng điên cuồng tiến vào phòng số 2. Người nào đến muộn chút còn không có chỗ mà ngồi đành phải đứng. Khi Diệp Phàm bước vào sân đấu, nhìn xuống dưới mà thấy hãi cả người, đặt cược cho tháp gia đã lên tới hơn 12 triệu đô la Mỹ. Còn đặt cược cho quyền vương kia đạt trên 20 triệu đô. Trong đó có 7, 8 triệu có lẽ là treo, không được bồi thường. Những vị khách đến sau tự nhiên thấy hối hận vì đã để lỡ cơ hội. Ai nấy đều mắng chửi thuộc hạ là không biết đường nghe ngóng thông tin, để cho người khác tranh mất. Đây rõ ràng là kiếm được tiền vậy mà lại để cho người khác hót hộ. Sau đó những người khách đã đặt cược chỉ hy vọng có người nào đó trước khi đấu một phút lại có bệnh, đặt cược con gà mở tên là tháp gia kia. Nhưng cùng với những con số mà người chủ chỉ đọc ngược từ 100 đến 7, tất cả mọi người đều thất vọng. Đúng lúc đó Diệp Phàm đột nhiên đứng lên, giơ cả hai tay lên hét lớn. Từ đã, tôi muốn tự đặt cho mình. Cược, cược, quyền gia, ông đặt nhiều chút đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả những người khách đặt sau đã xô trào. Đúng là một việc tốt, nghe nói người già trẻ của bộ lạc nào đó có phải điên không? Tự nhiên lại tự đặt cho mình, những vị khách đỏ mắt vì tiền đều giật dây Diệp Phàm. Đối với con gà mờ ngay cả liêm sỉ còn không có chứ nói gì đến quyền thần, lại còn tổ tông, ông nội, cũng đem ra mà nói được, lúc này đúng là có khí thế, không chừng nhất cử nhất động của con gà mờ này lại được tiếp nhận. Nếu như họ muốn, không ngờ vị tháp gia này bị mọi người kích lại hồ đồ đến thế, nói luôn. Tôi đặt 15 triệu đô, có ai theo không? Dẫn chương trình, tôi bao hết số đặt mà tháp gia nói, còn lại bao nhiêu tôi đặt bấy nhiêu. Lúc này có một người trung niên da trắng đứng dậy nói lớn. Xong thủ tục, người khách số 10 đã nhận thầu. Người chủ trì gõ vào trên khay bạc, phát ra âm thanh vang dội. Người này, lại vơ hết tiền mà mình đặt vào người sao? Kế Vĩnh Viễn có chút tức giận, bất bình nói. Tự nhiên trong này tất cả trở thành chuyện lớn thay đổi chỉ trong vài giây, báo cáo về cho tổng bộ của tổ A. Nghe nói Diệp Phàm lên sân đấu rồi, buổi tối các thành viên của tổng bộ đều không về nhà. Tất cả đều ở lại trong phòng nghỉ ngơi uống trà rồi nói chuyện. Tuy không thấy được cảnh của sân đấu nhưng có đội viên luôn kịp thời báo cáo. Thế này sẽ tính vào của công hay của tư, gạch chéo ngược. Thôi Kim Đồng cười nói. Không thể nói là của công được, tôi đã nói rồi. Nhưng lần này chúng ta đều hy vọng đồng chí Diệp Phàm có thể tính vào tiền công. Nhưng đó là điều không thể được. Trước cậu ta đặt cược 3 triệu tôi đã không đồng ý. Giờ lại bảo anh ta đổi thành tiền công thì lão cung này không chúi vào đâu được. Cung Khai Hà buồn bực nói. Khoản tiền này không thể cho lung tung được đúng không? Tây Môn Hà chậc lưỡi nói. Thực ra người này cũng đang ghen ghét, đố kỵ. Người ta là người có tiền, ai cũng biết. Không cần dùng đến số tiền mà tướng quân kế chuẩn bị. Lý Khiếu Phong nhìn hết mọi người, có chút đau lòng nói. Nếu không phải bận tâm lời nói của người ngoài, thì tôi cũng sẽ đặt hết. 500.000 đô, quá ít rồi. Ai, ít thì cũng có ít, nhưng nếu như mang về nước thì sung được vài triệu đấy. Đới Thành thở dài nói. Tinh, ván đầu tiên bắt đầu. Trên mặt Củng Mã có chút khinh thường, ngửa mặt lên cười một tiếng to, đánh một quyền lên đầu Diệp Phàm. Tu thế rất dọa người, lực đánh ra chừng cũng là tam đẳng. Đám con cháu nhà rùa này. Diệp Phàm tỏ ra rất điên cuồng, làm như vậy cũng chỉ là để dẫn lực càng mạnh hơn, thu hút quyền vương cao hơn đến khiêu chiến. Ví dụ bây giờ có một quyền vương 3 sao chủ động khiêu chiến, nếu như Diệp Phàm đồng ý đều có thể tiến hành. Một khi Diệp Phàm đã đánh thắng quyền vương 3 sao thì tức hắn ta cũng sẽ trở thành quyền vương 3 sao rồi. Mà đã là quyền vương 3 sao thì có thể đến Mã Lệ Châu nạp hào. Không là quyền vương 3 sao thì không đủ tư cách đến đó. Chương 2693, người thắng cuộc. Một tiếng động ầm ầm vang lên, trong nháy mắt,
Củng Mã đang cười đắc ý đã như người bay trên không trung rồi rơi bộp xuống bên cạnh sàn đấu. Mũi, mồm, tai người này đều phun ra máu tươi, khiến chỗ xung quanh anh ta toàn là máu. Diệp Phàm đứng trên sàn giơ tay ra, lại còn bĩu môi thổi theo hướng tay chỉ. Trọng tài cũng nói lớn. Anh ta, không được rồi, gọi mấy người chuyên môn lên đây. Trọng tài sửng sốt, hỏi Củng Mã, nhưng đã phát hiện ra anh ta đã hôn mê rồi. Trọng tài đếm từ 20 ngược lại, nhưng anh ta đã không thể tỉnh lại được. Trọng tài đành phải tuyên bố Tháp Gia thắng. Lập tức cả hiện trường lại náo nhiệt lên, những người đã đặt cho Củng Mã đều đã hét to. Không được, không được, Củng Mã còn chưa trả lời. Hắn ta chết đến nơi rồi sao mà trả lời được? Diệp Phàm hừ nói, một vị khách không tin nên đã xông lên sàn đấu để kiểm chứng nhưng cũng phải ủ rũ ngay, và cuối cùng cũng đồng ý với quyết định của trọng tài, ở đây không thể có những trọng tài đen được. Chỉ trong có vài giây đồng hồ đã kết thúc, đa phần người xem đều rất ủ rũ. Nhưng họ điên cuồng lên, cãi nhau để giật dây một số cao thủ. Quả nhiên, sau khi kiểm kê và bồi thương xong Diệp Phàm đã nhận được lời hỏi của người dẫn chương trình. Nói là có quyền vương 4 sao liên bang Anh Đồng Kim muốn hỏi Tháp tiên sinh có thể tiếp nhận thách đấu khiêu chiến. Nếu như cần nghỉ ngơi thì cho một tiếng để nghỉ rồi chiến đấu. Có người đấu thì đấu. Có loại sẽ lật đổ được Đồng Kim. Lật đổ Đồng Kim. Nếu như làm một trận nữa thì sẽ là quyền vương 4 sao rồi. Tại hiện trường lại ồn ào trở lại hét hò lên. Diệp Phàm biết những người này làm thế chắc chắn kích hắn ta để khiêu chiến với Đồng Kim. Nhưng những người vừa thua tiền chắc chắn hắn ta sẽ thua. Nếu thật sự đấu với Đồng Kim thì họ sẽ đặt cho Đồng Kim. Nhưng, Diệp Phàm cố ý do dự, sau rồi nói. Tôi mệt rồi, dù chỉ là một quyền nhưng cũng mất rất nhiều tinh lực, cần phải nghỉ ngơi một tối, 10 giờ sáng ngày mai nếu như quyền vương Đồng Kim đồng ý nhận thách đấu của tôi thì giờ tôi sẽ nhận lời ứng chiến. Nói đến đây, Diệp Phàm trừng mắt lên nhìn mọi người rồi cười nói. Các vị! Hãy chuẩn bị kiếm tiền cho tôi đi. Đồng Kim đồng ý rồi. Con chó Đồng Kim này đã đồng ý ngay lập tức. Mẹ kiếp, quyền vương 4 sao mà lại không dám nhận thách đấu của một con gà mờ chẳng có cái sao nào. Chó má không phải là 4 sao. Trong khoảng thời gian ngắn, những người bị thua đã đang khiêu chiến Đồng Kim, tuy Đồng Kim không có ở hiện trường nhưng tin chắc rằng những âm thanh này chắc chắn là đến tai anh ta. Sau một phút sau, Đồng Kim đã có mặt tại hiện trường. Nói là đồng ý thách đấu của Tháp Tư Ni Mã Bộ Lạc AA. Vậy chắc chắn 10 giờ sáng hôm sau thi đấu, nếu như đặt cược thì giờ có thể đặt cược luôn. Hơn nữa, Đồng Kim cũng đã đặt trước cho bản thân anh ta 1 triệu đô. Trong lúc đó người dẫn chương trình đã xác định, Diệp Phàm cũng kinh ngạc phát hiện ra, bảng đăng ký đặt cược đã tăng vọt lên. Nhưng Diệp Phàm cũng buồn bực, tổng số tiền mà người ta đặt cho Đồng Kim đã lên tới hơn 20 triệu đô. Còn người tin mình sẽ thắng lại chỉ có được 1 triệu đô. Nhưng không lâu sau, Lang Phá Thiên bắt đầu đặt cược. Đỗ Thiên Thảo và những người khác cũng bắt đầu đặt. Diệp Phàm lại giống lên một tiếng. Chính tôi sẽ tự đặt 20 triệu đô. Các vị, ai có bao nhiêu thì nói ra. Hắn ta khi nãy kiếm được hơn 10 triệu, đương nhiên là đưa ra hết rồi. Đăng Các lại truyền tin tức đến, các vị cùng đồng chí Khai Hà đã cùng gom lại được 900.000 đô để đặt cho Diệp Phàm. Trong thời gian đó, trước lôi đài lại náo nhiệt, và trong phòng họp của tổ A cũng náo nhiệt không kém. Nhưng những người này vẫn còn chút buồn bực, bởi vì, bản thân và những người đặt cược phải chờ đến mai mới biết được kết quả. Sáng ngày thứ hai, mặc dù là ban ngày nhưng quyền hội Tommy đã náo nhiệt rồi. Mọi người đều hào hứng cho trận Rocket hôm nay, còn những người khổng lồ lại là hy vọng cho người hưu. Đồng Kim đúng là Đồng Kim, không ngờ da của anh ta lại giống màu đồng. Chẳng trách mà gọi là Đồng Kim. Những bắp thịt của người này khiến cho người nhìn thấy phải sợ. Có những chỗ lồi ra, nếu như dùng tay sờ vào thì chắc chắn sẽ mất thăng bằng. Mọi người liền dẹp sang hai bên, khi ra sân đấu ai nầy đều hô vang khen ngợi, đương nhiên là hâm mộ rồi. Diệp Phàm chỉ là con gà mờ, so sánh với anh ta đúng là có chút buồn bực. Xung quanh sân đấu không còn chỗ ngồi, mấy phòng VIP cũng đều có người đến. Ở bên trong chắc chắn là đang đặt cược. Nhưng xem chừng là quan sát lần này để đặt theo số đông. Ở cái nơi vàng thau lẫn lộn này, loại nào cũng có. Sát thủ, vệ sĩ, đại gia, gián điệp, rồi những nghệ nhân nổi tiếng, rồi dân cờ bạc rượu chè đều có. Thường thường nếu như đại gia nào đã thấy được năng lực của anh, thì sẽ đào tạo anh, biến anh thành công cụ kiếm tiền cho hắn ta.
đương nhiên nếu như muốn anh chính thức ký hợp đồng bán thân cho anh ta thì cũng là xa xỉ rồi. Người ta thường có tai mắt ở trong những quyền hội đen. Khi đã biết được quyền vương nào có thực lực thì sẽ ngay lập tức hồi báo, mà ông chủ sẽ cho một đoàn khảo sát để xem xét. Buổi sáng trong mười mấy phòng VIP ít nhất cũng có một đại gia lớn, ông ta chính là tổng giám đốc tập đoàn Trang Chu Hồ Tuấn Nguyên, còn gọi là Nhãn Thần. Vì sao mà ông ấy được gọi là Nhãn Thần, không thể nói là so sánh mắt của người này với mắt ưng của Diệp Phàm được. Mà bởi vì về phương diện nhìn người thì ông này là một thiên tài. Ông ta đã từng dùng 3 triệu đô để ký hợp đồng với tên quyền vương gà mờ một sao Bách Đức. Lúc đầu khế ước bán thân khiến cho các vị trong ngành đã phải mở rộng tầm mắt, bởi vì theo như họ biết thì Bách Đức chỉ là gặp may thôi chứ chẳng phải là quyền vương gì cao cấp cả. Hơn nữa khi đó Bách Đức vẫn chỉ là một sao. Ký sòn 3 triệu với anh ta coi như trôi theo dòng nước, ngay cả người quản lý tập đoàn Trang Chu có ý kiến cũng không được. Tuy Hồ Tuấn Thuyên là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị nhưng chủ tịch lại không nắm trong tay tập đoàn Trang Chu. Bởi vì ông ấy chỉ có 35% cổ phần, mà cổ phần ít nhất phải có 50% mới có thể nắm quyền điều hành. Cho nên ông ấy đánh phải tìm một khách hàng bạch kiếm lớn để hợp tác và cũng là để có thể ngồi vào chức chủ tịch hội đồng quản trị kia. Khi Hồ Tuấn Thuyên tranh mua đã bị cả đám người bạch kiếm kiên quyết phản đối, nào là nói rằng tiêu lung tung tiền của công ty, chơi phiếu, toàn là những lời nói nhảm. Chủ tịch Hồ cũng không có cách nào, đành phải lệnh cho con trai trước khi hợp đồng hoàn thành sẽ bồi thường cho Bạch Đức 50.000 đô để bãi bỏ cả khế ước kia đi. Nhưng Hồ Tuấn Thuyên không chịu, bởi vì tính cách cậu ta rất bướng, bình thường cũng đã thể hiện khí phách ra. Bị rơi vào bước đường cùng chủ tịch Hồ đành phải bỏ ra 3 triệu tiền riêng của nhà để đầu tư ký với Bạch Đức. Lúc đó chủ tịch Hồ cũng nghe không ít những lời đàm tiếu. Nhưng sau này kết quả lại khiến cho toàn bộ thành phần cao trong công ty phải trợn trừng mắt. Bạch Đức đúng là không chịu thua kém, chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến Hồ Tuấn Thuyên thu được 4 triệu đô. Mà danh tiếng giờ lại càng vang hơn, từ 1 sao lên thành 7 sao. Các thành phần quản lý của tập đoàn đều phải phục. Tất cả đều đồng ý cho Hồ Tuấn Thuyên là người đứng đầu để gây dựng ra tuyển thủ quyền vương cao trên mạng. Vì thế, mỗi lần có người mới vào thì Hồ Tuấn Thuyên ắt phải đến. Hơn nữa, sau này Hồ Tuấn Thuyên còn tạo ra thần thoại cho công ty. Tự nhiên mới chỉ 20 tuổi mà hắn ta đã ngồi ở vị trí phó tổng giám đốc của tập đoàn rồi. Bạch Đức, nhìn vị thủ trưởng của bộ lạc này cũng không có gì nổi bật. Hồ Tuấn Thuyên nói ra một tràng, cũng không thèm quay lại mà nói với Bạch Đức. Hắn ta có vẻ là một nhân vật phong lưu, dưới chân còn có hai cô nàng đang phục vụ, một cô chắc là người Nga, còn một cô là người Ấn Độ. Hai cô này đều nằm chân đùi anh ta thì duỗi chân ra ấn vào ngực và bụng của hai cô này. Hơn nữa lại còn động chân động tay vào chỗ kín của các cô. Đương nhiên là các cô cũng mặc quần nhưng có điều quần cũng mỏng như tờ giấy, liếc một cái là nhìn thấy hết cả bên trong. Tên này đúng là lợi hại. Lại dùng chân để hưởng thụ đàn bà, đúng là không bằng gia súc khác loài. Vâng, thiếu gia, vị tháp gia này còn chưa đến 1m8, hơi thấp. Còn đồng kim cao gần 1,9m, người ta cũng có nắm đấm dài hơn. Chỉ cần vung tay ra là cho con gà mờ kia bay ra ngoài. Cánh tay của con gà mờ kia ngắn, nếu có ra đòn cũng sẽ không đến gần đồng kim được. Cuộc khiêu chiến này vốn không thể trì hoãn lại được, tên tháp gia của bộ lạc này không có văn hóa lại còn kiêu ngạo. Bình thường trong bộ lạc, anh làm tù trưởng thì kiêu ngạo tí cho ra dáng tù trưởng. Còn ở đây chẳng là cái đếch gì. Hắn ta đúng là ngốc, nghĩ gặp may, hạ được củng mã là đệ nhất thiên hạ rồi sao, lại còn tự mình đặt những 20 triệu đô nữa. Xem ra, bộ lạc này đúng là có nhiều tiền. Bạch Đức đang đánh giá trong phòng, nhưng Diệp Phàm có mắt ưng, trong phòng có động tĩnh gì hắn ta đều nghe được hết, nên rất tức giận. Cậu thấy có nên ký với đồng kim không? Tôi đã quan sát anh ta lâu rồi, tuy anh ta đánh không nhiều, nhưng cơ bản mỗi lần đánh đều thắng, nhưng mỗi lần như thế cứ như là khó khăn lắm mới thắng. Tôi đang nghi ngờ đồng kim kia đang có năng lực gì đó mà chưa được thể hiện ra. Một khi gặp được cường địch thì sẽ là giả heo ăn thịt hổ rồi. Hồ Tuấn Thuyên đạp đạp chân lên ngực cô gái người Nga xinh đẹp kia, có thể là đạp chân rất nặng. Cô kia đau đến mức như sắp ứa nước mắt ra, nhưng cũng không dám hé răng. Đương nhiên Hồ Tuấn Thuyên bỏ ra một đống tiền lớn để bao cô ta thì sao mà dám lên tiếng. Chỉ ra khỏi phòng này, tiền bao ơ của Hồ Tuấn Thuyên chắc chắn không dưới 2 triệu đô. Nếu cộng thêm cả năng lực giỏi, phục vụ tốt thì có thể thu nhập phải đến 4 triệu đô.
Chương 2694, mắt thần. Số tiền vậy có thể còn cao hơn cả thu nhập một năm của người dân Nga. Mà Hồ Tuấn Thuyên còn có một thói quen nữa. Có lúc mà khiến cho hắn ta cao hứng lên thì hắn sẽ lỗ mãng vứt ra cả đống tiền. Đương nhiên là những thói quen này các cô trong quyền hội Tommy đều biết, chỉ cần thấy thiếu gia Hồ Tuấn Thuyên đến là y như rằng ai cũng muốn hắn ta đếm xỉa đến mình. Nhưng lần này Hồ Tuấn Thuyên lại chuyên tâm nói chuyện với Bạch Đức nên không đập tiền xuống. Cô gái người Nga không khỏi buồn bực. Cô nàng này rõ ràng là đang hướng bộ ngực của mình về phía chân của Hồ Tuấn Thuyên. Hy vọng rằng người này có thể để ý tới. Đúng vậy, có lúc tôi cũng thấy kỳ lạ. Người này mỗi lần đều lưu lại sinh lực, nếu không sao trong thời gian ngắn mà có thể lên đến vị trí quyền vương 4 sao sao. Mỗi lần chiến đấu người này trông rất khó khăn, thực ra tôi thấy anh ta rất nhẹ nhàng. Bạch Đức gật đầu nói. Hiện giờ Bạch Đức không những chỉ là quyền vương danh tiếng của tập đoàn mà chính anh ta cũng có được một cổ phần nhất định trong công ty. Cũng xả thân vì tập đoàn. Đối với những đồng chí có tiềm lực như thế này thì sao Bạch Đức có chẳng thèm ghẹn tị vì tạm thời những người này không thể lên đến vị trí của hắn được. Mọi người mở mắt ra mà nhìn, lần này có thể là lần khảo sát cuối cùng về đồng kim. Nếu như quyết định, sẽ ký hợp đồng với anh ta. Nhưng còn về chuyện tiền thuê thì anh nói khoảng bao nhiêu? Hồ Tuấn Thuyên hỏi một người bên cạnh. Cái này, tôi thấy 2 triệu là được rồi. Ông lão kia nói. Đợi xem cuộc tỉ thí lát nữa xong rồi hãy quyết định. Hồ Tuấn Thuyên khẽ gật đầu. Thiếu gia, có cần khảo sát tháp bố tư không? Nghe nói người này rất lợi hại, khi một quyền mà đánh ngất được Củng Mã. Lão già này lại đưa ra đề nghị. Củng Mã thì có gì lợi hại chứ, tôi đá một chân cũng có thể đá anh ta về nhà bà ngoại rồi. Người chẳng có tiềm lực thì cũng chẳng có gì đáng xem. Bạch Đức cảm thấy lão già kia đang hoài nghi ánh mắt của mình, nên cũng không vui vẻ gì. Bạch Đức, có thể là anh đã sai. Không ngờ Hồ Tuấn Thuyên lại quay sang cười nói, sau đó đặt điếu xì gà lên trên bàn, mắt bắt đầu nhắm lại. Lẽ nào thiếu gia cũng thấy tên tháp bố tư kia có tiềm lực sao? Bạch Đức có chút không phục nói. Chúng ta cược nhé, tôi đặt cho tháp bố tư 500.000, anh có dám chơi không? Hồ Tuấn Thuyên cười nhếch nhìn Bạch Đức nói. Được, đến lúc đó tôi thắng, mời anh đến nhà hàng Cửu Nguyệt một chuyến. Bạch Đức cười dâm đãng. Bởi vì nhà hàng Cửu Nguyệt kia là một nơi hưởng thụ xa hoa có tiếng. Bên trong đó thường có những ngôi sao ca nhạc, hay minh tinh màn bạc hầu hạ anh. Đương nhiên, những minh tinh này cũng chỉ là hạng thứ 3 của Hollywood thôi. Tuy nói là hạng 3 nhưng giá cũng không mềm chút nào, nếu như đến đây, mỗi lần có minh tinh điện ảnh hầu hạ cùng thì cũng phải mất 100.000 đô trước đã. Được, Bạch Đức mời thì tôi phải đi rồi. Hồ Tuấn Thuyên cười. Hai mắt lướt lên trên người Diệp Phàm, giống như một tên dâm đãng đang ngắm cô gái đang cởi quần áo vậy. Diệp Phàm không ngờ lại cảm nhận thấy ánh mắt của Hồ Tuấn Thuyên. Nhưng đôi mắt ưng của hắn ta vừa nhìn, trong lòng kinh ngạc, thầm nói. Mẹ kiếp, còn biết chơi hơn cả ta, phương pháp này quá phô trương rồi. Bởi vì hắn ta có thể cảm nhận được Hồ Tuấn Thuyên đang dùng hai chân mà day day đùa nghịch trên người hai cô nàng kia. Một tiếng keng vang lên, toàn bộ hiện trường đều đã yên tĩnh. Trận đấu bắt đầu. Diệp Phàm vẫn bình tĩnh mà lên bắt tay với đối thủ đồng kim, sau đó hai bên liền đứng xa nhau ra. Này! Không thể ngờ được đồng kim lại không xuất chiêu như thường lệ, một tay cong cong vung lên quai hàm Diệp Phàm mà đánh. Mặc dù không có nội công xuyên không trung nhưng quyền phong đầu tiên đã bay đến má của Diệp Phàm, cứ như lửa đốt vậy. Võ công của người này có thể so sánh với cao thủ lục đẳng. Hoàn toàn có thể nhận được danh hiệu quyền vương 6 sao. Diệp Phàm đang nghĩ trong lòng vậy. Có lẽ hắn ta cũng muốn làm kiểu giả heo ăn thịt hổ. Không ngờ hai người đã ra thế đâm xe. Diệp Phàm vênh mặt lên cười, thuận tay duỗi tay ra năm ngón đồng loạt tấn công. Răng rắc, dường như là âm thanh hai quyền thủ đã lao vào nhau. Nhưng quyền của đồng kim đã bị năm ngón tay của Diệp Phàm khống chế. Lập tức đồng kim bị chấn động, hắn ta đỏ mặt thu lại quyền, nhưng không ngờ lại không có động tĩnh gì. Kẹp. Đồng kim liền biến thành màu tím, còn Hồ Tuấn Thuyên và Bạch Đức sớm đã nhìn Diệp Phàm với ánh mắt hoảng sợ. Sao lại thế này? Hồ Tuấn Thuyên hỏi. Không hiểu, hình như quyền của đồng kim đã bị người ta nắm được, nên không làm gì được. Ông lão ngồi bên cạnh nói. Xem ra, đối tượng mà chúng ta nên đào tạo sẽ phải thay đổi. Hồ Tuấn Thuyên nói xong, liếc mắt nhìn Bạch Đức, phát hiện ra sắc mặt của anh ta có chút tái lại. Việc này...
một là do đoán sai nên mất mặt, hai là trong lòng đang đau xót mất đi 500.000 đô. A. À, Đồng Kim đã bỏ ra lực muốn nhằm quà Diệp Phàm nhưng lại không thể phóng được ra. Cút con mẹ mày đi. Diệp Phàm đột nhiên đá Đồng Kim một cái, rồi một bên thì buông tay, xong lại đẩy. Đồng Kim vừa kêu vừa bay ra, bay hẳn lên phòng của Hồ Tuấn Thuyên. Rồi những tiếng kêu lốp bốp nữa, đó là tiếng kêu trong phòng cách đó 50, 60 mét. Những tấm kính dày cứng đã bị vỡ hết. Tuy Hồ Tuấn Thuyên được Bạch Đức kéo ra một bên nhưng vẫn chậm, cánh tay bị kính rơi vào nên vẫn bị đỏ, sưng phồng lên. Xin lỗi thiếu gia. Bạch Đức khẩn trương nói. Không sao, người thanh niên này nhất định ta phải lấy về trong tay được. Hồ Tuấn Thuyên không ngờ lại không để ý, sờ chỗ đau rồi hừ nói. Phát hiện ra hai cô gái ở dưới chân cũng rất thảm, đã bị người Đồng Kim đè hết lên chân. Có thể chân hai cô nàng này đã tàn mất rồi. Hai cô này cũng đã hôn mê rồi, còn Đồng Kim lại bị Bạch Đức đá cho một cái bay thẳng xuống bên cạnh sàn đấu. Tên kia toàn thân đều là máu tươi, nhưng sức của Diệp Phàm đúng là tốt. Xương của Đồng Kim đã đứt không ít, nhưng sinh mạng không gì đáng lo. Diệp Phàm không thù không oán gì đương nhiên cũng không muốn lấy đi mạng của người ta rồi. Hay quá! Đỗ Thiên Thảo kêu lớn lên, Lang Phá Thiên cũng điên cuồng mà gào thét. Còn những người bên dưới đặt cho Đồng Kim đều đã tái mét mặt, ai nấy cũng ủ rũ mà rời khỏi ghế. Vừa rút tiền từ ngân hàng ra, trong sảnh có một người đầu hói, mặc bộ vest chỉnh tề, lễ phép đến hỏi. Anh là Tháp Bố Từ Tiên Sinh sao? Có chuyện gì? Lang Phá Thiên là vệ sĩ chạy ngay ra trước mặt Diệp Phàm, lạnh lùng hỏi. Anh ta đúng là được trời phú cho khả năng làm vệ sĩ. Đương nhiên cũng rất hợp với vai của Lang Phá Thiên trong nước. Người mà người ta bảo vệ là những quan chức cao cấp của cả nước, lần này Diệp Phàm đã giành được đãi ngộ này. Xin tiên sinh yên tâm, chúng tôi không có ác ý nào. Tôi là chủ nhiệm bộ phận nhân sự của tập đoàn Trang Chu, Greece. Tôi theo lời của giám đốc Hồ Tuấn Thuyên muốn mời tiên sinh dùng bữa cơm. Greece lễ phép nói. Tập đoàn Trang Chu, có phải là có truyền thuyết về Trang Chu Mộng Điệp không? Lẽ nào các anh đến từ Hoa Hạ? Diệp Phàm thản nhiên nói. Tháp tiên sinh đúng là hiểu biết về văn hóa của Hoa Hạ. Nhưng tổng cục của tập đoàn chúng tôi không phải ở Hoa Hạ mà ở New York. Đương nhiên, giai đoạn hiện giờ chúng tôi cũng đang hướng nghiệp vụ sang TQ, chủ tịch Hồ của chúng tôi cũng là thương nhân TQ chính thống, đời ông nội của ông ấy chính là người TQ. Chỉ có điều trước khi giải phóng đã chuyển đến nước Mỹ lập nghiệp. Nhìn ngay tên của công ty thì cũng hiểu được ngay sự tưởng nhớ của Chủ tịch Hồ đối với TQ. Chris nói rất lưu loát, như vẻ thể hiện người của mình đều là những người có tình có nghĩa. Nhưng, tôi không biết Chủ tịch Hồ của các anh, đây cũng là lần đầu tiên nghe về ông ấy, bữa cơm lần này miễn đi. Diệp Phàm xua tay, bước chân đi, thực ra hắn ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt để bịp người khác. Nếu như thành công có thể lẫn vào Mã Lệ Châu nạp, có người dẫn giới thì đương nhiên là tốt rồi. Tốt nhất là tìm một đối tác, người này lại nổi tiếng thì lại càng tốt. Đến lúc đó thân phận thể hiện hơi quá mà để người của CIA Mỹ nhằm được thì phiền phức lớn. Tháp tiên sinh, ý của Chủ tịch Hồ chúng tôi là mời dùng cơm tiện để nói chuyện hợp tác. Khi nãy Chủ tịch Hồ ngồi ở phòng số 5 đã thấy rất khâm phục thân thủ của Tháp tiên sinh. Anh có thể nghe ngóng xem công ty chúng tôi là công ty thế nào. Mà giám đốc Hồ của chúng tôi được mệnh danh là mắt thần. Ngay cả quyền vương 7 sao Bạch Đức cũng là do anh ta dẫn đường cho. Hiện nay Bạch Đức đã nắm không ít cổ phần trong tập đoàn chúng tôi. Hàng năm cứ nằm trên giường thì cũng có đến hàng triệu đô. Chris bắt đầu ném ra những lý do thuyết phục, thực ra ông ta cũng đang khoác lác chút ít. Tập đoàn Trang Chu cũng có cổ phần của Bạch Đức thật, nhưng không nhiều. Hàng năm nhiều nhất cũng là mấy trăm nghìn đô thôi. Mà nguồn thu chính của Bạch Đức vẫn là do anh ta tự ra quyền thi đấu, tranh được giải và hoa hồng mà có. Mỗi khi thắng trận cũng đều có giải thưởng, mà tiền công ty đặt cho nếu thắng cũng bị rút ra. Đương nhiên, nếu tính như vậy thì thu nhập bình quân hàng năm của Bạch Đức cũng không dưới mấy triệu đô. Ủa, mắt thần! Diệp Phàm cố ý nói ra một câu, nhìn Đường Thành rồi hỏi. Anh có nghe thấy mắt thần bao giờ chưa? Bởi vì Đường Thành đóng vai quản gia. Và cũng vì anh ta còn hơi trẻ, nên tổ nghiên cứu của tổ A đã tiêm cho anh ta nước biến hình vào cơ thể để anh ta thành người trung niên. Cùng với những phát triển về việc co rút lại cơ thể của tổ nghiên cứu, hiện nay thuốc này tiêm vào người có thể bảo đảm được trong thời gian 2 hoặc 3 tháng. Hơn nữa lại rất ít tác dụng phụ,
đây cũng chính là vật bảo hộ lớn nhất mang tính thần bí hoàn thành nhiệm vụ toàn diện của tổ A. Vì thế có người phê bình tổ nghiên cứu lãng phí thì Cung Khai Hà rất không vui. Bởi vì Cung Khai Hà biết rõ tình quan trọng của tổ nghiên cứu. Có mất bao nhiêu tiền thì cũng phải giữ lại, mà hơn nữa còn phải tiếp tục làm vững mạnh tổ nghiên cứu để làm ra được những sản phẩm mới. Chương 2695, Dã thú và thiên thần. Đường Thành lập tức lôi ra một quyển sổ nhỏ rồi lật lên, không lâu sau gật đầu nói. Đúng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trang Chu Hồ Tuấn Thuyên được gọi là Mắt Thần, có biệt danh này là vì anh ta đã thành công phát hiện ra Bạch Đức rồi lại hoàn mỹ khiến anh ta trở thành quyền vương 7 sao. Nghe nói người này đã thành công đào tạo được mấy quyền vương, như quyền vương Khang Lạp Lâm 9 sao cũng là do anh ta nâng lên. Hiện nay, Khang Lạp Lâm và Bạch Đức đã là cánh tay đắc lực của Giám đốc Hồ. Hơn nữa, Khang Lạp Lâm không cần tham gia thi đấu mà trực tiếp vào được trận đấu 16 người mạnh nhất của Mã Lệ Châu Nạp. Có người còn nói rằng nếu như để Giám đốc Hồ nhắm được thì tương đương với nhặt được kho vàng rồi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người muốn hướng về phía anh ta. Nhưng, ánh mắt nhìn người của anh ta rất độc đáo. Nếu như đã không vừa mắt là không có ý kiến gì. Nếu như Giám đốc Hồ mời thì chắc chắn là đã có thể ký kết với Tập đoàn Trang Chu rồi. Nghe nói rằng những vị cao cấp trong tập đoàn đều giao quyền chủ chốt cho Giám đốc Hồ rồi. Xem ra vị có đôi mắt thần này đúng là tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, rồi quay lại, thu lại nụ cười vẻ mặt đầy khí phách nói. Nhưng tôi không có hứng thú với Tập đoàn Trang Chu, thu nhập hàng năm mấy triệu thì có sao, khi nãy tôi cũng đã kiếm được 20 triệu đô đó thôi. Mấy triệu kia quá ít rồi, chẳng sao cả. Nói xong, Diệp Phàm lập tức bước đi, không thèm nhìn đến lão Gris. Hắn ta chắc chắn nghĩ cho càng kiêu ngạo bao nhiêu thì càng gây sự chú ý của Hồ Tuấn Thuyên. Quả nhiên Diệp Phàm vừa bước ra cửa thì có người chặn lại. Đi ở giữa là một người thanh niên khí phách ông chủ. Đã cản đường Diệp Phàm nhưng vẫn cười tươi. Mà người này đúng là rất phong lưu. Tay trái, tay phải đều có cô mắt xanh tóc vàng cùng đi. Cút ngay. Lang Phá Thiên đúng là xứng với vị trí vệ sĩ, bước sải lên phía trước. Biểu hiện rất hung ác, đúng là những đặc điểm của cao thủ bản xứ. Bang! Người đi bên cạnh tên trẻ tuổi đã tiến lên cho Lang Phá Thiên một quyền. Lang Phá Thiên không nhúc nhích, tên kia đã lùi lại ba bước, suýt thì chạm vào cây cột bên cửa. Nét mặt người này trở nên kinh hãi, còn người thanh niên kia đúng là quay lại nhìn, tay ôm cô nàng kia liền nhanh chóng thu lại. Bởi vì vệ sĩ của Diệp Phàm không ngờ lại khiến Bạch Đức như chó gặm bùn, khiến cho Hồ Tuấn Thuyên rất ngạc nhiên. Thậm chí còn là khiếp sợ, một vệ sĩ mà có thể đánh được cả quyền vương 7 sao, thì chắc chắn người kia sẽ ở trình độ cao như thế nào. Điều này cũng là bình thường vì hiện Lang Phá Thiên cũng đã là cao thủ thập đẳng. Nếu như so sánh với quyền vương thì cũng phải ngang tài ngang sức với quyền vương 9 sao hay 10 sao, thậm chí là 11 sao. Còn Bạch Đức chỉ là 7 sao. Thì đương nhiên là không lại rồi. Tháp tiên sinh, mọi người đều gọi tôi là mắt thần, nói thế chắc chắn anh cũng đã nghe nói qua. Hồ Tuấn Thuyên lấy lại bình tĩnh, trịnh trọng nói, nhưng hắn ta vẫn tỏ vẻ hơi đắc ý. Vừa mới nghe nói thế, vậy thì sao? Diệp Phàm nói, tôi cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn cùng hợp tác với tiên sinh cùng kiếm tiền thôi. Hồ Tuấn Thuyên nhìn Diệp Phàm rồi lại nói, tôi biết tháp tiên sinh là người có thực lực. Cứ nhìn từ vệ sĩ của anh là biết. Vừa rồi người vệ sĩ này dùng một quyền mà đánh gục được Bạch Đức quyền vương 7 sao của công ty chúng tôi. Tháp tiên sinh có được một thuộc hạ như vậy đúng là đáng mừng. Nhưng có thực lực cũng không có nghĩa là có thể đạt được thành công hay kiếm nhiều tiền ở sàn đấu quyền này. Việc kiếm tiền này cũng đòi hỏi có phương pháp đấy. Ồ, phương pháp, nói nghe xem sao. Diệp Phàm tỏ vẻ hứng thú nói. Muốn nghe cũng được thôi. Chúng ta đi uống vài cốc rồi nói chuyện, bảo đảm rằng tiên sinh sẽ hài lòng. Hồ Tuấn Thuyên tôi cũng không mạnh mồm, chỉ là có chút kinh nghiệm trên sàn đấu này thôi. Hồ Tuấn Thuyên nói một hồi đầy khí phách. Tháp gia, tuy khi nãy chúng ta kiếm được chút tiền nhưng trong bộ lạc lại cần phải có một khoản lớn. Lần này đến đây chắc chắn tù trưởng đã kỳ vọng ở anh rất nhiều. Hy vọng anh có thể mang nhiều tiền về cho bộ lạc. Như vậy cũng phải cần một khoản tiền lớn, tôi thấy vị mắt thần này cũng không tệ. Hay là cứ đi nói chuyện xem. Nếu nói chuyện được thì chúng ta sẽ hợp tác, nếu như không được thì chúng ta đi. Lúc này quản gia Đường Thành liền lên nói với Diệp Phàm. Thôi được rồi, bụng cũng đã đói rồi, chúng ta đi. Diệp Phàm xua tay, gật đầu đi.
Tháp tiên sinh thích đến chỗ nào? Lão Gris là quản gia trung thành của nhà họ Hồ hỏi. Tôi không quen thuộc nơi đây, ông hãy chọn một chỗ nào đi. Diệp Phàm thuận miệng nói. Tháp gia thích những nơi mang phong cách bộ lạc, mà không phải là nơi vàng thau lẫn lộn. Đường Thành nhanh chóng đưa ra yêu cầu. Ha ha, giám đốc Hồ của chúng tôi cũng không thích những nơi như vậy. Nếu nói về nơi mang phong cách bộ lạc thì chúng ta sẽ đến Ngưu Sở. Lão Gris cười nói. Ngưu Sở, có gì hay? Diệp Phàm hỏi. Tháp tiên sinh cũng biết đấy, người Mỹ chúng tôi đều thích ăn thịt bò. Thịt bò là thức ăn chủ yếu. Ngưu Sở trong nước chúng tôi lại rất có danh tiếng. Nhiều danh thủ Rocket đều thích đến đây thưởng thức. Kobe và Oneo mỗi lần đến đây đều phải đến Ngưu Sở uống một trận. Lão Gris cười nói. Ủa, nơi này có danh tiếng như vậy sao? Xem ra chắc chắn là có đặc điểm nổi bật rồi. Diệp Phàm thể hiện có chút hứng thú với nơi này. Đương nhiên là có đặc điểm nổi bật rồi, mà người sáng lập ra Ngưu Sở là một người phụ nữ, cô ấy tên là Kiều Nhuế Vô Khinh. Người này đến từ bộ lạc Cao Bồi Tây Bộ, là một người phụ nữ đặc sắc, hơn nữa Ngưu Sở mang đậm phong cách Cao Bồi Tây Bộ, chắc chắn Tháp Tiên Sinh sẽ thích thú với phong cách này. Mà nếu như gặp may thì còn gặp được cả cô Kiều Nhuế Vô Khinh kia. Lão Gris nói, Kiều Nhuế Vô Khinh rất đặc biệt sao? Diệp Phàm cũng thể hiện rất kiêu ngạo. Khi anh nhìn thấy cô ấy anh sẽ biết thế nào là sự dung hợp giữa hoang dã và thiên thần. Lúc này Hồ Tuấn Thuyên chen miệng vào nói. Dung hợp giữa hoang dã và thiên thần, hay đấy, tôi thích. Chúng ta đi thôi. Diệp Phàm vung tay lên, cao hứng bước đi. Nhưng tôi cũng nhắc nhở Tháp tiên sinh, người phụ này không dễ dàng đâu. Mà tổng cục của Ngưu Sở ở New York, còn ở Hưu chỉ là một chi nhánh thôi. Đương nhiên họ không chỉ có mấy chi nhánh. Nên gặp được Kiều Nhuế Vô Khinh rất khó. Nếu như gặp được thì cũng phải chú ý một chút. Nói cách khác, tôi chỉ muốn nhắc nhở Tháp tiên sinh vậy thôi, không nói nữa. Hồ Tuấn Thuyên tự nhiên lại tươi cười nói. Trông bộ dạng giám đốc Hồ có phải là đã nếm mùi của cô ta rồi phải không? Diệp Phàm cũng cười nói. Việc này nói thật, tôi còn bị thua thiệt, nghĩ lại chuyện cũ mà kinh, tôi không muốn lộ ra. Hồ Tuấn Thuyên xấu hổ nói. Chỉ là cho cô ấy đạp một cái nhưng suýt nữa thì khiến giám đốc Hồ của chúng tôi không thể chơi đùa với đàn bà được nữa. Lúc này Bạch Đức đứng ở bên chen mồm, giễu cợt Hồ Tuấn Thuyên. Ta nói với anh Bạch Đức, anh ăn nói giữ mồm giữ miệng chứ, chuyện xấu hổ như vậy mà cũng nói ra sao, đúng là đáng ghét. Lần đó anh cũng chẳng khác gì mà, chúng ta đều như nhau thôi. Hồ Tuấn Thuyên giận, trừng mắt nhìn Bạch Đức. Tôi, vẫn tốt mà, anh đã phải nằm trong viện 5 ngày rồi còn gì. Tôi chỉ 3 ngày là khỏi rồi. Bạch Đức cười châm chọc nói, Hồ Tuấn Thuyên tuy là ông chủ của Bạch Đức nhưng Bạch Đức là quyền vương 7 sao nên cũng có chút kiêu ngạo, mà quan hệ của hai người lại rất tốt đẹp. Ngay cả Bạch Đức cũng bị thương thế thì hoang dã và thiên thần này chắc chắn là lợi hại rồi. Nhất định phải gặp, Tháp gia ta đây thích hoang dã và thiên thần rồi đó. Diệp Phàm cười ha hả nhanh bước chân ra. Thế rồi cả đoàn người thẳng tiến đến Ngưu Sở. Quả nhiên là Ngưu Sở, phòng là một chiếc đầu trâu. Đường Thành chỉ vào hình đầu trâu trên tòa nhà 3 tầng cười nói. Nói về hình bên ngoài thì lại thấy có mâu thuẫn với đội trâu Chicago, ngay thời đó đã là một vấn đề náo nhiệt. Lão Gris cười nói. Tòa nhà này thì có liên quan gì đến con trâu đực? Diệp Phàm không hiểu gì liếc nhìn lão Gris. Trâu đực chính là biểu tượng mà tòa nhà này thiết kế theo. Đó là dấu hiệu sao chép lại. Là nơi chuyên cho các thương nhân nước ngoài đến Hưu này để vui chơi. Vì thế đã làm nhơ nhuốc danh tiếng. Cuối cùng họ đã ra tòa, nhưng Kiều Nhuế Vô Khinh không phải là người đơn giản. Cô ta phản bác rằng châu thì làm sao mà sao chép được thần tượng của họ. Bởi vì thần tượng của bộ lạc họ chính là châu đực. Cuối cùng bên tòa án đã cho chuyên gia đến bộ lạc. Theo như khảo sát, biểu tượng châu của bộ lạc người ta đã có lịch sử mấy nghìn năm. Khi đó người sáng lập ra lầu châu kia còn chưa ra khỏi bụng mẹ. Nhưng các chuyên gia cũng chỉ rõ, tuy biểu tượng của hai nhà giống nhau nhưng cũng hoàn toàn không giống nhau. Mỗi bên đều có đặc điểm riêng, việc này mà cứ điều tra cũng không có ý nghĩa gì, vì thế, hai nhà cần phải hòa giải. Lão Gris cười nói, còn có điển cố này nữa, Ngưu Sở này còn có mùi vị. Diệp Phàm cười, mấy người bước vào trong Ngưu Sở. Vừa bước vào đã rung động. Bởi vì vừa mới bước vào đã có người bay trên không trung đập vào người Diệp Phàm. Lang Phá Thiên nhanh chân bước lên đạp người bay kia ra khoảng 5 mét,
rầm rầm tiếng xong mới phát hiện ra hai người trong sở đánh nhau. Còn những người bên cạnh đều mặc những bộ quần áo dã thú kỳ quái, trên mặt thì vẽ lung tung, lộn xộn. Nhưng những người khách ăn uống lại không bận tâm đến hai người đánh nhau này. Nếu có đập vào người thì cũng coi như vật gì đó thôi, không ai tức giận cả. Thế nào, đây là đặc điểm của Mưu Sở. Anh muốn giải phóng, muốn đánh thì đánh, còn người bên cạnh sẽ không giận. Đương nhiên nếu như anh điên cuồng, khiến cho người ta ăn không nổi thì người ta cũng sẽ cuồng bạo mà đánh lại. Bị đánh ở đây cũng là bị đánh không, nếu sợ bị đánh thì không nên đến. Bởi vì đến đây thì phải hiểu quy tắc. Hồ Tuấn Thuyên cười nói.